Được, tôi lập tức đến. Bên kia đầu dây điện thoại, Ngô Hiểu Dương lộ ra vẻ vui mừng và tươi cười trong lòng. Ngay khi Trương Lực đến Nam Quốc Chi Xuân của Ngô Hiểu Dương, Mộc Phong gặp một loạt thử thách sống chết. Khi nghe Mạnh Được Tán sau khi hiện thân Mạnh Tán và Tiêu Lương tuy là không thể nhờ công ty của Ngô Công Tử ở Dương Thành đặt chân cũng bố cục, nhưng ra quân khu vẫn một đi không trở lại, làm cho người ta không phát hiện được hành tung Mộc Phong lập tức lấy ô tô ra chặn đường. Hiện tại đã lúc khẩn cấp, lần trước Khang Hiếu bị tập kích, một ngày Mạnh Tán và Tiêu Lương không lọt lưới, thì không đảm bảo được an toàn hạ tưởng một ngày. Mộc Phong quyết định mặc dù như thế nào cũng phải giữ lại Mạnh Tán, hơn nữa còn không tiếc mọi thứ đánh cho chết, để ngừa y sẽ hạ thủ với Hạ Tường. Tất cả hậu quả nghiêm trọng phát sinh, y một mình gánh vác. Sau đó hạ quyết tâm, Mộc Phong dựa theo chỉ thị một đường đi đến phía Nam Dương Thành, quả nhiên, trong trang viên ở một chỗ bí ẩn, phát hiện bóng dáng Mạnh Tán. Càng làm cho Mộc Phong vui mừng chính là, Mạnh Tán vẫn bị thương, đi đường khập khiễng, xem chừng vết thương không nhẹ. Hơn nữa dường như vẫn lẻ loi một mình. Nói như vậy, y một mình có thể giải quyết Mạnh Tán. Mộc Phong mừng rỡ, mặc dù y vừa mới lấy được chỉ thị của Hứa Quan Hoa, nói là không cho y động thủ, chỉ để y theo dõi, nhưng y hiện tại cái gì cũng không quản, chỉ cần giải quyết Mạnh Tán, vì Phó Bí Thư Hạ diệt trừ một mầm họa, mặc kệ xử phạt y như thế nào, y đều can tâm tình nguyện. Mộc Phong im lặng ẩn nấp trong chốc lát, dự định chờ khi màn đêm buông xuống động thủ lần nữa. Không ngờ sắc trời vừa mới tối, y bỗng nhiên phát hiện, không thấy Mạnh Tán. Lần kinh hãi này không phải nhỏ. Chẳng lẽ Mạnh Tán phát hiện ra y? Mộc Phong biết rõ Mạnh Tán thân thủ hạng nhất, nếu như bình thường y nhất định không phải là đối thủ, nhưng hiện tại Mạnh Tán bị thương, đúng là thừa dịp y bệnh phải chớp lấy thời cơ, sao có thể bỏ lỡ. Mộc Phong tự nhận chỗ y ẩn nấp cực kỳ bí mật, Mạnh Tán không nên phát hiện ra hành tung của y mới đúng. Điều khó hiểu là, một tiếng rú của ô tô truyền đến, một chiếc xe đột nhiên chạy ra khỏi trang viên, lao nhanh tới hướng Bắc. Hướng Bắc là muốn quay về nội thành, Mộc Phong thoáng giật mình tỉnh giấc, Mạnh Tán vội vã quay về nội thành, dám chắc là để phối hợp với Tiêu Lương. Y và Tiêu Lương hợp lại có thể có chuyện gì? Nhất định là vì đánh lén Hạ Tưởng, chẳng lẽ là Tiêu Lương đã bố trí tốt, cần Mạnh Tán giúp đỡ? Thật sự là như thế, nói gì cũng không thể cho Mạnh Tán trở về. Mộc Phong nhảy dựng lên, nhanh chóng trở lại trong xe, bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Tốt, thật sự quyết chiến một trận ngang tài ngang sức. Mộc Phong cũng là một chiếc Việt dã, mà chiếc xe là một chiếc Land Rover 2.1, xi lanh tuy rằng nhỏ, nhưng được cái bẻ lái tăng áp, vận tốc xoay cực lớn, trong nháy mắt tăng tốc rất nhanh, hơn nữa còn đường xoắn đầu ra vô cùng rộng, có động cơ hút khí tự nhiên không thể so sánh, trong nháy mắt bộc phát lực. Xe trước nhìn ra xe của Mộc Phong. Vốn Mộc Phong cách xe trước còn có 100 mét, xe trước đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt kéo giãn thêm hơn 10 thước. Lúc này tuy rằng sắc trời hóa đen, Mộc Phong vẫn có thể liếc mắt một cái thấy rõ chính là Mạnh Tán ngồi trên xe phía trước. Anh ta nhấn một cước, động cơ bỗng nhiên nổ vang một tiếng, ưu thế 6 xi lanh lúc này cũng bộc lộ rõ ràng, cảm giác áp lực cực mạnh đẩy Mộc Phong áp sát vào lưng ghế, đầu xe ô tô dường như hơi nhô lên một cái, sau đó trong nháy mắt phát ra động lực lớn mạnh. May mà ổ đĩa bốn bánh, nếu chỉ bánh trước, dám chắc sẽ đứng không vững. Kỹ thuật lái xe của Mộc Phong cũng thực rất được, thường xuyên phóng xe, bởi vậy y cho rằng hôm nay thắng chắc Mạnh Tán rồi. Hơn 10 giây sau, khoảng cách dần kéo gần, Mộc Phong thậm chí có thể nhìn thấy từ tấm kính chiếu hậu của xe trước là hình ảnh Mạnh Tán cười điểu, đừng đắc y quá sớm, ai cười tới cuối cùng vẫn chưa biết được. Đột nhiên, phía sau lại có tiếng rú của xe ô tô, Mộc Phong từ tấm kính chiếu hậu phát hiện. Phía sau có hai xe ô tô một trái một phải đánh bọc sườn, hung hăng, hùng hổ, rất có khả năng không thể giữ y lại thể không bỏ qua. Được, hóa ra sớm có chuẩn bị, Mộc Phong trong lòng dùng mình, đến thì đến, ai sợ ai. Hai xe ô tô phía sau phỏng chừng cũng là xi lanh lớn, tiến tới gần với tốc độ cực nhanh, Mộc Phong nhìn lướt qua đồng hồ tốc độ, hiện tại đã gần đạt 100 km/h, phải biết rằng, hiện tại ô tô đang chạy không phải trên quốc lộ. Tình hình giao thông bình thường, tốc độ 100 km/h đã vô cùng nguy hiểm, nhưng tốc độ xe sau tuyệt đối vượt qua 130 km/h, không đến nửa phút, cách y chỉ có hơn 10 thước. Mà xe Mạnh Tán thừa cơ hội tăng tốc, dần dần kéo dài khoảng cách. Vốn chỗ trang viện khá vắng vẻ, lúc này trên quốc lộ đừng nói có gió, ngay cả một bóng người cũng không có,
đúng là trăng cao mây đen địa điểm tốt nhất để giết người phóng hỏa. Hơn nữa tối trong tối, thị giác của người tạm thời bị che khuất nhất định, nương sắc trời yểm trợ, đúng là thời cơ tốt nhất hủy thi diệt tích. Mộc Phong chỉ biết, hôm nay không phải cá chết thì là lưới rách, tuyệt đối không còn con đường thứ hai để đi. Mộc Phong nóng nảy, lại nhấn ga, ô tô nhanh chóng giảm bớt tốc độ hai bậc, đột nhiên xông về phía trước, lại kéo giãn cự ly một chút. Xe sau cho rằng Mộc Phong muốn chạy, liền cùng tăng tốc, âm thanh động cơ gầm rú vẫn truyền đến bên tai như cũ, khiến Mộc Phong hiểu rõ, công suất ô tô đối phương ít nhất cũng là 3.0 trở lên. Hai xe gần như song song mà đi, quốc lộ vốn không rộng, hai xe cùng tiến, cả đường quốc lộ đã bị phong kín. Ý đồ của đối phương thực rất rõ ràng, chính là muốn ép chết Mộc Phong, không cho Mộc Phong có đường thối lui. Hai sườn quốc lộ là rãnh thoát nước, nước sâu bao nhiêu thì không rõ, nhưng hẳn là sẽ không nông, xe bị đẩy vào, nếu không thể kịp thời thoát thân, chắc chắn mất mạng. Mộc Phong trong nháy mắt đoán được ý đồ của xe sau. Là muốn đưa Tiễn Y về chín suối. Vừa mới lóe lên ý nghĩ trong đầu, xe bên trái lại đột nhiên lao lên, sau đó đột nhiên quay bánh lái về phía tay phải, ý đồ đừng ép xe Mộc Phong, đẩy Mộc Phong vào rãnh thoát nước. Lúc này sau lưng Mộc Phong có xe gắt gao đuổi theo, muốn phanh lại, xe sau dám chắc muốn tiến thẳng lên. Muốn tránh, lại không có chỗ trốn, chỉ có thể trơ mắt bị xe đối phương hung hăng tấn công bên trái xe. Một tia lửa lóe lên, xe Mộc Phong lung lay mấy cái, không ngờ không hề mất kiểm soát, vẫn hương ngạnh mà bay nhanh lên trước. Đối phương tức điên rồi, tiếp tục ép đầu xe Mộc Phong, hơn nữa xem bộ dạng bày ra tư thế đuổi cùng giết tận, chẳng sợ xe mình cũng rất theo, cũng muốn dồn xe Mộc Phong vào rãnh thoát nước. Mộc Phong thấy thế, khóe miệng hiện lên một nụ cười chiến thắng, cơ hội đã tới, chính là hiện tại y đột nhiên giẫm phanh dừng lại, âm thanh lốp xe cọ sát mặt đất vang lên chói tai, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với xe trước không ngờ Mộc Phong hiện tại dưới tình trạng đó còn dám dừng lại, bỗng chốc mất đi lực chống đỡ, nắm bắt xu thế không được, bỗng lao vào trong rãnh thoát nước. Nhưng Mộc Phong cũng vì thế trả giá thê thảm, sau đó nổ một tiếng vang dội, y bị xe sau bất thình lình tông lên, lực va đạm rất lớn khiến xe của y suýt nữa không khống chế được, liên tục tông vài cái, chỉ thiếu chút nữa cũng vọt vào trong rãnh thoát nước. Xe sau cũng thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn liều mạng mà đuổi theo, nổi điên giống như lần trước hướng đến xe của Mộc Phong tông lần thứ hai muốn dùng lực đẩy Mộc Phong vào chỗ chết, hiện tại đối phương đã không khống chế được, muốn cùng chết. Đáng tiếc, Mộc Phong trong trận mở màn đã giành thắng lợi, sĩ khí đang dâng, sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Y rút súng lục ra, bình tĩnh mà bắn liền ba phát vào xe sau. Phát thứ nhất trúng đèn lớn xe, ô tô bị tối mù. Phát thứ hai bắn trúng lốp xe, ô tô bể bánh rồi. Phát thứ ba giống như bắn bổ sung, bắn trúng động cơ xe. Thực ra phát súng thứ hai bắn trúng lốp xe, ô tô bể lốp, cũng đã không khống chế được, đột nhiên di chuyển tại chỗ, sau đó xoay vài vòng, cuối cùng bay vọt lên, cuối cùng hoàn thành một lần nhảy lấy đà, cũng vọt vào trong rãnh thoát nước bên đường. Mộc Phong cười ha hả, vừa ngẩng đầu thấy, Mạnh Tán phía trước lại dừng xe, dường như là cố tình đợi y tới, muốn cùng y quyết một trận tử chiến. Mộc Phong cũng xuống xe, nhìn xa xa cửa xe ô tô tối om, có lẽ bên trong bất cứ khi nào cũng có thể tấn công lén, có thể Mạnh Tán sẽ quang minh chính đại mà đại chiến một trận với y, có lẽ. Có lẽ là một lần cuối cùng tôi mời Phó Bí Thư Hạ đại giá đến Hoa Vô Khuyết, Phó Bí Thư Hạ hà tất bày ra một bộ dáng lạnh lùng xa ngàn dặm. Quý Như Lan vẻ mặt không hề vui mừng. Tôi cũng không phải muốn lấy sự tình gì để uy hiếp anh, chỉ có điều nói không nên lời vì cớ gì, chỉ muốn gặp anh. Giọng điệu của Quý Như Lan hơi thấp xuống. Hạ Tưởng lại đột nhiên biến đổi sắc mặt, không phải vì tiếng lòng thổ lộ của Quý Như Lan, mà là vì hắn nghe được trong viện dường như truyền đến dị động gì đó, không khỏi sốc trong lòng, chẳng lẽ Ngô Hiểu Dương thực dám phạm sai lầm to lớn, dám ở Hoa Vô Khuyết động thủ, hơn nữa. Ngay cả Quý Như Lan cũng không buông tha. Một ngày trước, quân nhân tên là Lư Nghĩa đã dùng tên nỏ đặc chế trong quân để bắn bị thương Mạnh Tán, gã là lính đặc chủng lão cổ cố ý điều đến bên Hạ Tưởng chịu trách nhiệm bảo vệ, là cao thủ hạng nhất. Hôm nay Hạ Tưởng đến bên hồ biệt thự, gã cũng không rời một tấc theo sát, chẳng qua gã không phải bảo vệ có biên chế chính thức bên cạnh Hạ Tưởng, bởi vậy chỉ có thể ở trong phạm vi bên ngoài. Và lại gã dù sao cũng là quân nhân, Hạ Tưởng là cán bộ địa phương, nếu truyền ra ngoài, bên cạnh một phó bí thư tỉnh ủy có quan quân tại ngũ làm bảo vệ,
sẽ bị nói ra nói vào. Trách nhiệm của Lư Nghĩa hôm nay chủ yếu phụ trách an toàn của Hạ Tưởng, gã chờ ở cửa sau của Hoa Vô Khuyết, để phòng nếu chẳng may có chuyện xảy ra, có thể khẩn cấp hộ vệ Hạ Tưởng chạy thoát từ cửa sau. Có thể nói, hôm nay cảnh vệ của Hạ Tưởng đã bố trí lực lượng nghiêm mật đến nỗi vượt qua cấp bậc bảo vệ ủy viên Bộ Chính trị Trần Hạo Thiên, bởi vì không chỉ có toàn bộ cảnh vệ của hắn xuất động, không chỉ có Trần Hạo Thiên xuất phát từ sự trân trọng đối với hắn cũng điều động vài tên đến bảo vệ hắn, lão cổ cũng đã sắp xếp hai cao thủ hạng nhất, luôn luôn không rời nửa bước. Hai cao thủ hạng nhất này, một người là Lư Nghĩa, người còn lại là Tống Lập. Tuy nhiên Lư Nghĩa và Tống Lập đều đang thi hành nghĩa vụ quân sự, hai người chỉ có thể ở ngoài phạm vi, Lư Nghĩa và Tống Lập đều bị sắp xếp chờ ở cửa sau. Nếu Lư Nghĩa và Tống Lập đều được bố trí ở phòng tuyến tầng thứ nhất, sự tình hôm nay có thể sẽ không xảy ra, nhưng sự việc trên thế giới không hề là giả thuyết, sự tình vẫn không thể xảy ra ngược lại. Hạ Tưởng nghe được tiếng di chuyển trong viện rất nhỏ, vệ sĩ hôm nay theo hắn, đã được giải quyết hơn nửa phần. Từ trong hồ tĩnh lặng hiện lên bóng đen không phải là một người, mà là vô số người lặng yên không một tiếng động mà lặn dưới nước, đi tới bên hồ. Lúc này màn đêm đã bao trùm, đèn đường mờ không soi sáng đường mòn bên hồ, mấy tên cảnh vệ cũng không nghĩ tới trong hồ nước sẽ có người ẩn núp. Mà tiếng gió ào ào và tiếng người xa xa ẩn náu bên hồ nước, đến lúc có vài tên mặc áo đen đến gần, cảnh vệ mới phát hiện ra, nhưng đã chậm. Hai cảnh vệ canh giữ ở cửa chính cách hơn 10 mét, bị hai gã áo đen một trưởng đánh ngất, phòng đạo thứ nhất bị hạ dễ dàng. Phòng đạo thứ hai là ba lính canh. Ba người chờ vây ngoài cửa lớn chừng 10 thước, ở ba góc, phân tán ở ba nơi. Phải nói, mặc dù là từ đứng thẳng phương vị theo góc độ của phòng bảo vệ mà nói, đều không thể bới móc. Nhưng tiếc là, đối thủ là binh lính đặc chủng chuyên môn chấp hành ám sát. Ba cảnh vệ ở tuyến thứ hai, một người bị đánh ngất, một người bị đánh mê, còn có một người khá tỉnh, rút súng đang muốn uy hiếp, bị người áo đen hạ độc thủ, một tiễn trúng yếu điểm của mục tiêu, chết tại chỗ. Phòng tuyến thứ hai, toàn bộ bị phá. Phòng tuyến thứ ba là ở trong cửa chính, bên ngoài biệt thự, cũng là phòng tuyến cuối cùng. Kỳ thực mà nói, lực lượng cảnh vệ của Hạ Tưởng có 4 phòng tuyến, nhưng Lư Nghĩa và Tống Lập đều bị sắp xếp cho đường lui, chẳng khác nào kỳ thực không có phòng tuyến thứ tư. Nói đúng là, nếu phòng tuyến thứ ba bị phá toàn bộ, Hạ Tưởng hoàn toàn ở dưới nòng súng của đối phương. Phòng tuyến thứ ba cũng 3 người. Nếu hai phòng tuyến trước đều là cảnh vệ cấp thứ trưởng của Hạ Tưởng nên có trình độ, như vậy 3 người ở phòng tuyến thứ ba chính là trình độ cỡ cấp phó quốc, bởi vì bọn họ là cảnh vệ do Trần Hạo Thiên điều động. Với tư cách bí thư tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam, Trần Hạo Thiên ở Bộ Chính trị cũng là nhân vật quan trọng, lực lượng bảo vệ của y đều rất tinh anh. Nhưng người áo đen cũng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, đã sớm thăm dò phân bố lực lượng bảo vệ của Hạ Tưởng, thậm chí ngay cả sự tình Trần Hạo Thiên điều động lực lượng bảo vệ Hạ Tưởng cũng biết rõ ràng. Mặc dù như thế, người áo đen cũng hiểu rõ, đối phó với phòng tuyến thứ ba, sẽ không đơn giản như hai phòng tuyến trước. Người áo đen tổng cộng có 7 người, kẻ cầm đầu trong đêm tối không thấy rõ mặt, hơn nữa còn đeo mặt nạ bảo hộ, nhưng nếu có Hứa Quan Hoa ở đây, liếc mắt một cái sẽ nhận ra gã đó chính là Tiêu Lương. Tiêu Lương lặng yên ra dấu, 7 người chia thành 4 nhóm, 2221, Tiêu Lương một mình, mặt khác 6 người tạo thành 3 nhóm, rõ ràng là muốn hình thành bố cục 4 nhóm đấu với 3 người, yêu cầu một kích tất chúng, sau đó nhanh chóng vọt vào phòng trong, không để cho Hạ Tưởng có cơ hội phản ứng. Tiêu Lương đối với bố cục hôm nay, rất chắc thắng, bởi vì gã đã chờ cơ hội hôm nay lâu lắm, nguyên tưởng rằng gã không có cơ hội đánh úp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiện tại có lực lượng cảnh vệ quá hùng mạnh, hơn nữa cách tỉnh ủy không xa, gã hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Không ngờ tới, Hạ Tưởng còn dám ở cửa ải cuối cùng đi xa, không ngờ đi vào biệt thự bên hồ có môi trường thoải mái. Tiêu Lương sau khi xin chỉ thị của Ngô Hiểu Dương, ngay lập tức lên kế hoạch. Hơn nữa còn điều lính đặc chủng rất tinh anh dưới quyền Ngô Hiểu Dương. Không chỉ siêu đẳng, mà còn được trang bị tốt, tin rằng có thể hành động một lần bắt được Hạ Tưởng. Chẳng những giết được Hạ Tưởng, Quý Như Lan cũng đừng mong sống sót. Sở dĩ nói đến kế hoạch hôm nay, có thể được bố trí trước và tiến hành thuận lợi, còn phải cảm tạ Quý Như Lan ban tặng. Quý Như Lan cũng không biết điện thoại của cô bị quân đội gắn thiết bị nghe trộm, để nghe lén điện thoại với Hạ Tưởng. Lại lo lắng bị Bộ An ninh Quốc gia chặn cửa, cuối cùng là đem thiết bị gắn trên người Quý Như Lan, thật đúng là thuận tiện nắm bắt hướng đi của Hạ Tưởng.
Mắt thấy việc lớn đã thành chỉ có một bước cuối cùng, trong mắt Tiêu Lương, ba cảnh vệ thượng đẳng ở phòng tuyến thứ ba, trong mắt gã cũng đã thành người chết, 10 phút sau, chẳng những ba cảnh vệ đi đời nhà ma, Hạ Tưởng và Quý Như Lan cũng máu đổ tại trận. Nghĩ đến Quý Như Lan, tâm tư Tiêu Lương liền sao động, thật sự là một người phụ nữ ngực to ngu xuẩn, nếu không phải cô muốn mời Hạ Tưởng đến đây, gã còn không có cơ hội tốt có thể trực tiếp đánh úp Hạ Tưởng. Tuy nhiên, gã cũng sẽ không cảm ơn Quý Như Lan, đối với loại phụ nữ ngu ngốc, gã lại luôn thích thú. Bởi vì theo gã, phụ nữ chỉ cần có ngực là được, không cần có não. Nếu có cơ hội, gã nguyện thưởng thức khoái cảm trên ngực của Quý Như Lan, sau đó sẽ bắn chết cô, để cô đến gặp mặt Ngô công tử. Ý tưởng của Tiêu Lương là tốt đẹp, nếu toàn bộ thuận lợi, gã hôm nay chẳng những có thể báo thù rửa hận, nghe đâu còn có thể ngủ với mỹ nhân đệ nhất nhà họ Quý, quả nhiên là đời người rất may mắn. Hạ Tưởng ơi Hạ Tưởng, mọi người đều nói mày lợi hại như thế nào, thông minh thế nào, kỳ thực mày cũng thường thôi. Tiêu Lương tiến về phía ba nhóm đi cùng ra dấu tay, sau đó, mấy người bọn họ đồng loạt động thủ. Tiêu Lương không phải đánh giá cao chỉ số IQ của mình, mà là xem nhẹ phòng bị của Hạ Tưởng, càng coi thường ba cảnh vệ thân thủ tinh anh của Trần Hạo Thiên phái đến. Đương nhiên, gã còn phạm một sai lầm chết người là bỏ qua Lư Nghĩa và Tống Lập, còn phán đoán sai lầm trí tuệ của Hạ Tưởng. Khi Trương Lực đi vào Nam Quốc Chi Xuân, khoảng 8 giờ tối, ngọn đèn Nam Quốc Chi Xuân u ám, hoa cỏ tàn tạ, sớm đến mùa thu. Trương Lực được Ngô Hiểu Dương nồng nhiệt nghênh tiếp. Trương Lực còn đang men say, sau khi ngồi xuống trong đầu còn chưa tỉnh lắm, ngây người sửng sốt, hơi không nghĩ ra y và Ngô Hiểu Dương còn có gì để nói, liền đứng lên. Rất xin lỗi Tư lệnh Ngô, tôi cảm thấy giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất từ sau khi con trai của Ngô Hiểu Dương mất, sao đồng ý để Trương Lực đi. Ông ấy vỗ vỗ vai Trương Lực. Trương Lực anh không nên chán nản thất vọng, tuy anh không được đảm nhiệm chức thư ký chủ tịch tỉnh, nhưng vẫn có thể nhập ngũ. Chỉ cần tỉnh ủy đồng ý thả anh, tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh, đảm bảo anh sau khi nhập ngũ, một bước lên cao. Tôi ở trong lực lượng quân đội, chỉ ít cam đoan anh lên đại tá, thế nào? Suy nghĩ thật kỹ vào, không nên phá hỏng đường đi. Trương Lực không nghĩ tới còn có sách lược phu hồi như vậy, thật có thể trước theo chính trị sau nhập ngũ sao? Ngô Hiểu Dương thấy Trương Lực có vẻ nghi ngờ, cười nói. Phụ huyên hiện tại là trung tướng, y trước kia luôn theo chính trị ở địa phương, còn đã làm phó chủ tịch tỉnh. Trương Lực trước mắt sáng ngời, y đương nhiên nghe nói qua phụ huyên, được Ngô Hiểu Dương nhắc một cái, dường như trước mắt đột nhiên mở ra con đường sáng sủa, chán nản lúc trước đảo qua mà sáng, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, mắt không khỏi u tối. Nếu y đúng theo như lời Ngô Hiểu Dương nói bỏ chính trị nhập ngũ, như vậy về sau cho dù là dòng chính Ngô Hiểu Dương, y hoàn toàn đoạn tuyệt với Hạ Tưởng. Sẽ liên tưởng đến ngày Ngô Hiểu Dương sụp đổ, về sau còn có thể có tương lai gì. Ngô Hiểu Dương dày dạn kinh nghiệm, thấy Trương Lực đã động lòng, nói. Tôi sắp lui xuống, nhưng quân đội không giống như địa phương, độ trung thành của các tướng lĩnh trong quân đội rất cao, chỉ cần tôi chưa chết, tôi nói gì họ cũng nghe. Tôi có thể ở Dương Thành nhiều năm, còn xây dựng Nam Quốc Chi Xuân, anh nói tôi trên không ai, có thể có ngày hôm nay. Tôi hiện tại không có người để dùng, cảm thấy anh hợp ý, mới mong muốn thu nhận anh. Trương Lực trần trừ một chút. Tôi lo lắng Quý Như Lan và nhà họ Quý không đồng ý. Qua đêm nay, Quý Như Lan và nhà họ Quý cũng sẽ không để ý tới anh nữa. Ngô Hiểu Dương cười ha ha. Trương Lực chỉ lo cân nhắc mối quan hệ ghê gớm trong đó, không có suy nghĩ sâu xa về hàm ý lời trong ý ngoài của Ngô Hiểu Dương. 100m, 90m, 80m, Mộc Phong mỗi một bước đều rất vững vàng, tay phải chống bên hông, vẫn chưa rút súng, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, y cũng không rõ Mạnh Tán bên trong xe muốn quyết một trận tử chiến với y như thế nào. Tuy rằng nhìn không rõ tình hình bên trong xe, nhưng y khẳng định, Mạnh Tán ở ngay trong xe. Lại tiến về phía trước hơn 10 mét, đã tới sát tầm sát thương của súng lục, Mộc Phong đứng lại, la lớn. Mạnh Tán, chúng ta so bản lĩnh, vẫn đấu súng, anh cứ nói, ta hầu tới cùng. Hôm nay, hai người chúng ta chỉ có thể có một người sống sót rời khỏi. Cửa xe bật ra, Mạnh Tán xuống xe, cách khá xa nhìn không rõ, nhưng vẫn cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người y. Mộc Phong, anh hà cớ gì vì Hạ Tưởng bán mạng? Nói thật cho anh biết, hiện tại Hạ Tưởng có thể đã mất mạng, ha ha.
Mạnh Tán ngửa mặt lên trời cười như điên. Anh bị lừa rồi, tôi cố ý dụ anh lại đây, chính là để khi Hạ Tưởng bị ám sát, anh không thể ở đó bảo vệ hắn. Mộc Phong cũng cười, vẫn cười khẩy. Mạnh Tán, anh sai lầm rồi, tôi cố ý đến đây giết anh, Phó Bí Thư Hạ bên người có Lư Nghĩa và Tống Lập, không có tôi, Phó Bí Thư Hạ vẫn bình yên vô sự. Lư Nghĩa và Tống Lập anh hẳn là rất quen thuộc, trong trận đấu võ toàn quân, anh và Tiêu Lương đã thua Lư Nghĩa và Tống Lập. Cái gì? Mạnh Tán chấn kinh rồi. Anh nói vớ vẩn. Trong khoảnh khắc Mạnh Tán sửng sốt tâm thần, thời cơ hiếm có để Mộc Phong tóm giữ được rồi, sơ ý chỉ trong nháy mắt y bỗng nhiên rút súng, ngắm chuẩn, nổ súng, tất cả hành động liền mạch lưu loát. Tiếng súng vang lên. Trong sân truyền tới một tiếng hắng giọng, lập tức khiến Hạ Tưởng mặt biến sắc. Quý Như Lan chưa phát giác ra, vẫn còn lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn luôn là người không phục, bề ngoài tôi vẫn hơn những người con gái khác, cơ mưu hơn những gã đàn ông khác. Trước khi gặp anh, vẫn luôn bách chiến bách thắng, tôi cho rằng, phụ nữ trong thiên hạ sinh hơn tôi thì đều không thông minh như tôi, thông minh hơn tôi thì lại không xinh như tôi. Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh như tôi thì gần như không có. Lời của Quý Như Lan, là lời tâm huyết, cũng là cô ta dũng cảm nói lên cõi lòng của mình với Hạ Tưởng. Cô ta cho rằng có thể khiến cô chiếm được một vị trí nhỏ trong lòng Hạ Tưởng, dẫu rằng cô ta từ nhỏ tới lớn chưa từng phục một ai, Hạ Tưởng bây giờ khiến cô tâm phục khẩu phục. Thực ra Hạ Tưởng cũng hiểu lầm Quý Như Lan, hôm nay Quý Như Lan mời hắn đến, tuy là với danh nghĩa uy hiếp nhưng cách nói ngạo nghễ của cô ta cũng quen rồi, cho dù cô ta cho rằng đã nhượng bộ rồi, trên thực tế người khác nghe cảm thấy chói tai nhưng thật sự là cúi đầu nhận thua với hắn. Đồng thời dựa vào sự thùy mị của con gái, hy vọng rằng có thể nhìn thấy sự thương hại của Hạ Tưởng. Kết quả lại là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, tràn đầy sự thùy mị của cô mà Hạ Tưởng nghe thấy chỉ như gió thoảng bên tai, đến một từ cũng không nghe vào tâm, tất cả tâm tư Hạ Tưởng đều trên các động tĩnh ở trong sân. Hạ Tưởng trải qua vô số sóng gió, khi đứng trước sự uy hiếp sinh tử đâu đâu cũng có của Ngô Hiểu Dương, sao lại có một chút thả lỏng. Cho dù là Quý Như Lan sẽ có ý lại dịu dàng, thậm chí chủ động khuyến khích chạy vào ôm lấy, hắn cũng không vì thế mà động lòng. Hạ Tưởng là một người thị phi rõ ràng, đồng thời lại là một người đàn ông bình tĩnh, việc khó khăn nặng nhẹ ở trong lòng hắn, không thể có chỗ cho sai lầm. Trong sân có cành cây. Âm thanh vừa rồi tuy rất nhỏ nhẹ, nhưng trong sự tĩnh lặng của biệt thự bên hồ, vẫn nghe được rõ mồn một, Hạ Tưởng liền mở miệng hỏi. Không có. Mỗi ngày trong sân đều được quét dọn sạch sẽ, đến một chiếc lá rơi cũng không có thì sao lại có thể cành cây được. Quý Như Lan nói với vẻ khó hiểu, đột nhiên lại hiểu ra, lại nén giận nói. Rốt cuộc là anh có nghe những lời tôi vừa nãy nói không? Có nghe thấy không là một chuyện, còn sau khi nghe xong có nhập tâm lại là chuyện khác. Hạ Tưởng lúc này nào để ý tới tâm tư phụ nữ của Quý Như Lan, vừa nghe xong Quý Như Lan trả lời. Liền lập tức ý thức được có thể xảy ra vấn đề, lúc này trả lời với âm thanh trầm trầm. Lư Nghĩa, Tống Lập. Lư Nghĩa và Tống Lập ở cửa sau, cách đó không xa cũng không gần. Không gần, là không thể nghe được thảo luận bí mật của lãnh đạo, không xa, là nếu lãnh đạo có chuyện gọi, có thể nghe thấy đồng thời có thể đền trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hạ Tưởng vừa gọi, Lư Nghĩa và Tống Lập lập tức nhìn nhau, hai người làm việc với nhau bao năm nay. Không cần nói ra cũng hiểu được tâm ý của đối phương. Lư Nghĩa vừa vặn hông, xoay người lại, liền nhanh chóng vào cổng, im lặng đến gần chỗ của Hạ Tưởng. Mà Tống Lập ở lại cũng không động đậy nửa phần, y không cùng Lư Nghĩa bảo vệ Hạ Tưởng, một là gã cho rằng một mình Lư Nghĩa ra mặt là đủ rồi, hai là gã cần phải bảo vệ cửa sau, phòng trừ có kẻ giết người từ cửa sau, cũng là vì khi Hạ Tưởng có thể rút lui ở cửa sau, có thể bình an thuận lợi. Phải nói, sự phối hợp chiến thuật ăn ý giữa Lư Nghĩa và Tống Lập là hoàn toàn chính xác, Tống Lập cũng không đánh giá cao thân thủ của Lư Nghĩa, nhưng Tống Lập lại xem nhẹ đối thủ, không phải là xem nhẹ bản lĩnh đối thủ, mà là xem nhẹ số lượng của đối thủ. Bởi vì Lư Nghĩa đối mặt không chỉ một mình Tiêu Lương mà là Tiêu Lương dẫn đầu ba người. Lượng người Tiêu Lương, khi qua cửa ải thứ ba, cuối cùng cũng bị thương nặng. Khi Mộc Phong rút súng nghênh địch, Hứa Quan Hoa người đang ở quân khu Dương Thành. Nhưng lại gặp phải mối nguy hiểm đời người. Trong khoảng khắc mất đi liên lạc với Mộc Phong, gã biết Mộc Phong lại tự tiện hành động tuy rằng sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, chẳng qua vốn dĩ tin tưởng vào bản lĩnh của Mộc Phong không thể chịu thiệt, gã cũng an ủi chính mình một phen.
Ngay từ đầu Mộc Phong và Mạnh Tán sắp trình diễn việc quyết đấu sinh tử, Hứa Quan Hoa không biết gì về việc Hạ Tưởng bị tập kích ở Hoa Vô Khuyết, gã không thể hiểu hết, nếu khiến gã biết được, đừng nói là gã có thể ngồi xuống, sợ rằng đến đừng cũng đứng không vững. Hứa Quan Hoa cũng không rảnh rỗi, gã giống như quan chỉ huy trấn giữ trung tâm, không ngừng thu thập tin tức của chiến trường, sau đó trải qua tiêu hóa hấp thụ, lại sau khi lọc bỏ qua, cuối cùng đưa ra phán đoán có lợi, là nên điều chỉnh chiến lược trợ giúp điều binh với Hạ Tưởng, hay là tăng cường binh lực đi giúp Mộc Phong một tay. Hứa Quan Hoa tuy rằng thời gian đến thành phố Dương không lâu, nhưng gã cũng không đơn giản, rất nhanh đã có lực lượng của bản thân ở quân khu Dương Thành. Đương nhiên, cũng nhờ sự giúp đỡ của ông Cổ, cho dù lực lượng của ông Cổ ở quân khu Dương Thành là mắt xích yếu, nhưng dù sao ông Cổ đã thiết kế và tổ chức nhiều năm trong quân đội, còn có thể làm ra nhiều mối quan hệ. Hứa Quan Hoa tuy rằng không đích thân động thủ vì Hạ Tưởng mà hộ tống bảo vệ, cũng không có kể vai chiến đấu cùng Mộc Phong, nhưng gã luôn phối hợp ở giữa, không có chút gì lơi là cảnh giác. Hứa Quan Hoa không ngờ thu được tin tức không liên quan tới Hạ Tưởng, Mộc Phong là Trương Lực gặp mặt Ngô Hiểu Dương ở Nam Quốc Chi Xuân, liền khiến gã vô cùng khó hiểu. Giờ là lúc nào rồi, tiền đồ chính trị của Trương Lực sắp cùng đường rồi, Ngô Hiểu Dương lựa chọn lúc này bí mật gặp gỡ Trương Lực, là có ý gì? Dựa vào việc Ngô Hiểu Dương bất cứ chuyện gì đều coi trọng lợi ích và phong cách, Trương Lực đối với gã mà nói dường như chẳng có tác dụng to lớn gì, gã cần gì phải làm việc thừa thãi. Không đúng, Ngô Hiểu Dương và Trương Lực gặp mặt sau lưng, chắc chắn là phát sinh chuyện lớn gì rồi. Ngô Hiểu Dương đã lấy Trương Lực làm màn che, dùng để mê hoặc tỉnh ủy Lĩnh Nam và Quý Như Lan. Nhằm nhỡ ra xuất hiện vấn đề trọng đại gì, gã có thể mượn cuộc hội đàm với Trương Lực mà trốn tránh trách nhiệm. Thật là một con cáo già nham hiểm xảo quyệt. Hứa Quan Hoa sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên ý thức được điều gì, Mộc Phong bám theo Mạnh Tán mà mất liên lạc, Trương Lực bị Ngô Hiểu Dương mời tới Nam Quốc Chi Xuân, vậy thì Hạ Tưởng cũng có khả năng gặp nguy hiểm, bố cục của Ngô Hiểu Dương chủ yếu nhằm vào không phải Mộc Phong, càng không phải là Trương Lực, mà là Hạ Tưởng. Chính là nói, Mộc Phong bị ngăn chặn, Trương Lực bị giữ lại, kỳ thực chỉ là biểu tượng, thực chất mũi kiếm chĩa vào chính là Hạ Tưởng. Hứa Quan Hoa sợ hãi mà lo lắng, chẳng lẽ nói, Ngô Hiểu Dương phản công toàn diện, ngay đêm nay? Không hay, chưa biết chừng đúng là vậy, chẳng phải nói, Hạ Tưởng gặp nguy rồi. Hứa Quan Hoa nghĩ thông chi tiết đó, lập tức gọi điện cho Đường Thiên Vân, kết quả Đường Thiên Vân tắt máy, lại gọi điện cho Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng tắt máy. Gã ý thức được chắc chắn xảy ra vấn đề, lập tức ra khỏi nhà, muốn tự mình đi trợ giúp, mới đi ra, liền bị người ngăn cản. Vài người quân nhân ngăn cản đường đi ở cửa, trong đó có một người lạnh lùng chào theo quân lễ. Tướng quân Hứa, tư lệnh phân phó, tối nay tất cả mọi người, nhất loạt không được ra ngoài. Đến cả tôi cũng không thể ra ngoài. Hứa Quan Hoa tức giận, rõ ràng là đối phương muốn giam lỏng gã. Xin lỗi, mệnh lệnh bao gồm bất kỳ ai. Đối phương sắc mặt ngăm đen, không chút lưu tình. Nếu như tôi cứ muốn đi ra ngoài. Hứa Quan Hoa nổi cáu. Bước lên trước một bước. Đối phương tổng cộng có 4-5 người, vừa nhìn thấy Hứa Quan Hoa xông lên, mấy người hướng về trước, bao vây lấy Hứa Quan Hoa, cảnh vệ bên mình Hứa Quan Hoa thấy thế, liền tức giận, động thủ như muốn đẩy đối phương ra. Đối phương cũng không biết nhận được mệnh lệnh gì, đột nhiên vẫy tay, mấy người toàn bộ rút súng lục, nhằm vào Hứa Quan Hoa và cảnh vệ của gã, quát. Đêm nay có tình huống bất thường, tư lệnh chỉ bảo, nếu có người dám bước ra một bước, có thể lấy quân pháp xử lý. Cảnh vệ của Hứa Quan Hoa cũng không cam tâm yếu thế, cũng rút súng ra. Hứa Quan Hoa bị mấy khẩu súng chĩa vào, nói không sợ là lừa dối, nhưng gã vẫn nhanh chóng bình tĩnh, biết Ngô Hiểu Dương đào một cái hố cho gã. Nếu gã nhất thời tức giận xông vào, nhất định sẽ bị giết ngay tại chỗ, cuối cùng dựa vào lý do kháng lệnh không theo, gã chết cũng chết vô ích, cho dù ông Cổ ra mặt, cũng làm được gì Ngô Hiểu Dương. Dù sao Ngô Hiểu Dương cũng bị bãi chức rồi, trở lại tòa án quân sự, nhiều nhất cũng chỉ là tù vài năm, cũng không thể bắn chết một gã trung tướng. Hay cho một Ngô Hiểu Dương độc địa. Hứa Quan Hoa trong chớp mắt xoay chuyển vô số ý niệm trong đầu, có lẽ Ngô Hiểu Dương ăn chắc gã sẽ xông vào. Gã hôm nay cố tình không xông lên, gã muốn gặp mặt nói chuyện với Ngô Hiểu Dương, để thuận nước đẩy thuyền. Khi Mộc Phong vừa động thủ, Mạnh Tán đồng thời cũng ra tay. Mạnh Tán đạt được thành tích đứng thứ 3 trong cuộc đấu võ toàn quân, không phải là danh bất hư truyền, không phải là hư danh,
quân nhân coi trọng thực tiễn, nhất là xuất thân võ tưởng, không mấy ai có đủ bản lĩnh thật sự, ai cũng cố nghĩ giành được tôn trọng. Mạnh Tán tuy kinh ngạc tất cả lời nói của Mộc Phong, trong chốc lát đã thất thần, lại tuy rằng bị thương, nhưng bản lĩnh trong tay vẫn không giảm cũng là nguyên nhân tại sao y xuống xe quyết đấu với Mộc Phong, là bởi vì y đã bị trúng mũi tên ở đùi. Nếu tiếp tục lái xe, chưa biết chừng càng nghiêm trọng thêm, lại bị Mộ Phong đâm xe đến chết, chỉ bằng xuống xe thử một chút, đấu xem ai bắn súng càng chuẩn càng nhanh. Mộc Phong bả vai nặng xuống, gã biết Mộc Phong muốn rút súng, tay gã cũng nhanh chóng rút súng, ngắm chuẩn đồng thời bóp cò. Súng đã bắn. Hai tiếng súng một trước một sau vang lên. Hai tiếng súng cách nhau quá ngắn, cho nên nghe như là một tiếng. Nhưng kỳ thật là hai khẩu, bởi vì thân Mộc Phong khẽ nảy lên, suýt ngã ập xuống, hiển nhiên là trúng đạn rồi. Mà Mạnh Tán cũng không nhúc nhích, ánh mắt mở trừng thật to, miệng há hốc, cũng đã nói không nên lời. Gã cũng trúng đạn rồi. Mộc Phong bị gã bắn trúng một phát vào bả vai, rốt cuộc gã cũng chậm hơn nửa nhịp, mà còn bởi vì do bị thương nên động tác cũng không đủ chuẩn xác. Vốn dĩ muốn một phát bắn trúng tim Mộc Phong, lại chỉ bắn trúng bả vai. Mà một phát bắn của Mộc Phong, lại bắn trúng phổi của gã. Trong chớp mắt, Mạnh Tán chỉ cảm thấy phổi giống như nổ tung vậy, lá phổi vỡ tan, vô cùng đau đớn mà khó chịu, sau đó thấy khó thở, nóng như thiêu đốt. Sau đó là không có sau đó, bởi vì phát bắn thứ hai và thứ ba của Mộc Phong lại đến rồi. Phát thứ hai, gã bị bắn trúng cổ. Phát bắn thứ ba, trúng ngay giữa trán, Mạnh Tán đột ngột ngửa về phía trước, cơ thể mất đi tính mạnh giống như một đống bao tải đổ nhào về phía trước. Cảnh tượng đó, Mộc Phong giống như một gốc cây không có sinh mạng, đứng thẳng tắp một lúc lâu vẫn chưa cử động, vẫn luôn duy trì tư thế cầm súng, mồ hôi trên mặt thi nhau chảy. Một là gã cuối cùng cũng tự tay giết được Mạnh Tán, vì bảo hộ sự an nguy của Hạ Tưởng mà cống hiến một phần sức lực, hai là vì gã ở Dương Thành luôn bị Ngô Hiểu Dương áp chế, cuối cùng lần đầu tiên đứng thẳng và cứng rắn, mạnh mẽ đánh trả. Ngây người đi qua, Mộc Phong đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đến trước xe của Mạnh Tán, thấy hướng dẫn trong xe còn mở, mục đích chính là biệt thự bên hồ. Tình hình biệt thự bên hồ, đã đến bước ngoặt quan trọng của khoảnh khắc sinh tử. Mặc dù khi đột phá đến phòng tuyến thứ ba, Tiêu Lương hao binh tổn tưởng, nhưng dựa vào ưu thế hành động bất ngờ, trải qua một trận huyết chiến, vẫn chế phục được vài cảnh vệ ở phòng tuyến thứ ba đã khiến cho Tiêu Lương đau đầu. Nhưng tổn thất lớn nhất khiến Tiêu Lương đau đớn vô cùng, bọn chúng tổng cộng có 7 người, khi qua phòng tuyến thứ 3, chỉ còn lại có 3 người. Bị đối phương giải quyết tại chỗ 4 người. Trong 3 tên còn lại, còn có một tên bị thương nặng, sợ rằng không thể trụ lại được là bao. Không ngờ, thật không ngờ, thủ hạ của đối phương lại cao cường như thế. Vốn dĩ Tiêu Lương nhận định không thể dễ dàng đột phá phòng tuyến thứ 3, nhưng cũng không phí nhiều sức lực. Không ngờ vừa ra tay mới biết sự lợi hại của đối phương. Dưới tình hình địch ở chỗ tối ta ở chỗ sáng, còn thể bình tĩnh mà phản kích, đến Tiêu Lương cũng khâm phục sự bình tĩnh của đối phương. Phải biết rằng, Tiêu Lương đem theo mấy lính tinh nhuệ dường như là bộ đội đặc chủng đỉnh nhất trong nước, lại còn là bộ đội đặc chủng chuyên môn chấp hành nhận nhiệm vụ ám sát, trong nước hẳn là sự tồn tại rất siêu. Bình thường cảnh vệ của cấp cao thuộc cấp bộ và cấp tỉnh, vốn dĩ không phải là đối thủ. Quan trọng là còn có một điều, bọn chúng tối, đối phương tuy là cảnh vệ cấp phó quốc, dưới tình hình mất đi tiên cơ, nên bị nhóm của chúng đánh một phát là bị phá mới đúng. Hơn nữa Tiêu Lương luôn tự cho mình quá cao, cho rằng gã là cao thủ đứng đầu trong nước, phóng tầm mắt trong nước, dựa vào hắn cầm đầu, bọn chúng tổng cộng có 7 người, còn không hạ được 3 người bên đối phương. Thậm chí y còn cho rằng, chỉ dựa vào mình y, là hoàn toàn có thể đối phó với 2 người bên đối phương. Còn lại 6 người đối phó 1 người, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Kết quả thật lại thật bất ngờ nằm ngoài dự liệu của Tiêu Lương. Nếu Tiêu Lương biết sau khi không cẩn thận phát ra một tiếng vang cực kỳ nhỏ ở trong vườn, Hạ Tưởng đã có cảnh giác, y càng khiếp sợ không hiểu. Bởi vì gã cho rằng, cán bộ địa phương đều là bọn hám rượu tai điếc hoa mắt, làm gì có ai tai thính mắt tinh đâu. Tuy nhiên mọi chuyện không có tuyệt đối, hôm nay, Tiêu Lương nhìn thấy trường hợp kinh ngạc chưa từng chứng kiến trong đời người. Tiêu Lương cho rằng mấy cảnh vệ đặc biệt ở phòng tuyến thứ ba, vẫn ở bóng tối như cũ không động đậy. Hiển nhiên không cảnh giác bọn chúng liên tiếp phá vỡ 2 phòng tuyến rồi, sẽ không tránh khỏi khinh địch. 2 phòng tuyến trước, bọn chúng có một gã bị thương nhẹ, không phải sức chiến đấu của cảnh vệ Hạ Tưởng không được,
mà là sự việc đột nhiên phát sinh, bất ngờ không kịp đề phòng. Bây giờ, đối mặt với phòng tuyến thứ ba, Tiêu Lương quyết định áp dụng chiến thuật đánh xa, dùng toàn bộ nỏ cứng đặc chế trong quân đội trực tiếp bắn chết, tránh chiến giáp lá cả, khiến Hạ Tưởng có thể cảnh giác mà ung dung rút lui. Giết thêm mấy tên cảnh vệ cũng vô dụng, hôm nay mục tiêu của y là giết chết Hạ Tưởng và Quý Như Lan. Trong bóng đêm, 7 người chia thành 4 tổ, phân biệt đánh bọc, dần dần tới gần, mắt nhìn thấy đã áp sát đến trong vòng bán kính nỏ có hiệu quả sát thương. Tiêu Lương đột nhiên kinh ngạc thiếu chút nữa là phát ra tiếng gọi, ba gã cảnh vệ dường như không chút cảnh giác lúc nãy, đột nhiên bóng dáng thoáng một cái, đã biến mất trong bóng đêm. Chứng minh một điều, đối phương sớm đã cảnh giác sự xuất hiện của bọn chúng rồi, vừa rồi giả vờ như không phát hiện, là cho địch thấy điểm yếu, là cố ý bày bố mê trận. Tiêu Lương vừa kinh ngạc, liền nghe thấy bên người có âm thanh đau đớn truyền tới, theo sau là âm thanh xác người ngã xuống đất, không cần nghĩ cũng biết. Bọn hắn đã bị hạ hai người. Quả nhiên lợi hại, Tiêu Lương thầm khen, khí giận bốc lên đầu, ác khí từ gan mà sinh ra, lập tức hung hãn ra tay, vừa ra tay đã đánh trúng gã cảnh vệ áp sát bên phải y. Tiêu Lương không hổ danh là đệ nhất cao thủ trong quân đội, cho dù là tự phong ra tay thành thạo mà ác độc, dưới cơn thịnh nộ, ra tay không chút lưu tình, một tay vừa đánh đã trúng gáy của đối phương, thêm hai đòn tay, đối phương gãy cổ mà chết. Kỳ thực đối phước cũng không kém như thế, bị Tiêu Lương mặt đối mặt giết chết, mà là một thủ hạ của đối phương vừa mới ra tay giết chết thủ hạ của Tiêu Lương, liền bị tên khác quấn lấy, tránh không kịp, mới bị Tiêu Lương đắc thủ đánh lén. Nhưng dưới thế đắc thủ của Tiêu Lương, bọn chúng lại thêm một tên nữa bị hạ. Mới có một hiệp mà liên tiếp tổn thất ba tên, Tiêu Lương kinh ngạc, vốn dĩ y là một tên quân nhân chuyên nghiệp, có tố chất nghiệp vụ nhất định, không muốn lạm sát vô tội. Vừa rồi khi mới phá được hai phòng tuyến ở bên ngoài, chỉ cần có thể đánh ngất là sẽ không giết chết. Bây giờ gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ, đối phương không nói một lời liền ra tay hạ sát, y không chút do dự cùng tên đồng bọn giết chết bất kể thủ thế. Tình hình chiến đấu cuối cùng dường như nằm ngoài dự liệu của gã, đối phương chỉ có 3 người, lại dưới tình huống mất đi cơ hội, hăng máu chiến đấu. Trong bóng tối, trầm mặc mà ra tay chuẩn xác, không một ai lùi bước, không một ai kêu đau. Đối diện với kẻ địch mạnh gấp 2 lần mình, giao ra đáp án bài thi khiến người hoảng sợ, giết chết 4 người bên Tiêu Lương, đánh thương 1 người. Nhưng 3 người ở phòng tuyến thứ 3, tất cả cũng gặp khó khăn. Hạ Tưởng thậm chí đến tên của bọn họ cũng không biết, cũng không thân thuộc rõ tính cách và sở thích của mỗi người. Nhưng họ vì bảo hộ Hạ Tưởng, vì tận lực với chức trách của bản thân, chiến đấu đến cùng, quyết không thối lui, dùng máu và sinh mạng để soạn lên một khúc ca trung thành. Mãi mãi được Hạ Tưởng kính trọng. Cũng chính bởi sự ngoan cường và anh dũng của 3 người bọn họ, vì Hạ Tưởng mà tranh thủ thời gian quý báu. Khi đợi Tiêu Lương dẫn 2 tên cuối cùng tiến vào biệt thự, vừa nhìn thấy không phải là một Hạ Tưởng kinh hoàng lúng túng, mà là một Hạ Tưởng đứng khoanh tay trong phòng khách, mặt đang mỉm cười. Khi Hạ Tưởng sắp quyết định thắng bại cuối cùng cùng Tiêu Lương, Mộc Phong đã thu hoạch được thắng lợi lớn đang lái xe của Mạnh Tán, phóng xe chạy nhanh trên đường hướng về phía biệt thự. Khi xe đang đi trên đường, vừa mở điện thoại, Mộc Phong liền nhận được tin báo của Hứa Quan Hoa. Mời tức tốc trả lời điện thoại. Mộc Phong mỉm cười, liền gọi điện cho Hứa Quan Hoa. Đang chuẩn bị gặp mặt với Ngô Hiểu Dương để làm một cuộc đàm thoại dài cuối cùng thì Hứa Quan Hoa nhận được điện thoại của Mộc Phong, lập tức như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm, mắng. Người sao không đi chết đi, không biết gọi điện thoại. Mộc Phong, tôi muốn đoạn giao với cậu. Mộc Phong mỉm cười ngược lại, Hứa Quan Hoa chửi càng ác liệt, chứng minh càng quan tâm tới gã. Gã vẫn luôn có mâu thuẫn tâm lý với Hứa Quan Hoa, hôm nay gã bị một trận mắng đổ lên đầu, cuối cùng cũng tâm khai ý kết, bỗng chốc lại được gần Hứa Quan Hoa rất nhiều. Cảm ơn thủ trưởng quan tâm, tôi không chết được đâu, trước khi chưa hoàn thành đại nghiệp thống nhất đất nước, tôi không chết được. Nói ba hoa ít thôi, nói nhanh, thế nào rồi? Thuận lợi giải quyết Mạnh Tán. Mộc Phong thoải mái nói, kỳ thật vết thương trên bả vai đang đau tới trong tim, máu không ngừng chảy ra ngoài. Nhân tiện luộc vài con tép rồi. Cậu có bị thương không? Hứa Quan Hoa ân cần hỏi han. Nếu không bị thương thì mau lăn qua đây, tôi bây giờ đang cần cậu phối hợp diễn kịch đây. Tôi đang muốn đi Hoa Vô Khuyết trợ giúp Bí Thư Hạ một tay. Không cần đi Hoa Vô Khuyết trước, cậu đến cũng không đến kịp đâu, Hoa Vô Khuyết có Lư Nghi và Tống Lập.
lại thêm phó bí thư Hạ rất trấn tĩnh gặp nguy không loạn, tin rằng có thể giải quyết vấn đề. Hứa Quan Hoa bây giờ đã hoàn toàn khôi phục trấn tĩnh rồi, hơn nữa trong lòng đã hình thành kế hoạch chu đáo tỉ mỉ rồi. Cậu lập tức quay xe đi về, chúng ta cùng nhau đến giải quyết tận gốc. Nhưng mà, Mộc Phong bây giờ chỉ quan tâm an nguy một mình Hạ Tưởng. Không nhưng nhị gì hết. Hứa Quan Hoa hét lớn một tiếng. Ngô Hiểu Dương mới là tên đầu sỏ gây nên, chỉ cần Ngô Hiểu Dương có chuyện, nguy cơ của Phó Bí Thư Hạ mới có thể hoàn toàn giải trừ. Cậu qua đó bây giờ coi như xử lý Tiêu Lương, chưa biết chừng Ngô Hiểu Dương còn có chuẩn bị phía sau, bây giờ quân khu 5 tỉnh miền Nam, Ngô Hiểu Dương to nhất, dựa vào đánh bừa liều mạng, chúng ta đấu không lại y. Mộc Phong giật mình một cái, chân dẫm lên phanh xe. Được, tôi lập tức quay xe về quân khu đây. Một đêm dường như rất không bình thường không, đang trình diễn chiến tranh oanh liệt ở Dương Thành. Tuy rằng không có khói thuốc súng, cũng không cách xa nhân dân, đối với đại bộ phận quần chúng không rõ chân tướng mà nói, sự việc vĩnh viễn không bày ra ngoài mặt, và cũng vĩnh viễn chưa xảy ra như thế. Nhưng trên thực tế, trong mỗi ngày bình thường, không biết phải diễn bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Kẻ không biết không phải là không sợ, mà là tự bản thân say mê, cũng không biết thế giới không bằng phẳng, mà là sự tồn tại của lập thể. Sau lưng vô số tin tức sự kiện, kỳ thật là một trận chiến đọ sức lửa bay tán loạn. Khang Hiếu vẫn hôn mê chưa tỉnh, Diệp Thiên Nam đại diện tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đi hộ tống, bao cả một chuyến bay từ Dương Thành đến Bắc Kinh. Vừa hạ cánh, còn sớm đã liên hệ với nhân viên chăm sóc đón Khang Hiếu, khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Dọc đường đi, Diệp Thiên Nam hơi nhắm mắt dưỡng thần, rất mệt nhọc, rất khẩn trương. Từ Dương Thành đến sân bay, rồi lại đăng ký, y dường như không có cơ hội để thở, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát, mới cảm thấy toàn thân giống như dã rời. Liên lạc được với Bệnh viện Bắc Kinh là Bệnh viện Tổng cục Chính trị, với việc Diệp Thiên Nam ẩn cư nhiều năm ở Bắc Kinh mà nói, đường xá Bắc Kinh về cơ bản gã cũng thông thuộc, ngõ ngách thì không rõ, nhưng đường to thì cũng nhớ khá rõ ràng. Đại khái dưỡng thần được một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Gã vừa mở to mắt, không khỏi giật mình kinh ngạc, xe đúng là hướng về nội thành mà đi, nhưng hướng đi lại không phải là Bệnh viện Tổng cục Chính trị. Trong lòng Diệp Thiên Nam hiện lên một dự cảm xấu, liền hỏi lái xe. Bây giờ đi đâu? Lái xe cung kính trả lời. Xin lỗi, thủ trưởng, tôi nhận được mệnh lệnh là phải đi theo xe trước, về việc đi đâu, quả thật không rõ. Cái gì? Diệp Thiên Nam đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Dừng xe. Tôi muốn xuống xe. Xin lỗi, thủ trưởng, bây giờ không thể dừng xe. Lái xe trả lời giống như một cái máy, không chút biểu hiện gì, tuy là cung kính, lại vô cùng lạnh lùng. Diệp Thiên Nam sau lưng toát mồ hôi. Sau khi xe đi được gần một giờ, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, cũng là bệnh viện quân đội, nhưng không phải là Bệnh viện Tổng cục Chính trị, là bệnh viện nội bộ trong quân đội, Diệp Thiên Nam từ trước đến giờ chưa nghe qua bệnh viện này. Sự bất an trong lòng Diệp Thiên Nam càng ngày càng mãnh liệt, lẽ nào là sự sắp xếp của Ngô Hiểu Dương? Diệp Thiên Nam đoán đúng một nửa, bởi vì chuyện hôm nay không chỉ là sự sắp xếp của Ngô Hiểu Dương, cũng có quan cao cấp sau lưng Ngô Hiểu Dương gợi ý. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên Nam trơ mắt nhìn Khang Hiếu bị người ta mang đi, mà y lại ngây người tại chỗ, không có ai đến hỏi. Cũng không biết qua bao lâu, mới có người đi đến trước mặt Diệp Thiên Nam, vẻ mặt tiếc nuối nói. Trưởng ban Diệp, sau khi trải qua cứu giúp của chúng tôi, trị liệu cho đồng chí Khang Hiếu vẫn không hiệu quả, không may qua đời rồi. Chúng tôi đã cố gắng rồi, xin hãy kiềm chế đau thương. Diệp Thiên Nam trong nháy mắt máu dồn lên trước, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, ngày xưa có ủy viên thường vụ nhúng tay vào chuyện quân sự mà bỏ mạng, bây giờ có Khang Hiếu vì có mâu thuẫn với bên quân đội mà bệnh chết, lịch sử, luôn trùng hợp kinh người. Cái chết của Khang Hiếu tạm thời chưa truyền tới tỉnh ủy Lĩnh Nam, nhưng Ngô Hiểu Dương đã biết rồi. Không những Ngô Hiểu Dương biết được thông tin chính xác đầu tiên, sau khi Quý Trường Hạnh nhận được cuộc gọi bí mật ở Mai Hoa xa xôi, lại than một tiếng, nói. Khang Hiếu, đi nhầm một bước rồi. Nhưng mà, Quý Trường Hạnh lại không biết là, ông ta đồng thời tiếc thay cho Khang Hiếu, Quý Như Lan cũng giống như Khang Hiếu, đang gặp phải thử thách sinh tử trước nay chưa từng có. Hoa Vô Khuyết là một tòa biệt thự 2 tầng, diện tích tầng trên ít cũng phải hơn 300 mét vuông, chỉ riêng phòng khách, ước chừng cũng 50 mét vuông.
nhưng phòng khách rộng hơn 50 mét vuông đó, dưới cuộc rằng co gay gắt, đột nhiên hiện lên có vẻ nhỏ hẹp lại chật chội. Quý Như Lan lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã và trấn tĩnh, chỉ như một con chim nhỏ hoảng sợ, toàn thân run rẩy bổ nhào vào lòng Hạ Tưởng, hai tay nắm chặt lấy Hạ Tưởng lại không cảm thấy gò bó, sắc hoa mất đi vẻ đẹp, hoảng hốt sợ sệt. Hạ Tưởng trấn tĩnh như không, trước mặt đối diện với ba tên áo đen, một người trước mặt lạnh lùng mà vẻ mặt đầy sát khí, sau lưng hắn có hai người, một người sức cùng lực kiệt, một người bị thương mệt mỏi, mà lại luôn chảy máu, hiển nhiên đã không còn chống đỡ được bao nhiêu nữa. Hạ Tưởng mỉm cười lạnh lùng. Hẳn ngươi là Tiêu Lương. Khi Tiêu Lương vừa vào đến, trong nháy mắt đã mất hồn, bởi vì gã dường như không dám tin vào mắt mình nữa, vừa mới chiến đấu ở bên ngoài, âm thanh không nhỏ, chắc chắn kinh động đến bên trong, mà gã đã sớm chú ý đến một thứ khác thường, đó là khi gã vừa phá được phòng tuyến thứ hai, khi vẫn chưa động thủ tiến công phòng tuyến thứ ba, trong biệt thự vốn có tiếng nói chuyện, đột nhiên biến mất. Lúc đó gã cho rằng chỉ là trùng hợp, bởi vì gã vốn dĩ không tin rằng tính cảnh giác của Hạ Tưởng lại có thể cao như thế. Bên cạnh Hạ Tưởng có gái đẹp, lại ở một ngày tốt đẹp, sớm đã có ý loạn tình mê với nhau, chưa biết chừng còn liếc mắt đưa tình với Quý Như Lan, sau đó câu kết thông gian. Lại không nghĩ, tiêu hao trăm nghìn đắng cay bao vây xung quanh, khi đến trước mặt Hạ Tưởng vẫn ung dung, dường như đã đợi lâu rồi. Nếu Hạ Tưởng kinh hoàng sợ sệt, Tiêu Lương còn biết trước trong lòng, bây giờ Hạ Tưởng mỉm cười lạnh nhạt nghênh tiếp, khiến gã trong lòng đột nhiên rùng mình, nhớ tới ngày trước có nghe đủ loại tin đồn liên quan tới Hạ Tưởng, không ngờ trong nháy mắt trong lòng đã mất đi tin tưởng phân nửa. Cái oai của Hạ Tưởng, dũng mãnh như thế này. Tôi là Tiêu Lương. Hít một hơi sâu, nhìn thấy Hạ Tưởng bây giờ đã chỉ có một mình, đồng thời bên người còn có con ghẻ Quý Như Lan. Bọn chúng có ba người, không... Không cần ba người, một mình gã cũng đủ giải quyết Hạ Tưởng, sau đó là đến Quý Như Lan, cuối cùng là đốt cháy hoa vô khuyết, ai có thể làm gì được gã. Nghĩ như thế, lòng tin của Tiêu Lương lại nặng thêm, ngông nghênh chấp quyền. Phó Bí Thư Hạ, xin lỗi, đắc tội rồi, đừng trách tôi xuống tay ác, chỉ trách ngài không biết lượng sức, đắc tội với người không nên đắc tội. Nói xong, Tiêu Lương liền muốn động thủ. Đợi một chút. Hạ Tưởng đưa tay ra. Ngăn thế ác hổ chụp mồi của Tiêu Lương, nghiêm trang nói. Hôm nay rơi vào tay ngươi, ta gặp khó khăn rồi. Nhưng ta cũng kính phục một nhân vật như ngươi, Tiêu Lương, nhưng ta phải chết một cách rõ ràng. Ngươi đến giết ta vì Ngô Hiểu Dương cho rằng ta hại Ngô Công Tử, nhưng Ngô Hiểu Dương đến Quý Như Lan cũng không buông tha, nhà họ Quý đắc tội chỗ nào với gã, còn có đạo lý gì không? Luận về thân thủ, Hạ Tưởng vĩnh viễn không như Tiêu Lương, cho dù Hạ Tưởng cũng có chút. Nhưng so sánh với Tiêu Lương xuất thân chuyên nghiệp như thế, chỉ như là con mèo ba chân. Nhưng luận trí tuệ, ba Tiêu Lương cũng không so sánh được gần nửa Hạ Tưởng. Cái gọi là ba thợ sửa giày thối chống lại một gia cát lượng, chẳng qua là cách nói thoái thác tự an ủi, trên thực tế trí tuệ giữa người với người không thể chồng lên được. Lời vừa rồi của Hạ Tưởng, có ba cái cạm bẫy. Một cái trong đó, trong lời nói có hàm ý Tiêu Lương chịu sự sai khiến của Ngô Hiểu Dương, nếu Tiêu Lương không phủ nhận. Cũng sẽ cam chịu Hạ Tưởng chỉ trích, trước mặt thừa nhận Ngô Hiểu Dương đứng sau giật dây. Thứ hai là, trực tiếp ra lệnh Tiêu Lương muốn giết cả Quý Như Lan, mà không phải là giọng điệu hỏi ý, trừ phi Tiêu Lương thề, không thừa nhận, nếu không, cũng là ngầm thừa nhận sự thật giết Quý Như Lan diệt khẩu. Thứ ba, đem nhà họ Quý trực tiếp tung ra, tương đương như là khiến nhà họ Quý đứng ở vị trí đối lập với Ngô Hiểu Dương, muốn thử xem trong tất cả kế hoạch của Ngô Hiểu Dương, có kế hoạch nhằm vào nhà họ Quý không. Nói chuyện với Quý Như Lan từ trước, Hạ Tưởng đã biết được, Quý Như Lan không hề biết toàn bộ kế hoạch của Ngô Hiểu Dương nói đùa một chút, nếu như Ngô Hiểu Dương đem kế hoạch nói ra với Quý Như Lan, gã chính là tên ngu nhất thế gian. Ngô Hiểu Dương là đồ ngu sao? Đương nhiên không phải rồi, gã là đối thủ mà Hạ Tưởng thấy vừa cuồng lại có trí tuệ chính trị mạnh mẽ. Tiêu Lương sửng sốt, trong đầu cảm thấy quay nửa vòng sở dĩ nói là nửa vòng, là bởi vì gã bị Hạ Tưởng buộc đi vào. Cũng là thừa nhận Hạ Tưởng phải chết không nghi ngờ, không sợ khiến Hạ Tưởng làm con quỷ minh bạch không cần nghĩ ngợi nói. Đạo lý gì vậy, Hạ Tưởng, người ban đầu rõ ràng giả bộ hồ đồ. Ngô Công Tử chính là bị ngươi và Quý Như Lan liên kết hại chết. Ông Quý và Quý Như Lan đều là đồng lõa, cho nên, ngươi và Quý Như Lan phải chết, mà trước khi Quý Như Lan chết, ta cũng phải nếm chút mùi vị cô ta chứ, ha ha ha. Tiêu Lương ngửa mặt lên trời cười to.
đột nhiên ngừng cười. Bây giờ tiễn ngươi lên đường. Gã lạnh lùng một tiếng, vung tay. Động thủ. Phịch. Lời Thiêu Lương vừa mới nói ra, bên phải hắn đột nhiên có người ngã xuống đất, co giật không ngừng, giữa cổ đã trúng một mũi tên. Thiêu Lương lập tức dựng tóc gáy, cảm giác có nguy hiểm nhanh chóng đến gần phía sau lưng, không quan tâm được nhiều, đột nhiên vồ về phía trước, ý đồ như muốn cùng đến chỗ chết với Hạ Tường. Bóng dáng vừa mới cử động, đã cảm thấy trên đùi thấy tê, một mũi tên nhỏ đang ở giữa bắp chân. Mũi tên do thép thô rèn mà thành, lại còn có cạnh, lực bắn cực lớn, dường như đâm xuyên thủng bắp chân Tiêu Lương. Tiêu Lương chỉ kêu lên một tiếng đau, ngậm chặt răng, thiếu chút nữa đau không thở ra tiếng. Bắp chân trúng tên, lực nhảy lên trước bị mất hơn nửa, gã bỗng chốc vồ hụt, cách Hạ Tường vài mét, cuộn tròn ngay tại chỗ, sau đó giơ tay thủ thế, liền bắn ba phát súng tên đánh lén sau lưng. Tiêu Lương là Tiêu Lương, thứ tự trong tỷ võ toàn quân là đúng thực lực. Tuy là chân bị trúng tên, nhưng tiện thể ngã lộn sang một bên, không những trốn được một mũi tên chí mạng, lại còn nhắm cực chuẩn sát người sau lưng, bắn ba phát súng. Hơn nữa còn bắn trúng ngự. Tiêu Lương trong lòng thầm vui mừng, vừa mới đắc thủ, đối phương chắc chắn chết không nghi ngờ gì, không ngờ đối phương chỉ bị bắn lùi ba bước, theo sau có tiếng tức giận, giơ tay lên, lại dương cung nỏ bắn tới. Áo chống đạn. Tiêu Lương trong chốc lát đã thấy rõ diện mạo đối phương. Mặt chữ điền, lông mày rậm, vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt kiên nghị, toàn thân lộ ra sát khí. Người bình thường cho dù mặc áo chống đạn, chúng liên tiếp ba phát toàn thân cũng rất mạnh ngã xuống đất không dậy nổi, đối phương lại thản nhiên không ngờ, giống như không có chuyện gì, có thể thấy đối phương rất tài giỏi. Hơn nữa, Tiêu Lương cũng nhận ra người này, chính là Lương Nghĩa. Sao lại có thể là Lương Nghĩa? Không ngờ là Lương Nghĩa. Tiêu Lương kinh ngạc. Không phải nói Lương Nghĩa và Tống Lập lúc đó điều động bên ngoài, sao lại có thể bên cạnh Hạ Tưởng được. Nếu nói Tiêu Lương chân tay to đầu óc đơn giản, gã cũng chắc chắn không thừa nhận, nhưng nếu khiến Hạ Tưởng cho gã một cái kết luận, gã thật sự là một thằng ngốc đáng yêu. Tiêu Lương bị bán đứng rồi, không phải là bị kẻ khác, mà là bị người mà hắn kính yêu nhất thủ trưởng Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương phái Tiêu Lương đi ám sát Hạ Tưởng, dù biết thành bại hay không, đều là chuyện kinh ngạc lớn cho quan cao cấp. Tuyệt đối không kết cục. Nhưng không kết cục cũng phải thu dọn, thường có kẻ chịu tội thay mới được. Cho nên, mặc kệ thành bại, mặc kệ Hạ Tưởng có bị giết hay không, Tiêu Lương xong đời rồi. Chính là nói, trong kế hoạch của Ngô Hiểu Dương, Tiêu Lương là con cờ có đi mà không có về. Bởi vậy, trong khi Tiêu Lương nhận được thông tin xác thực, bên cạnh Hạ Tưởng không có Lương Nghĩa và Tống Lập, thậm chí đến cảnh vệ được Trần Hạo Thiên phái đến cũng bị giảm xuống còn một người. Cũng là một trong những nguyên nhân làm cho Tiêu Lương tổn thất trầm trọng ở phòng tuyến thứ ba. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Lương đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ, gã kỳ thật đã bị từ bỏ đến vô tình rồi. Trong lúc Tiêu Lương vừa kinh ngạc, tên nỏ đã đến gần trước người hơn một mét, gã sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ lo lần này lại lăn lộn, tránh được yết hầu nhưng không tránh được bả vai. Phịch, một tiếng, bả vai lại trúng một mũi, giỏi cho tên Lương Nghĩa, vừa đối mặt đã bắn hai mũi tên đều trúng mục tiêu. Nhưng gã cũng phải trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm, toàn thân đau nhức, khóe miệng bị chảy máu tươi. Tiêu Lương có hai gã tùy tùng, bị Lương Nghĩa vừa ra tay đã giết chết một tên, tên còn lại khi Lương Nghĩa và Tiêu Lương động thủ, phóng người bổ nhào về phía Hạ Tường, trong tay chợt lóe lên, dao găm đâm thẳng vào ngực Hạ Tường. Hạ Tường cũng không tránh, nhấc một chân đã cái ghế đã chuẩn bị từ trước, cái ghế bay lên, đổ ập xuống đối phương một tiếng rầm. Đập dập nát, khiến đối phương kìm hãm bước chân. Bởi vì là đánh lén, bọn Tiêu Lương toàn bộ mang theo súng lục, một mình Tiêu Lương che giấu một khẩu giảm thanh, những tên khác, tất cả đều dùng dao găm và tên nỏ, gã này một phát không trúng, tay đưa lên, là muốn bắn tên về phía Hạ Tường. Vừa vẫy tay một cái, sau lưng lóe lên một con dao găm sáng loáng bay tới, không ngờ lại trúng ngay giữa sau lưng, tim gã bị đâm thủng, sinh mạng cũng theo sau mất đi, bỗng nhiên ngã xuống đất. Cũng không thể động đậy nửa phần. Tiêu Lương tuyệt vọng rồi. Bởi vì cao thủ phi một phát dao găm đoạt mệnh người cuối cùng bên y chính là Tống Lập. Hai đại cao thủ khiến mọi người ngẩng lên nhìn đã tề tựu đông đủ, bây giờ chỉ còn lại một mình y tứ cố vô thân, bình thường y chiến đấu một mình cũng không dám nói có thể chiến thắng bất kỳ Lương Nghĩa hay Tống Lập, bây giờ hai đại cao thủ liên thủ, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Muốn chết, thì cùng nhau chết. Tiêu Lương nghiến răng. Đột nhiên kéo chốt thuốc nổ mồi lửa trên người, ném về phía trước, trên người y treo toàn thuốc nổ,
vốn dĩ tại thời khắc quan trọng thì có thể bắt cóc con tim, ung dung trốn thoát, không ngờ, lại thành ra chiêu cuối cùng cùng đến chỗ chết. Thuốc nổ buộc trên người Tiêu Lương không nhiều, y cũng sợ chết, vốn dĩ là muốn dọa người, không phải là ngay từ đầu tiên muốn đấu đến cùng. Sau khi y kéo chốt, đột nhiên bổ nhào về phía Hạ Tưởng. Chết, cũng muốn Hạ Tưởng đi theo y. Lư Nghĩa và Tông Lập đứng cách khá xa, hai người kinh hãi, đồng thời bắn tên về phía Tiêu Lương, hai mũi tên đồng thời không bắn trúng sau lưng Tiêu Lương, nhưng Tiêu Lương uy thế không giảm, tuy là lộn vòng trên đất, nhưng vẫn lộn về phía Hạ Tưởng. Thật ra với bản lĩnh của Hạ Tưởng hoàn toàn có thể nhảy qua một bên, nhưng Quý Như Lan vẫn sợ tới mức ôm lấy hắn không tha, khiến hắn cũng khó mà thoát thân. Mắt thấy mọi thứ đã không kịp trở tay, Quý Như Lan đột nhiên lại lộ ra một nụ cười đẹp mê người, sau đó đẩy Hạ Tưởng ngã xuống đất, mà cô lại dùng chính thân thể của mình chắn phía trên Hạ Tưởng. Oanh, một tiếng nổ qua đi, toàn bộ căn phòng tràn ngập trong khói lửa và khói bụi. Lư Nghĩa và Tống Lập bị hất bay lên, quẳng ra xa hơn mấy mét. Bên trong phòng, dụng cụ gia đình nằm tán loạn khắp nơi, lông chim bay loạn, lá trà cuốn cao, còn có vô số đóa hoa bay lượn. Đó là những bông hoa khô mà Quý Như Lan cẩn thận đem phơi khô, nào là màu đỏ, màu vàng, màu hồng phấn, màu tím, tựa như từng mảnh nhỏ mỏng manh trong mộng xuân, từng mảnh từ trên không trung bay xuống, phiêu phiêu đáng đáng, lại như một đóa hoa tươi xinh đẹp nhất trước gió trong một phút phẫn nộ đột nhiên héo tàn, vẻ đẹp thê lương làm người ta thương cảm. Cũng không biết đã qua bao lâu, khói bên trong phòng dần dần tản đi. Trên mặt đất, một mảnh lộn xộn, Tiêu Lương nằm trên mặt đất. Đã bị chết không thể chết thêm lần nữa. Sau khi Lư Nghĩa và Tống Lập tỉnh táo, bất chấp toàn thân đang vô cùng đau nhức, giống như bị điên chạy vội về phía Hạ Tưởng, còn chưa tới gần, liền sợ đến ngây người. Hạ Tưởng ngồi dưới đất, hai mắt nhìn đăm đăm, ôm chặt Quý Như Lan đang nằm trong lòng hắn. Sắc mặt Quý Như Lan trắng bệch như tờ giấy, nhìn bề ngoài, không có chút thương tích nào, nhưng từ khóe miệng rỉ ra máu tươi, trên mặt toàn bụi đen. Cùng với cả khuôn mặt không còn sức sống, mặc dù vẫn xinh đẹp tuyệt trần, động lòng người như thế, nhưng đã mất đi sự tươi đẹp của cuộc sống. Trong đầu Hạ Tưởng trống rỗng. Thật ra lúc Quý Như Lan lộ ra nụ cười mê người, đồng thời cô nhỏ giọng nói một câu làm cả đời hắn khó có thể quên được. Một cô bé thường gây khó dễ cho một cậu bé, là bởi vì cô bé thích cậu bé. Một người phụ nữ thường gây khó dễ một người đàn ông, là bởi vì cô yêu anh ta. Lời của cô nhẹ như khói, mềm mại như liễu, quyến rũ như rượu, Hạ Tưởng nghe xong liền giữ ở trong lòng, tâm chưa say, cũng vỡ vụn. Thật ra, hắn làm sao không biết Quý Như Lan có tình ý với hắn. Không đề cập tới cô đã vài lần cố ý vô tình khiêu khích, còn có mấy lần cô lấy đủ loại lý do đề xuất gặp mặt, cũng có những lúc cô cố tình gây sự làm khó dễ. Hạ Tưởng không phải một người đàn ông tự kỷ, nhưng là một người đàn ông biết rõ tấm lòng của người phụ nữ. Quý Như Lan đối với hắn từ đối địch đến tò mò rồi đến thiện cảm, trải qua quá trình tính kế bày mưu như thế nào, hắn không dám nói là hiểu rõ rành mạch, nhưng trong lòng cũng đã rõ ràng. Lòng của người phụ nữ, sâu như đáy biển, nhưng có khi cũng chỉ là một khe suối róc rách, khiến cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn thấy đáy. Lúc khẩn cấp, một người phụ nữ không tiếc sinh mạng của mình để biểu đạt sự yêu thương trong lòng. Lúc trước, cô làm đủ loại không phải, đủ loại khó dễ. Đủ loại không đúng, Hạ Tưởng sao có thể lại có nửa điểm bất mãn, nửa phần chỉ trích. Bỗng nhiên, mũi Hạ Tưởng cảm thấy chua xót, nước mắt tràn mi mà trào ra. Quý Như Lan là một người tùy hứng, là một người càn quấy, nhưng cô dám làm dám chịu, dám đòi hỏi, cũng dám trả giá. Cho dù cô có 1000 điều không phải, 10000 điều càn quấy, thì giây phút cô xả thân cứu hắn, tất cả tình cảm dịu dàng của hắn đều bị một động tác nhào vào của cô kích thích mà cuộn sóng ngập trời. Đúng vậy, Hạ Tưởng bị cảm động, hắn không thể khống chế được sự bi thương trong lòng, khóc giống lên. Đàn ông có lệ không được khóc, chỉ vì chưa tới lúc thương tâm. Trên đường Hạ Tưởng tiến tới, gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, đã trải qua rất nhiều khó khăn hiểm trở, nhưng chưa khóc như ngày hôm nay. Hắn giống như một đứa trẻ bất lực, khóc thương tâm muốn chết, đã sớm đem hình tượng phó bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh gì đó ném đến 9 tầng mây. Người đàn ông khóc, cũng là biểu lộ sự chân tình. Lư Nghĩa và Tống Lập đứng cách Hạ Tưởng mấy mét, không hề bước tới gần, hai người càng là người sắt đá, từ trước đến nay đổ máu đổ mồ hôi, không đổ lệ. Nhưng hôm nay, cũng bị hình ảnh Hạ Tưởng ôm lấy một cô gái đẹp mà cảm động,
mà rơi những giọt nước mắt dịu dàng sắt đá. Lúc này, quân khu Dương Thành đã tăng cường cảnh giới, vô số binh lính chạy tới chạy lui, sắc mặt lạnh lùng, như lâm đại địch, không khí khẩn trương tràn ngập, ai nấy đều khẩn trương đến không thở nổi. Cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì, dù sao xung quanh cũng truyền tới một tin đồn, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong liên kết bức cung Ngô Hiểu Dương. Với cấp bậc của Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, làm sao có thể bức cung một người đường đường tư lệnh trung tướng? Nếu phó chính ủy hoặc phó tư lệnh còn có thể tin được. Nhưng theo tin tức nhanh nhạy từ quân sĩ lộ ra, Hứa Quan Hoa và Mộc Phong quả thật chẳng những bức cung Ngô Hiểu Dương, hơn nữa bản thân Mộc Phong còn bị trọng thương, máu tươi đầm đìa còn muốn đi gặp Ngô Hiểu Dương để nói chuyện. Bởi vì, Mộc Phong là bị Mạnh Tán gây thương tích, mà Mạnh Tán là nghe theo mệnh lệnh của Ngô Hiểu Dương mà ngắm bắn Mộc Phong, ý đồ muốn giết chết Mộc Phong, mà Mộc Phong ra sức chống lại, thành ra đã giết chết Mạnh Tán. Nếu sự tình thật sự là như thế, thì sẽ gây ra náo loạn lớn. Ngô Hiểu Dương là tư lệnh, lại phái người ngắm bắn Mộc Phong, ông ta cũng gánh vác không nổi tội danh này. Tại văn phòng của Ngô Hiểu Dương, lúc này đã loạn thành một nùi. Tư lệnh Ngô trấn tĩnh tự nhiên, tràn đầy vẻ tự tin trước kia đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là Ngô Hiểu Dương đỏ mặt tía tai, thở hổn hển. Mộc Phong, anh ngậm máu phun người. Ngô Hiểu Dương tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ngón tay chỉ vào Mộc Phong. Chỉ bằng vào một lời của anh liền chỉ trích một trung tướng. Anh đảm đương được hậu quả không? Tôi chịu trách nhiệm. Vai Mộc Phong còn đang chảy máu, cắn chặt răng. Tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, chính là vì muốn vạch trần mặt nạ của anh. Ngô Hiểu Dương, cho dù anh thừa nhận cũng không tốt, không thừa nhận cũng tốt, tôi vẫn hướng quân ủy phản ánh anh chuyên quyền độc đoán, coi mạng người như cây cỏ. Anh dám? Ngô Hiểu Dương quá phẫn nộ rồi, ông ta không chịu nổi sự chỉ trích của Mộc Phong, mà trước khi Mộc Phong đi vào văn phòng ông ta, đã nghênh ngang đi một vòng trong quân khu rồi. Đi một vòng đương nhiên không có vấn đề gì. Vấn đề là, trên đường đi lại đổ máu. Tuy là buổi tối, mặc dù không nhìn thấy nhiều người cho lắm, nhưng cũng làm cho bên trong quân khu tràn ngập một không khí vô cùng kỳ lạ. Mấu chốt là, Mộc Phong luôn miệng tuyên bố, gần như mỗi người đều biết là ông ta phái người ngắm bắn Mộc Phong. Khiến cho ông ta vô cùng căm tức. Càng làm cho ông ta căm tức hơn chính là, bình thường Mộc Phong cũng không có bao nhiêu trí óc, sao tự nhiên lại trở nên thông minh thế? Không cần phải nói, khẳng định là bị Hứa Quan Hoa sai khiến. Mà lúc Mộc Phong và ông ta đang tranh cãi, Hứa Quan Hoa ở một bên lại thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng là đang chế nhạo ông ta. Ngô Hiểu Dương chỉ biết, nhất định là Mộc Phong và Hứa Quan Hoa liên thủ, muốn cho ông ta phải bị bẽ mặt. Ngô Hiểu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Quan Hoa một cái, nghĩ thầm rằng thật hay cho một Hứa Quan Hoa, mày đừng quá đắc ý quá sớm, chờ một chút nghe được tin Hạ Tưởng đã chết, tất cả cố gắng của mày đều phải thất bại, mày vẫn là thất bại thảm hại. Mộc Phong rút từ trên người ra một dụng cụ, đặt ở trên bàn. Tư lệnh Ngô, đây là băng thu hình giao thông, trên đó ghi rõ Mạnh Tán có ý đồ mưu sát tôi là chuyện có thật. Anh ta còn chính miệng thừa nhận là chịu sự sai khiến của anh, căn cứ vào từ ngữ chính xác, ngược lại tôi cũng muốn hỏi một chút, tôi phạm vào điều lệ nào trong quân đội, khiến tư lệnh Ngô phải tự mình hạ lệnh xử tử. Ngô Hiểu Dương giống như nằm mộng, cái gì, máy thu hình giao thông, thật sự thu lại toàn bộ sự thật đã diễn ra, ánh mắt của ông ta rõ ràng có chút bối rối, muốn giơ tay ra lấy cuốn băng ghi hình, lại suy nghĩ, không đúng, khẳng định là Mộc Phong lừa ông ta, liền lạnh lùng cười. Anh nói cái gì là cái đó sao? Hiện tại tôi liền bắt giam anh. Người đâu? Một tiếng gõ cửa vang lên, có binh lính tiến vào, sau khi cúi chào nói. Báo cáo tư lệnh, bên ngoài có một người tự xưng là Trương Lực, nói có chuyện gấp muốn gặp anh. Ngô Hiểu Dương không nghĩ tới binh lính tiến vào, là báo cáo sự tình, hơn nữa còn là Trương Lực tới gặp, tâm tư không khỏi chấn động lớn. Sau khi ông ta và Trương Lực chia tay ở Nam Quốc Chi Xuân, liền đi tới quân khu. Sao mới một thời gian không dài, Trương Lực lại tới làm cái gì? Ngẫm nghĩ, ông ta vẫn nói. Mời anh ta vào. Không bao lâu, Trương Lực đi tới. Đoán Trương Lực có chuyện quan trọng muốn nói, Ngô Hiểu Dương vung tay lên. Trước hết đưa Mộc Phong đi trị liệu, phải trông giữ nghiêm ngặt, không được để anh ta tiếp tục gây rối. Về phần anh, Hứa Quan Hoa, trước hết cứ ở bên ngoài chờ một lát. Hứa Quan Hoa thấy kế hoạch đã có hiệu quả. Hiện tại, toàn bộ lòng người trong quân khu Dương Thành đang hoảng sợ,
mọi người đều xôn xao. Anh ta liền thuận thế thu tay lại, gật đầu một cái, cùng Mộc Phong rời khỏi phòng. Về phần Trương Lực tìm Ngô Hiểu Dương có chuyện gì, sẽ không ở trong vòng suy xét của anh ta. Trương Lực, tìm tôi có chuyện gì? Vẻ mặt Ngô Hiểu Dương có biểu hiện hết sức ôn hòa. Lúc này ông ta cũng chưa biết kết cục của biệt thự Hoa Vô Khuyết là thế nào, còn tưởng rằng Trương Lực đến, là muốn thể hiện lòng trung thành với ông ta. Bình tĩnh mà xem xét, quả thật, Ngô Hiểu Dương cố ý bồi dưỡng Trương Lực, sau khi ông ta lui ra, thế lực chính lớn nhất ở trong quân đội là Thi Khải Thuận, nhưng tuổi Thi Khải Thuận đã lớn, phỏng chừng thành tựu về sau sẽ có hạn, mà trong lực lượng kế tục, lại không có nhân tài linh hoạt nhạy bén như Trương Lực. Nếu Trương Lực nhập ngũ, có hy vọng trong vòng 3 năm, 5 năm sẽ bước đầu mở ra cục diện. Mãi đến lúc này, Ngô Hiểu Dương còn cho rằng sau sự kiện Hạ Tưởng, ông ta có thể thong dong qua cửa, nhiều lắm chính là cách chức, cho dù trên tòa án quân sự phán vài năm, rồi chấp hành ở trong nhà giam quân đội, chưa đến 1 năm rưỡi là có thể ra, còn không phải vẫn tiêu diêu tự tại sao. Vài năm trong lao ngục đổi lấy tính mạng của Hạ Tưởng, đáng lắm. Cho nên, ông ta vẫn còn đang vững bước đẩy mạnh kế hoạch bồi dưỡng lực lượng hậu bị, cho nên ông ta càng thêm xem trọng Trương Lực. Vẻ mặt Trương Lực thành khẩn, bước về phía trước một bước, nhỏ giọng nói. Tư lệnh Ngô, tôi nghĩ thông suốt rồi, quyết định sẽ đi theo con đường mà anh đã thu xếp. Từ nay về sau, cắt đứt quan hệ với những mối quan hệ trước kia, chuyên tâm nhập ngũ, tranh thủ ở quân đội mở ra một chân trời mới. Được, được. Ngô Hiểu Dương mừng rỡ. Tuy nhiên, giọng nói của Trương Lực càng hạ thấp xuống. Có một việc, tôi không tiện nói ra. Cứ việc nói, ở trước mặt tôi, không cần ấp a ấp úng. Chỉ cần tôi đủ khả năng, nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của cậu. Ngô Hiểu Dương bước về phía trước một bước, vô cùng rộng lượng vỗ vỗ vào vai Trương Lực. Tư lệnh Ngô. Trương Lực lại tiến về phía trước một bước, gần như sát với Ngô Hiểu Dương, chỉ cách nửa thước. Vẻ tươi cười trên mặt anh ta đột nhiên trở nên âm trầm mà tràn đầy vẻ lạnh lùng khiến người khác phải khiếp sợ, trong ánh mắt treo lên một nụ cười. Tôi muốn mạng của ông có đáp ứng hay không? Ngô Hiểu Dương không phản ứng kịp. Trương Lực, cậu đùa cái gì vậy? Mới nói một nửa, sắc mặt đã thay đổi, bởi vì ông ta nhìn thấy trong tay Trương Lực đột nhiên chợt lóe lên ánh sáng sắc lạnh của một con dao nhọn. Gần như không chút do dự, Trương Lực liền đâm dao nhọn vào bụng Ngô Hiểu Dương. Nhát đầu tiên, tôi thay Như Lan báo thù. Trương Lực giống như bị điên, căm phẫn, bi tráng hơn nữa đầy thống khổ. Nhát thứ hai, tôi đâm thay chính mình. Nhát thứ ba, tôi phải vì dân trừ hại. Bất ngờ không kịp đề phòng, chủ yếu cũng là do Trương Lực biểu diễn rất tốt, Ngô Hiểu Dương hoàn toàn bị anh ta lừa. Khi Trương Lực điên cuồng mà đâm dao tới tấp, Ngô Hiểu Dương hoàn toàn không có sức trả đòn, liên tục bị đâm 7 đao. Một đại danh tướng Ngô Hiểu Dương, từng là nhân vật oai phong một cõi, còn giấc mộng có thể an độ lúc tuổi già và tiếp tục bồi dưỡng lực lượng hậu bị của Tư lệnh Ngô, giấc mộng chưa tỉnh lại ngã xuống dưới con dao của lực lượng hậu bị mà mình cố ý mạnh mẽ bồi dưỡng, thật sự là một châm chọc lớn lao. Sự tình diễn biến tới như bây giờ, cũng không ai biết rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào. Đang lúc nửa đêm, điện thoại của Trần Hạo Thiên đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Sau khi nghe điện thoại xong, Trần Hạo Thiên khiếp sợ một hồi lâu, không nói được một lời nào. Đang lúc nửa đêm, điện thoại của Mễ Kỳ Hỏa cũng đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Mặt ông ta cũng gần giống với khuôn mặt của Trần Hạo Thiên, sau khi nghe xong điện thoại, kinh ngạc đến ngây người, ngồi luôn trên giường, gần như không đứng dậy nổi. Quý Trường Hạnh ở tận Mai Hoa, cũng nửa đêm bị điện thoại đánh thức, có chút bất mãn, ông cụ Quý cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp mắng một câu, đã bị tin tức trong điện thoại dọa rồi. Ông ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, điện thoại cũng lỡ tay mà rơi xuống đất, dập nát. Qua hồi lâu, trên mặt ông lão mới khôi phục lại sức sống, phẫn nộ cùng bi thương, chỉ nói. Lập tức đi Dương Thành. Cũng giống như vậy, ở Bắc Kinh xa xôi, điện thoại lão cổ cũng thình lình vang lên trong đêm yên tĩnh, đặc biệt chấn động lòng người, làm người ta có một loại khẩn trương và áp lực không thở nổi. Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt lão cổ tang thương, lúc đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trời tạo nghiệp chướng, có thể tránh, tự gây nghiệp chướng, không thể sống, hay cho một màn này làm cho người ta hoa cả mắt, thật nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người đâu tới đây? Lão cổ lớn tiếng chỉ bảo. Đi quân ủy.
Ông nội, khuya khoát như vậy, ông đi quân ủy làm cái gì? Cổ Ngọc xoa xoa lên đôi mắt vẫn còn vẻ buồn ngủ, mặc một bộ quần áo ngủ trắng nhẹ như lụa mỏng, răng trắng ngà, ôm gối, giống y như một cô bé bất lực. Con bé ngốc, cháu đừng quan tâm mấy chuyện linh tinh, nhanh đi ngủ đi. Lão Cổ yêu thương vỗ vỗ vào lưng Cổ Ngọc. Đừng để bị cảm lạnh, thời tiết còn lạnh, tuy nhiên ông tin rằng, mùa xuân ở Bắc Kinh cũng mau tới. Cũng cái gì cùng cái gì ạ? Ông nội, ông đã tỉnh ngủ chưa? Có phải đang nói mớ hay không? Cổ Ngọc nói một câu, bĩu môi, còn ngáp một cái thật to, sau đó ngả đầu xuống giường, say sưa đi vào giấc mộng. Lão Cổ lại vui vẻ yên tâm mỉm cười. Cổ Ngọc sống trong sự hạnh phúc vui vẻ, không bị bộ mặt thật và sự tàn khốc của thế giới hiện thực làm cho buồn bực, thì ông ta cũng đã an tâm rồi. Cổ Thu thật có thói quen ngủ sớm, hôm nay anh ta cũng đi ngủ sớm. Đến nửa đêm, lúc bị điện thoại đánh thức, khẽ nhíu mày. Anh ta thích cảm giác được ngủ tới hừng đông, như thế mới có thể có dư thừa tinh lực, đầy đủ tinh thần để công tác trong một ngày. Tuy nhiên, điện thoại nhà anh ta không có mấy người biết, hơn nữa ở đêm hôm khuya gọi tới, khẳng định là chuyện vô cùng khẩn cấp, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc vào, liền vội vàng tới nghe điện thoại. Lúc ấy, Cổ Thu thật đã chấn kinh rồi, tay cầm điện thoại thậm chí hơi run rẩy. Chuyện lớn ở lĩnh Nam, tương đương đất bằng dậy sấm, hay cho làn gió xuân mơn mởn. Tuy rằng anh ta đối với lĩnh Nam đã sớm có tâm lý chuẩn bị đón gió xuân mênh mông cuồn cuộn sắp thổi tới, nhưng Cổ Thu thật vẫn không dự đoán được sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành như hiện tại. Sống chết của Quý Như Lan đối với anh ta mà nói cũng không nặng không nhẹ. Thậm chí việc Khang Hiếu chết mặc dù khiến trong lòng anh ta gợn sóng, nhưng tin tức bản thân Ngô Hiểu Dương bị trọng thương, nhất thời vẫn khiến anh ta ngạc nhiên và thổn thức. Một thế hệ trung tướng không ngờ rơi vào kết cục như thế, thật sự là đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn. Tuy nhiên, cuối cùng Trương Lực cũng dùng cử chỉ bi tráng chứng minh gã là nhân vật mấu chốt, cũng làm cho người ta bóp cổ tay thở dài. Nhưng ngay sau đó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, Cổ Thu thật sợ hãi cùng kinh ngạc, bản thân Ngô Hiểu Dương bị trọng thương, nếu chẳng may không khống chế được quân khu Dương Thành thì làm sao bây giờ? Vừa mới nghĩ tới điều này, điện thoại lại dồn dập vang lên. Là Bộ Chính trị thông báo mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Cổ Thu thật cũng cố không gọi điện thoại cho Hạ Tưởng để hỏi về một vài tình huống cụ thể. Thật ra, anh ta rất quan tâm đến thương thế của Hạ Tưởng, nhưng quả thật hiện tại không có thời gian, buông điện thoại, liền lập tức thông báo lái xe chuẩn bị xe. Mà quân khu Dương Thành, chẳng những điện thoại liên tục vang lên, còn người đến người đi, canh phòng nghiêm ngặt. Vô số binh lính vác súng lên vai, đạn đã lên nòng, như lâm đại địch, tiếng còi cảnh báo nổi lên bốn phía, giống như tình hình báo động cảnh giới trước chiến tranh vậy. Ngô Hiểu Dương bị đâm 7 đao, hôn mê tại chỗ. Cũng là do Trương Lực không có kinh nghiệm giết người, 7 đao, lại không có nhát nào chí mạng. Tuy nhiên Ngô Hiểu Dương cũng thảm đến mức không thể thảm hơn, ruột chảy đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ cả tấm thảm sa hoa, sang quý trong văn phòng, trở thành một phong thái đẫm máu. Đáng tiếc, thân là quân nhân lại không thể cống hiến cho đất nước, đổ máu ở chiến trường, mà là bị người báo thù, chẳng những là châm chọc lớn lao, cũng là sỉ nhục cả đời rửa không sạch. Cả đời Ngô Hiểu Dương cố gắng đắp nặn hình tượng trói lọi, ở thời khắc cuối cùng, chỉ trong chốc lát bị dao mổ của Trương Lực hủy hoại. Mặc dù quân khu là đơn vị hoàn toàn khép kín, nhưng cũng không biết là ai đã cố ý để lộ tin đồn. Tuy là ban đêm, tin tức Ngô Hiểu Dương gặp chuyện vẫn không chân mà chạy, lan truyền nhanh chóng, không đến mấy giờ sau liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Dương Thành. Năm đó, Trung tướng Tư lệnh Ngô ở Dương Thành uy danh hiển hách, từng khiến vài lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh lĩnh Nam phải ngậm bồ hòn, và ông ta còn có một đứa con không ngày nào không làm hại một phương, gần như vẫn tồn tại như một vị thần trong lòng dân chúng Dương Thành. Mọi người đều cho rằng Ngô Hiểu Dương chẳng những thủ đoạn thông thiên, hơn nữa còn không người nào dám quản, thậm chí còn có thể thăng chức. Không ngờ tới, tuyệt đối không ngờ tới, dao gọt hoa quả dài mấy tấc, khiến cho Tư lệnh Ngô ngạo mạn không chịu nổi phải ngã xuống thần đàn, hóa ra nhân vật cao cao tại thượng, cũng có thân xác máu thịt như người thường. Ý dân như nước thủy triều, cảm nhận bên trong của người dân đều là ông ta xứng đáng bị như vậy. Trong sự kiện ở trung tâm Hà Thiên, người dân vây quanh xem đã vỗ tay khi cảnh sát càn quét thế lực đen tối. Khi Ngô công tử được tuyên bố là đã chết, vô số người dân vỗ tay chúc mừng, gửi tin nhắn, cao hứng phấn chấn. Mà đêm nay, sau khi truyền ra tin tức Ngô Hiểu Dương bị thương nặng,
không ít người từ trong giấc mơ tỉnh lại, một chút buồn ngủ cũng không còn, thậm chí một số người ngay nửa đêm còn đốt pháo chúc mừng một thế hệ ôn thần rơi đài. Làm người, làm được như Ngô Hiểu Dương, cũng coi như là đủ rồi, thân phận y là tư lệnh quân khu, thế nhưng sức ảnh hưởng lại vượt qua cả bí thư tỉnh ủy, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Dân chúng Dương Thành cảm tạ Cục Công an thành phố, cảm tạ Trương Lực, cảm tạ tỉnh ủy, lại gần như không người nào biết người anh hùng chân chính đứng phía sau màn là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trốn ở sau lưng, vì thúc đẩy ổn định và hòa bình lâu dài ở Dương Thành mà triển khai hành động đặc biệt trên, đã phải cố gắng và bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhưng không có mấy người biết được sự vất vả của hắn. Nhưng, trong lòng lãnh đạo Trung ương đều hiểu rõ, cũng không phải lãnh đạo thường xuyên lộ diện ở tin tức truyền thông mới là lãnh đạo tốt, mới là người có năng lực, cán bộ chân chính thật sự đều không có tiếng tăm gì, khi cống hiến cũng không phóng đại, khoe khoang ra. Lịch sử sẽ không quên Hạ Tưởng. Mấy năm sau, sử học gia nghiên cứu cuộc đời Hạ Tưởng, đem biến cố lớn nhất ở lĩnh Nam tỉ mỉ nghiên cứu suốt mấy năm, do tin tức có hạn, đã đưa tin tìm kiếm manh mối còn sót lại, hỏi lại những người biết rõ tình hình năm đó. Cuối cùng mới từ trong lịch sử bụi bặm mênh mông hiện ra chân tướng, lực thúc đẩy lớn nhất đằng sau biến cố ở lĩnh Nam, chỉ có duy nhất một mình Hạ Tưởng mà thôi. Ngô Hiểu Dương được khẩn cấp đưa tới bệnh viện quân khu. Ngô Hiểu Dương đã lâm vào hôn mê sâu, tính mạng treo trên sợi tóc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, uy phong năm xưa đã sớm biến thành thảm hại, hai mắt nhắm nghiền, trước mắt chỉ thấy còn lại có một chút sức lực cuối cùng. Bác sĩ vội vàng cấp cứu, thực hiện các cuộc phẫu thuật. Một giờ sau, truyền đến tin tức đầu tiên, tính mạng của Ngô Hiểu Dương được bảo vệ. Sau khi Trương Lực hành hung, bị binh lính bắt được tại chỗ. Căn bản, anh ta không có phản kháng, trong tâm hẳn đã muốn chết, trong tay cầm lấy dao gọt hoa quả đang nhỏ đầy máu tươi, chỉ biết ngây ngô cười ha hả, cả người đã mê loạn. Trương Lực bị giam giữ ở một địa điểm bí mật, ban đầu, thân tín của Ngô Hiểu Dương muốn tiếp quản Trương Lực, và muốn trực tiếp bí mật xử tử. Hứa Quan Hoa quyết định thật nhanh, cứng rắn, mạnh mẽ đoạt lấy Trương Lực từ trong tay thân tín của Ngô Hiểu Dương và yêu cầu thủ hạ của mình nghiêm ngặt trông giữ. Trương Lực là nhân vật mấu chốt, không thể rơi vào trong tay phe cánh của Ngô Hiểu Dương. Nếu chẳng may Ngô Hiểu Dương không chết, sự tình liền có khả năng sẽ xuất hiện biến chuyển kinh người. Linh cảm của Hứa Quan Hoa chuẩn xác kinh người. Cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa 1000 năm, Ngô Hiểu Dương trúng 7 đao không ngờ không chết. Thật đúng là ứng với một câu, 3000 năm rùa vạn năm. Nhưng kết cục của Ngô Hiểu Dương, lại là biến chuyển 1 ca 3 thán mà không ai có thể tưởng tượng được. Tại Hoa Vô Khuyết sau khi khói bụi tan dần, hoa tàn lá rụng, giống như đã trải qua một trận mưa rền gió dữ. Xe cứu thương đến rồi. Đối với phần lớn dân chúng dầu muối tương giấm chua mà nói, cuộc sống chính là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, chính là kiếm chút tiền. Bỏ tiền mua chút thịt uống chút rượu, sau đó cùng vui vẻ với vợ con, sau đó chơi mạt chược, nói khoác vài câu, sau đó tắt đèn đi ngủ, cảm giác ngày như nước chảy, lại thiên hạ thái bình, cho dù động đất, cũng không chấn động đến trên đầu mình. Có đôi khi, không biết gì cũng là một loại hạnh phúc ngu xuẩn. Nhưng không biết gì, cũng không có nghĩa là ở dưới trời trong nắng ấm, sẽ không sinh ra sự kiện đao quang kiếm ảnh và đổ máu. Xa không đề cập tới tranh chấp ở Nam Hải. Không nói tới cuộc đọ sức ở Hoàng Hải xa xôi, cũng không cần phải nói tới trận chiến đẫm máu giữa bộ đội đặc chủng và thế lực đối địch đang diễn ra Myanmar. Riêng ở trong nước, trên từ cấp lãnh đạo cao tầng dưới cho tới lãnh đạo cấp tỉnh bộ, đã từng gặp qua bao nhiêu uy hiếp tới tính mạng, cũng không là nguy hiểm về thức ăn nước uống như dân chúng bình thường có khả năng tưởng tượng ra. Rất nhiều người đều sống ở phía ngoài cánh cửa của chân tướng sự việc, thậm chí còn thờ ơ, không màng đến. Lúc rạng sáng, tin tức Ngô Hiểu Dương bị ám sát liền được truyền ra. Đầu tiên là trụ sở thành ủy Dương Thành, truyền đến ồn ào huyên náo, sau đó là tỉnh ủy lĩnh Nam, cũng truyền tới mức tạo ra tiếng nổ lớn. Truyền thì truyền, nhưng chân tướng cụ thể như thế nào, lại xôn xao rất nhiều giả thuyết, không có một giả thuyết nào đáng tin. Trước mặt thế cục này, quân khu Dương Thành, thành ủy Dương Thành, tỉnh ủy lĩnh Nam, đều khẩn cấp mời dự họp hội nghị thảo luận. Khí thế khẩn trương, tràn ngập trong lòng mỗi người ở tỉnh ủy, thành ủy và quân khu Dương Thành. Hạ Tưởng không tham gia hội nghị tỉnh ủy, sau khi hắn cùng Quý Như Lan đi tới bệnh viện, bởi vì mỏi mệt lại thêm thương tâm quá độ mà hôn mê. Lư Nghĩa và Tống Lập một tấc cũng không rời Hạ Tưởng. Sắc mặt Hạ Tưởng trắng xám,
hai mắt nhắm chặt, lên cơn sốt cao, sắc mặt ửng đỏ, trên người nóng tới mức dọa người. Lư Nghĩa và Tống Lập gấp đến độ xoay như chóng chóng, gặp được chuyện như vậy, bọn họ đều bó tay không biện pháp. May mắn còn có Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân lo trước lo sau, giúp Hạ Tưởng xử lý tốt tất cả công việc. Anh ta cũng thiếu chút mệt đến xỉu. Tối hôm qua, lúc phát sinh xung đột trọng đại, anh ta tránh ở một nơi an toàn, dù chưa lộ diện, cũng chính mắt thấy được mọi chuyện phát sinh lúc đó. Khi Phó Bí Thư Hạ ôm Quý Như Lan mà nước mắt chảy dài, một người có tâm tình luôn luôn trầm ổn như anh ta rốt cuộc không kìm được, nước mắt đàn ông cũng chảy xuống. Vô tình chưa chắc đã thực sự là hào kiệt, cảnh tượng Hạ Tưởng khóc ròng, khiến hình tượng của hắn ở trong cảm nhận của Đường Thiên Vân, lập tức phong phú hơn rất nhiều. Khói bụi qua đi, khi Phó Bí Thư Hạ ôm Quý Như Lan lên xe cứu thương, Đường Thiên Vân tiếp nhận chứng cớ từ trong tay Lư Nghĩa và Tống Lập, dưới sự bố trí tỉ mỉ của Hạ Tưởng, mọi việc phát sinh ở hiện trường, toàn bộ đều được ghi hình lại lập án, cảm nhận được trọng lượng nặng trịch trong tay, trong lòng Đường Thiên Vân là sự nặng trĩu không nói nên lời. Ngô Hiểu Dương sâu mọt của đất nước có thể có địa vị cao, hơn nữa rất nhiều người bất mãn với ông ta nhưng vẫn không làm gì được ông ta. Đó là nỗi xót xa của đất nước hay là bất hạnh của nhân dân? Một tướng quân sống trong khu nhà cấp cao hơn 100 triệu bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người làm như không thấy, lại là sự thật khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ như thế nào? Hy vọng dụng tâm của Phó Bí Thư Hạ có thể chân chính vì dân vì nước trừ đi một tai họa lớn. Ngô Hiểu Dương còn lưu lại không trừ, Nam Hải khó bình yên, biên giới khó nắm bắt. Nhưng sau khi Đường Thiên Vân nghe được Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, khiếp sợ không biết nên làm thế nào, mãi đến đã thu xếp xong mọi việc cho Hạ Tưởng, anh ta vẫn chưa từ khiếp sợ mà tỉnh táo lại, vẫn cảm thấy không thể tin được đây là sự thật. Không ngờ sau đó lại truyền đến tin tức nói, Ngô Hiểu Dương bị đâm 7 đao mà không chết, Đường Thiên Vân càng giật mình hơn nữa, lại nắm chặt chứng cứ trong tay. Mới sáng sớm, Quý Trường Hạnh chạy tới, cùng đi với Quý Trường Hạnh ra hiện trường, còn có Lâm Song Bồng. Bên ngoài bệnh viện đã chen chúc đầy người, có người mặc quân phục, có người mặc thường phục, còn có không ít người của nhà họ Quý. Quý Như Lan gặp chuyện không may, chấn động bốn phương, mà thế lực nhà họ Quý to lớn, trong khoảng thời gian ngắn trên quốc lộ từ Mai Hoa đi tới Dương Thành, lượng xe cộ tự nhiên gia tăng lên không ít. Sắc mặt Quý Trường Hạnh bình tĩnh đến dọa người. Nhờ có Lâm Song Bồng dìu, đi tới trước mặt Đường Thiên Vân, hỏi. Thiên Vân, Phó Bí Thư Hạ thế nào rồi? Một câu khiến Đường Thiên Vân thêm kính nể đối với ông cụ, không hỏi Quý Như Lan mà hỏi Hạ Tưởng trước, phong cách quý phái nhìn không sót một điều gì. Thân thể Phó Bí Thư Hạ không bị thương, chỉ có điều thương tâm quá độ, đã hôn mê rồi. Đường Thiên Vân rất khéo léo trả lời, thương tâm quá độ, cũng là vì Quý Như Lan mà thương tâm. Quý Trường Hạnh lộ rõ vẻ cố kiềm chế, lúc đó bỗng nhiên nước mắt chảy dài, run run nói. Thương tâm quá độ, Như Lan, còn ở dưới suối vàng có biết, sẽ hối hận sự tùy hứng trước kia không? Một ông cụ đã trải qua hết thế sự tang thương lại khóc lóc như vậy, có sức cuốn hút rất mạnh. Đường Thiên Vân thấy đau xót, nước mắt cũng không kìm nổi rớt xuống dưới. Ông cụ, ông hãy nén bi thương. Lâm Song Bồng cũng đỏ mắt. Nén bi thương. Ông cụ liên tiếp lặp lại 3 lần, dường như là lầm bầm lầu bầu, lại dường như là bi thương hỏi trời xanh, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Như Lan thật sự không có hy vọng sao? Đều do tôi không kịp thời ngăn Như Lan khỏi càn quấy. Trước kia nên nghe theo lời khuyên của người ta, đều nói cô gái tâm tính cao ngạo, thường là tâm cao ngất mệnh mỏng như tờ giấy. Đều do tôi quá thiên vị, nếu sớm một bước thu tay lại, cũng sẽ không có tình cảnh như ngày hôm nay. Quý Trường Hạnh tự trách mình, mặc dù là lời từ đáy lòng, nhưng nghe ra lại có hàm nghĩa khác. Đường Thiên Vân cùng Quý Trường Hạnh thổn thức, trong lòng lại sáng như gương. Quý Như Lan rõ ràng là một người tùy hứng càn quấy, mà nhà họ Quý lấy nuông chiều làm lý do để không can thiệp. Thật ra vẫn do trong lòng nhà họ Quý lúc này còn tồn tại tạp niệm. Mà Quý Như Lan và Ngô Hiểu Dương đều sáng tối lui tới, trong lòng ông cụ Quý cũng biết rõ ràng, tuy nhiên mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Sở dĩ làm bộ làm như không thấy, chẳng qua là thủ pháp quen thuộc, theo đuổi ích lợi lớn nhất. Hạ Tưởng thắng, thì trói buộc Quý Như Lan, lấy việc Quý Như Lan càn quấy làm lý do qua loa tắc trách, lại cùng Hạ Tưởng bắt tay giảng hòa. Ngô Hiểu Dương thắng, thì Quý Như Lan đã đại thành công, như vậy nhà họ Quý cũng không cần giải thích gì với Hạ Tưởng, Quý Như Lan thành công là nhà họ Quý thuận lý thành trương.
Chỉ tiếc, ông cụ Quý được đánh giá là cả một đời anh minh cũng không dự đoán được, sau khi sự kiện Quý Như Lan ở trung tâm Hà Thiên, sinh lòng yêu Hạ Tưởng một cách say đắm, sâu đậm. Nếu nói trước kia cô và Ngô Hiểu Dương tiếp xúc là sử dụng tùy hứng và càn quấy để che giấu ích lợi, mà sau khi diễn ra sự kiện ở trung tâm sức khỏe, nhà họ Quý và Ngô Hiểu Dương đã không còn có thể hợp tác, Quý Như Lan còn mượn danh nghĩa còn Ngô Hiểu Dương hợp tác để uy hiếp Hạ Tưởng, đây mới thực sự là tùy hứng càn quấy. Một người phụ nữ một khi đã yêu say đắm thì luôn hành động bất chấp lý lẽ. Phụ nữ một khi đã yêu, chỉ số thông minh bằng không, điều này hoàn toàn đúng khi áp dụng với Quý Như Lan. Nhưng có một câu nói, mưu tính quá thông minh, khi gặp phản ứng ngược lại sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ông cụ Quý vô cùng thương tâm, mãnh liệt tự trách mình, kể lể một phen, khiến cho Đường Thiên Vân đối với toàn bộ nguyên nhân hậu quả của sự kiện liền cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ Quý Như Lan cũng là người vô tội. Ngay từ đầu, cô gây đủ chuyện khó dễ đối với Hạ Tưởng thì người gánh vác sai lầm hẳn cũng không phải là một mình cô. Nhưng sau đó, cô có cảm tình đối với Hạ Tưởng, lại là cô không thể khống chế được tình cảm của mình, mặc kệ theo góc độ nào mà suy xét, thật ra Quý Như Lan là một người phụ nữ bất hạnh. Giữa việc chu toàn cho lợi ích chính trị và tình cảm của bản thân là một điều mà một người phụ nữ rất khó có thể đối mặt. May mắn, tính tình của cô cương liệt, dám yêu dám hận. Đường Thiên Vân nghẹn ngào đáp. Như Lan vào phòng giải phẫu, đã hơn 2 giờ, hiện tại bác sĩ còn chưa cho ra kết luận. Nước mắt của Quý Trường Hạnh chảy ròng, được Lâm Song Bồng nâng đến một bên, thương tâm, đau khổ, hối tiếc không kịp, gần như không nói gì. Mà ngay lúc ông cụ Quý vừa tang thương vừa khóc, thỉnh thoảng có người thần sắc khẩn trương bước chân vội vàng ra ra vào vào, thấp giọng báo cáo gì đó với Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng nhận được một tin tức, liền báo cáo một chút với ông cụ Quý. Cổ thu thật tới rồi. Lãnh đạo quân ủy tới rồi. Tin tức xác thực chứng minh, Ngô Hiểu Dương không chết, bên quân ủy đang chuẩn bị thuê máy bay đưa Ngô Hiểu Dương vào Bắc Kinh trị liệu. Hiện tại, Trương Lực vẫn bị giam giữ, Hứa Quan Hoa và quân ủy theo lý đang tranh đấu, yêu cầu giữ Trương Lực ở lại quân khu Dương Thành. Nếu không, Trương Lực bị mang đến Bắc Kinh, tuyệt đối sẽ bị mất mạng. Ông cụ, tôi phải quay lại tỉnh ủy để tham gia hội nghị. Bí thư Cổ sẽ truyền đạt chỉ thị tinh thần của Trung ương. Phỏng chừng sẽ chính thức xác định Khang Hiếu chết, còn có quyết định đối với sự kiện sắp tới. Mặc kệ Lâm Song Bồng nói cái gì, ánh mắt Quý Trường Hạnh vẫn mờ mịt, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, dường như đã hoàn toàn không hề quan tâm tới mọi việc. Nhưng Lâm Song Bồng vẫn báo cáo toàn bộ đầu đuôi gốc ngọn sự việc, biểu lộ sự tôn trọng hết sức của anh ta đối với ông cụ Quý. Mãi đến khi bóng dáng của Lâm Song Bồng biến mất ở cuối hành lang, Quý Trường Hạnh mới đột nhiên tỉnh táo, cầm lấy tay Đường Thiên Vân nói. Thiên Vân, cậu ở hiện trường, hãy nói về tình hình cụ thể ngay lúc đó đi. Đã lâu như thế, ông cụ Quý mới nhớ hỏi đến tình huống cụ thể ngay lúc đó, có thể thấy được quả thật lúc bối rối, ông ta tự nhiên mất đi sự trấn tĩnh ngày xưa. Đường Thiên Vân đã đem tình huống ngay lúc đó nói qua một cách ngắn gọn, lược qua rất nhiều chi tiết không thể lộ ra ngoài. Chỉ đại khái nói vừa đủ về tình hình lúc ấy. Tuy nhiên, trong quá trình miêu tả sự việc với ông cụ Quý, anh ta bỗng nhiên nhớ tới một chi tiết cực kỳ trọng yếu, bởi vì bối rối, không ngờ anh ta đã quên, trước khi Tiêu Lương tiến vào, Phó Bí Thư Hạ đem áo chống đạn ở trên người cởi ra, mặc lên người Quý Như Lan. Mà lúc ấy, trong nháy mắt, Quý Như Lan đột nhiên xoay người gục lên trên người Hạ Tưởng, tuy rằng lúc đó nhìn thấy rõ ràng như vậy, nhưng sau khi khói bụi nổi lên bốn phía, căn bản không thấy rõ Quý Như Lan có phải thật sự chắn trên người Hạ Tưởng hay không. Khi bùng nổ, tuy rằng Tiêu Lương cách Hạ Tưởng và Quý Như Lan không quá xa, nhưng cách một cái bàn ăn bằng gỗ thật lớn. Sau khi khói bụi bay đi, tuy rằng cái bàn ăn vỡ tan, nhưng cũng không hoàn toàn dập nát, nói đúng hơn là, cái bàn ăn nhận phần lớn sự chấn động vừa rồi. Chẳng lẽ nói, Đường Thiên Vân thoáng nhảy dựng lên. Vừa mới đứng lên, cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra. Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc từ bên trong đi ra, hỏi. Ai là người nhà người bị thương? Tôi. Ông cụ Quý vội đứng lên. Tôi là cha. Ông là cha của Phó Bí Thư Hạ. Vẻ mặt bác sĩ hơi khó tin quan sát ông cụ Quý vài lần, không hỏi nhiều, còn nói. Tình hình Phó Bí Thư Hạ không tốt lắm, vừa rồi nghĩ hắn là mệt nhọc quá độ mới hôn mê. Vừa rồi kiểm tra mới phát hiện, nội tạng của Phó Bí Thư Hạ đã bị chấn thương nghiêm trọng. Vừa rồi sau khi tỉnh lại, đã hộc máu. A, Đường Thiên Vân kinh hãi kêu lên một tiếng,
đẩy bác sĩ ra, chạy thẳng vào trong phòng bệnh vọt. Quý Trường Hạnh cũng sợ ngây người. Vậy, rốt cuộc tình trạng vết thương của hắn nghiêm trọng tới mức nào? Còn nữa, Quý Như Lan, thế nào rồi? Hội nghị khẩn cấp của tỉnh ủy Lĩnh Nam đã họp được 4 tiếng đồng hồ. Thông thường một lần hội nghị họp khoảng 2 tiếng, nếu họp tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Lực tập trung của một người là có giới hạn, sự chú ý đối với một việc nào đó chỉ 2 tiếng đã là cực hạn. Quá 2 tiếng lực chú ý sẽ sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí sẽ sinh ra tâm lý chống đối. Trần Hạo Thiên nhậm chức bí thư tỉnh ủy Lĩnh Nam tới nay, hôm nay vẫn là lần đầu triển khai một buổi họp kéo dài đến thế. Trong phòng hội nghị, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm túc. Mễ Kỳ Hỏa vẻ mặt lạnh lùng, từ khi hắn nhậm chức chủ tịch tỉnh tới nay, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người tỏ ra uy nghiêm như vậy. Những người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không phải bởi vì phòng họp hôm nay có thêm một vị lãnh đạo trung ương cổ thu thật, mà là bởi vì phòng họp thiếu mất hai người, Hạ Tưởng và Khang Hiếu. Hạ Tưởng hôn mê bất tỉnh, Khang Hiếu thiệt mạng bỏ mình, Ngô Hiểu Dương bị ám sát. Hung thủ là Trương Lực, thư ký tiền nhiệm của chủ tịch tỉnh. Việc Mễ Kỳ Hỏa thay đổi thư ký, tỉnh ủy người người đều biết, dù chưa chính thức đổi người nhưng cũng đã sắp trở thành sự thật. Hơn nữa vụ bạo loạn của Hoa Vô Khuyết chẳng những tạo nên vụ thảm án khiến Quý Như Lan và Hạ Tưởng một chết một trọng thương, còn kéo theo gia tộc Quý vào vũng lầy. Hàng loạt sự tình kinh hãi kéo đến khiến ai nấy hoa cả mắt, gần như không thể tiêu hóa nổi lượng tin tức khổng lồ và chân tướng khiến người khiếp sợ đó. Ngô Hiểu Dương ngông cuồng đến mức ấy. Những người ngồi đây tất cả đều là cán bộ cấp cao, trong lòng hiểu rõ những năm gần đây quân đội cấp cao phát triển vững mạnh, thậm chí khiến Trung ương cũng nhượng bộ 3 phần. Việc buôn lậu đổ bể, Tùng Sinh cùng những người không nghe Trung ương chỉ huy tự làm theo ý mình. Năm đó, tuy rằng sau khi người lãnh đạo mới đến nhậm chức, do quân đội không nghe điều khiển, nên đã đưa ra một mệnh lệnh, trong vòng một đêm xử bắn hơn 10 vị tướng quân, chấn động một thời. Cho dù như vậy, nhưng sau vị tổng sư trưởng ấy, không còn người nào có thể hoàn toàn điều khiển quân đội. Kẻ giống như Ngô Hiểu Dương dám trực tiếp hạ lệnh ám sát quan lớn cấp cao của tỉnh cũng không phải là không có, có điều phía quân đội luôn cư xử cứng rắn, càn quấy đến mức này cũng chỉ duy nhất có gã. Dù tuyệt vọng vì cái chết của con trai và tiền đồ bị hủy, nhưng cuối cùng lại lạc lối tạo nên sai lầm đến vậy, vẫn là khiến mọi người kinh sợ. Ngô Hiểu Dương vì sao bị Trương Lực đâm liên tiếp 7 nhát, bí ẩn trong đó, những vị có mặt ở đây đều không rõ ràng. Nhưng không ít người âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng Trương Lực, cũng do Ngô Hiểu Dương ở Dương Thành rất không được lòng người. Rất nhiều người của tỉnh ủy mặc dù không ác độc đến mức hy vọng gã mau chết, nhưng nghe tin gã suýt nữa thiệt mạng, vẫn là hả lòng hả dạ. Chỉ tiếc rằng mạng của Ngô Hiểu Dương thật sự lớn, vậy mà không chết. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, cái chết của Khang Hiếu, chỉ sợ sẽ trôi vào biệt tăm. Dù sao Khang Hiếu bị bệnh chết, tuy rằng bệnh tình kỳ quái chết cũng lạ lùng, nhưng lấy lý do bệnh tim cũng có thể xong chuyện. Mấu chốt là Khang Hiếu nhiều ít cũng xem như nhân vật có chút tiếng tăm, chỉ có điều gã sinh không gặp thời lại chết hiểu, nếu sau khi gã chết không phát sinh vụ của Hạ Tưởng và Quý Như Lan, có lẽ gã sẽ được đề cao, thậm chí có lẽ Trung ương còn phái người điều tra nguyên nhân khiến gã qua đời. Hiện tại phát sinh vụ việc của Hạ Tưởng và Quý Như Lan, đồng chí Khang Hiếu bất hạnh qua đời cũng ít người biết đến. So sánh với Hạ Tưởng và Quý Như Lan, cái chết của gã chỉ có thể bị vô tình vùi lấp vào bụi trần lịch sử. Không ngoài dự liệu, cổ thu thật truyền đạt 3 chỉ thị tinh thần của Trung ương. Thứ nhất, đồng chí Khang Hiếu hết lòng vì công việc, bệnh chết khi đang công tác, Bộ Trung ương sẽ biểu dương. Thứ hai, Ngô Hiểu Dương bị Trương Lực đâm trọng thương, thuộc về tai nạn và ân oán cá nhân, phải khống chế việc này trong một phạm vi nhất định, cấm bất luận đơn vị truyền thông nào đưa tin. Đồng thời, hy vọng tỉnh ủy Lĩnh Nam cho người ra mặt, yêu cầu quân khu giao Trương Lực cho địa phương xử trí. Thứ ba, Hạ Tưởng bị thương trong vụ này, nguyên nhân và hậu quả nghiêm trọng, hiện đang điều tra và đánh giá, bất luận kẻ nào cũng không được đưa ra nhận xét chủ quan nào với bên ngoài, người nào vi phạm sẽ bị xử trí theo kỷ luật đảng. Nếu nói hai quyết định trước còn nằm trong dự kiến của mọi người, vậy độ nghiêm khắc của quyết định cuối liền ra ngoài dự đoán của đại đa số người, khiến không ít người chấn động. Việc của Hạ Tưởng lên tới trình độ bị kỷ luật đảng, có thể thấy được trên cấp cao có người muốn bảo hộ Hạ Tưởng mạnh đến cỡ nào. Chỉ Bình Phàm và Lưu Kim Nam khẽ nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ. Nếu chẳng may Hạ Tưởng xảy ra chuyện gì, không biết Trung ương sẽ thịnh nộ giáng xuống quân khu Dương Thành cái gì,
chẳng lẽ sẽ tái diễn màn xử bắn một lúc hơn 10 vị tướng trong đêm như năm xưa? Cổ Thu thật không hề phô trương trước mặt Trần Hạo Thiên. Sau khi truyền đạt xong chỉ thị từ Trung ương, lập tức đem quyền phát ngôn giao lại cho Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên trầm trọng nói. Lĩnh Nam phát sinh chuyện lớn, tôi khó chối được sai lầm này. Tôi đã tỏ rõ thái độ với Trung ương, sẽ chấp nhận bất kỳ hình thức xử phạt gì từ Trung ương. Nhưng trước khi Trung ương xử phạt tôi, chuyện ở Lĩnh Nam, còn phải có hồi kết. Cho dù là vụ của Hạ Tưởng, hay là vụ của Khang Hiếu hoặc Trương Lực, cả ba người đều quay quanh một nhân vật mấu chốt, chính là Ngô Hiểu Dương. Mặc kệ quân ủy giải thích thế nào, tôi cũng sẽ kiến nghị lên Trung ương, nghiêm trị Ngô Hiểu Dương, nghiêm túc chỉnh đốn quân khu Dương Thành. Bằng không, công tác của tỉnh ủy Lĩnh Nam sẽ không phát triển được. Giọng điệu của Trần Hạo Thiên cực kỳ bi phẫn, thanh âm đanh thép, nhất là câu nói cuối cùng, mãnh liệt mà đánh sâu vào lòng của mỗi người. Đảm nhiệm chức vụ ở Lĩnh Nam nhiều năm nhưng chưa từng xen vào sự vụ của quân đội, ủy viên Trung ương Bộ Chính trị Trần Hạo Thiên vẫn luôn nhường nhịn Ngô Hiểu Dương, rốt cục đã cứng rắn, hơn nữa còn trực tiếp lấy danh nghĩa tỉnh ủy Lĩnh Nam khiến Trung ương ra mặt nghiêm khắc quản thúc quân khu Dương Thành. Cũng đồng nghĩa Trần Hạo Thiên không sợ tử chiến đến cùng cũng muốn đòi lại công bằng cho Hạ Tưởng. Cổ Thu Thật cũng lập tức tỏ thái độ. Tôi cũng ủng hộ bí thư Trần. Hai gã ủy viên Bộ Chính trị cùng chung tiếng nói, tin rằng cho dù là lãnh đạo quân ủy cũng sẽ cảm nhận được áp lực lớn lao. Sau đó, Cổ Thu Thật đi vào văn phòng của Trần Hạo Thiên. Cổ Thu Thật lo lắng khôn nguôi. Thương thế của Hạ Tưởng thế nào rồi? Trần Hạo Thiên khẽ lắc đầu. Bây giờ còn không rõ lắm, bệnh viện vẫn chưa có tin tức. Lời vừa nói xong, gã đột nhiên giận dữ ném mạnh quyển sách xuống đất. Ngô Hiểu Dương thật đáng hận, không vào Bắc Kinh tố cáo lão một trận, tôi thật có lỗi với Hạ Tưởng. Trước đó, Trần Hạo Thiên đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại. Vài cuộc trong đó là ủy viên của Bộ Chính trị, quan chức cấp cao ở tỉnh ủy 7-8 người, lại thêm ba vị lão gia Ngô, Khâu, Mai đích thân gọi điện tới, ông ta cảm thấy áp lực trên vai nặng đến nỗi gần như khó có thể gánh vác. Vậy cũng chưa tính. Cổ Thu Thật đích thân xuất hiện đại biểu rằng Tổng Bí Thư quý trọng Hạ Tưởng vô cùng, bằng không một tên Phó Bí Thư tỉnh ủy gặp chuyện không may, thế nào cũng sẽ không cần Cổ Thu Thật ra mặt. Thậm chí văn phòng quốc vụ cũng đã sớm gọi điện tới hỏi thăm thương tích của Hạ Tưởng. Tuy rằng không phải đích thân Thủ tướng tự mình gọi đến, Trần Hạo Thiên cũng hiểu rằng nhất định là ý của Thủ tướng. Một mình Hạ Tưởng, tác động đến lòng của rất nhiều người. Ông ta còn nghe nói. Sau khi lão cổ nghe Ngô Hiểu Dương gặp chuyện không may, lập tức đến quân ủy ngay trong đêm. Từ khi lão cổ về hưu, gần như rất ít trực tiếp đến quân ủy tham dự hội nghị. Mà tin tức truyền đến tiếp theo là, sau khi lão cổ tới quân ủy, biết được Hạ Tưởng bị thương trong lúc bạo loạn, tức khắc ngay tại quân ủy nổi trận lôi đình, mắng đến nỗi vài vị quân ủy lãnh đạo không ngóc đầu nổi, mặt đỏ tía tai cũng không dám phản bác lấy một câu. Hổ tuy già nhưng oai phong vẫn còn, lão cổ hễ tức giận. Cho dù không phải quân ủy cấp cao trong hàng ngũ của ông ta ngày xưa cũng phải nhượng bộ ba bước. Tôi đi bệnh viện thăm Hạ Tưởng một chút. Cổ Thu Thật thật sự không yên tâm. Không chính mắt trông thấy cậu ta, tôi trở về không báo cáo cho bí thư tổng được. Tổng bí thư dặn dò mãi, nếu tôi chưa xác nhận thương thế của Hạ Tưởng đã trở về Bắc Kinh, ông ta khẳng định sẽ phê bình tôi. Trần Hạo Thiên gật đầu. Cũng được, anh đến bệnh viện xem, tôi tiếp đãi mấy người bên quân ủy. Sau khi người bên quân ủy đến, trước tiên khống chế thế cục của quân khu Dương Thành, sau đó lại cưỡng chế bắt đi Trương Lực từ tay Hứa Quan Hoa. Có điều Hứa Quan Hoa đã phái người âm thầm theo dõi một bước cũng không rời, sự an toàn của Trương Lực có thể tạm thời được đảm bảo. Bởi vì sự tình quan trọng, liên quan đến tỉnh ủy Lĩnh Nam, quân ủy nhất thiết phải bàn bạc với tỉnh ủy, tiến hành dàn xếp giải quyết vụ Hạ Tưởng bị thương và Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương. Dù sao Hạ Tưởng cũng là phó bí thư tỉnh ủy. Phó bí thư tỉnh ủy bị thương, không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng Trương Lực, kẻ đâm trọng thương Ngô Hiểu Dương cũng là người của tỉnh ủy, nhưng gã dù sao cũng chỉ là một thư ký. Tuy nhiên nói đi phải nói lại, tỉnh ủy Lĩnh Nam chỉ bị thương một tên phó bí thư tỉnh ủy, mà quân khu Dương Thành là một vị tư lệnh trung tướng suýt bị giết chết. Nếu tính như thế, vẫn là quân đội chịu thiệt, tin rằng sau khi quân ủy cấp cao đến tỉnh ủy, không thể không có kè với Trần Hạo Thiên, thậm chí có thể dương cung bạt kiếm. Hạo Thiên, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, người quân đội tới, phỏng chừng sẽ không phân rõ phải trái. Cổ Thu Thật nhắc nhở một câu. Tôi đang cả bụng lửa đây,
cứ việc đến. Trần Hạo Thiên tức giận đáp. Cho dù Tổng chủ nhiệm Bộ Chính trị đến cũng không sợ. Cũng đúng, dựa theo xếp hạng trong đảng, quân đội không mấy người có thể cao hơn Trần Hạo Thiên. Cổ Thu Thật đi tới bệnh viện thăm hỏi Hạ Tường, đơn giản gọn nhẹ, cũng không có xe cảnh sát mở đường bày ra oai phong của ủy viên Bộ Chính trị, mà lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng bệnh của Hạ Tường. Rất nhiều người cũng không biết Cổ Thu Thật, chặn Cổ Thu Thật ở ngoài cửa. Vừa lúc Đường Thiên Vân nghe thấy tiếng động đi ra xem xét, nhìn thấy là Cổ Thu Thật xuất hiện, lập tức vừa mừng vừa sợ. Y biết Cổ Thu Thật rất quý Hạ Tường, liền như nhìn thấy người nhà, cái mũi chua xót. Bí thư Cổ, phó bí thư Hạ. Cổ Thu Thật giật mình không ít, theo tin tức mà gã biết được, quý Như Lan thay Hạ Tường đỡ một nhát chí mạng, Hạ Tường cũng không bị thương nặng, vì sao nét mặt của Đường Thiên Vân lại giống như Hạ Tường bị trọng thương? Hạ Tường làm sao vậy? Cổ Thu Thật dưới tình thế cấp bách, cũng không để ý thân phận, đẩy Đường Thiên Vân ra, trực tiếp xông thẳng vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, Hạ Tường nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, dường như rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cổ Thu Thật vẻ mặt kinh hãi, Hạ Tường làm sao vậy? Gã đi nhanh bước đến trước giường, nhẹ giọng gọi. Hạ Tường. Lời vừa nói xong, Hạ Tường bỗng nhiên mở mắt, lặng yên cười. Bí thư Cổ, tôi cũng không phải là muốn dọa ngài, nhưng Ngô Hiểu Dương chưa chết, thương thế của tôi chỉ có thể đột nhiên chuyển biến nghiêm trọng. Cổ Thu Thật hoảng sợ, oán trách nói. Cậu rốt cuộc có bị thương không? Phải nói thật, cậu gạt tôi, chẳng khác nào gạt Tổng Bí Thư. Hạ Tường cũng không trả lời thẳng câu hỏi của Cổ Thu Thật, mà nói ngược lại. Có bị thương hay không, thương thế rốt cuộc nghiêm trọng thế nào, còn phải nhờ Bí Thư Cổ phối hợp với tôi diễn một màn kịch. Cổ Thu Thật thoáng cái nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, hiểu ý khẽ cười. Đánh rắn dập đầu, vì dân trừ hại, cậu nói thế nào, tôi làm thế đó. Bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì? Quý Như Lan bây giờ. Ở một phòng bệnh đặc biệt khác, Quý Trường Hạnh nấc nghẹn trong nỗi vui mừng tột đỉnh. Nhìn khuôn mặt say ngủ của Quý Như Lan, niềm hạnh phúc như tìm lại báu vật tràn ngập trong tim. Con người chỉ cảm nhận được sự quý giá của một thứ mà bình thường mình luôn xem nhẹ sau khi đã đánh mất nó. Quý Như Lan sau khi được bác sĩ cấp cứu đã giữ được tính mạng. Thật ra cô bị thương không nghiêm trọng, chỉ là bị chấn động bởi dòng khí lưu mãnh liệt. Áo chống đạn đã chặn đi sự va chạm trực tiếp của một thanh gỗ, khiến cô bị chấn thương, nhưng trên thực tế nội tạng bên trong không bị thương tổn nghiêm trọng nào. Chẳng qua do sợ hãi quá độ, hơn nữa bị sóng xung kích tấn công, hít thở không thông nên lâm vào trạng thái chết giả, trải qua ca cấp cứu đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng kỳ lạ một điều, dường như là ý thức tự bảo hộ mãnh liệt, hoặc có lẽ do chấp niệm trong lòng, dựa theo suy đoán bình thường, Quý Như Lan hẳn là phải tỉnh rồi, nhưng hiện vẫn hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên vẫn may mắn, cô hô hấp bình ổn giống như đang ngủ, sắc mặt đã hồng hào trở lại, thậm chí còn hơi hồng hào, khiến cho Quý Trường Hạnh cũng yên tâm phần nào. Khi nghe tin Hạ Tường trong lúc nguy cấp đã khoác chiếc áo chống đạn lên người Quý Như Lan, hành động có trách nhiệm của một đấng nam nhi như vậy khiến Quý Trường Hạnh kính nể khâm phục. Hơn nữa thông qua mật báo biết được sở dĩ thuộc hạ của Ngô Hiểu Dương đánh lén được Hạ Tường, tất cả đều do cuộc trò chuyện của Quý Như Lan và Hạ Tường gây nên. Nói trắng ra, nếu không phải Quý Như Lan hẹn anh ta ra, Hạ Tường cũng sẽ không suýt trúng đòn hiểm, mà Quý Như Lan càng sẽ không thiếu chút thiệt mạng. Quý Trường Hạnh cả đời tự nhận không hổ thẹn với ai, hiện tại lại lần đầu cảm thấy ái ngại trước Hạ Tường. Sự tùy hứng của Quý Như Lan cũng do ông ta quá dung túng tạo thành. Nếu không phải ban đầu ông ta quá tự tin, Quý Như Lan cũng sẽ không mãi làm khó dễ Hạ Tường, lại càng sẽ không nảy sinh cảm tình sau khi liên tiếp bại dưới tay Hạ Tường. Ông ta hiểu tính tình của Quý Như Lan hơn ai hết, điêu ngoa tùy hứng lại bướng bỉnh cực kỳ, sức của chín châu cũng kéo không về. Đều là nghiệt duyên. Quý Trường Hạnh bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, trìu mến mà đắp chăn lại cho Quý Như Lan. Vừa xoay người lại, khí thế thong dong và trấn tĩnh đã trở lại trên mặt, khẽ phất tay. Đi tỉnh ủy. Đã đến lúc tính sổ rồi. Quý Trường Hạnh lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng. Dòng họ Quý ở lĩnh Nam khiêm tốn nhiều năm, Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị, cũng chưa từng dám ước hiếp đến họ Quý. Ngô Hiểu Dương cuồng vọng tự đại đến mức dám cả gan sát hại cả Quý Như Lan. Thật nghĩ rằng họ Quý không còn răng nanh. Một gã nhà giàu mới nổi cũng dám ước hiếp đến gia tộc họ Quý danh giá với gần trăm năm lịch sử. Quý Trường Hạnh bước ra cổng chính bệnh viện, đang định bước lên xe, ngẩng đầu lại chợt phát hiện Cổ Thu Thật.
Cổ Thu Thật đi đến trước mặt Quý Trường Hạnh, vô cùng kính cẩn hỏi. Xin chào ngài quý, tôi là Cổ Thu Thật. Quý Trường Hạnh đương nhiên quen biết Cổ Thu Thật, khẽ gật đầu. Bí thư Cổ đến thăm Hạ Tường. Vâng, Cổ Thu Thật đáp. Tôi cũng phải trở về tỉnh ủy, còn có một việc muốn thương lượng với ngài quý một chút, không biết ngài quý có thuận tiện cho tôi đi nhờ xe. Quý Trường Hạnh là nhân vật máu mặt thế nào, vừa nghe chỉ biết Cổ Thu Thật khẳng định có chuyện quan trọng muốn nói. Lão rất hiểu rõ lập trường muốn bảo hộ Hạ Tường của Cổ Thu Thật, liền gật đầu nói. Được thôi. Tỉnh ủy, văn phòng bí thư tỉnh ủy. Trần Hạo Thiên ngồi thẳng bất động, lạnh lùng nhìn người trước mắt, phó chủ nhiệm Cốc Xương của Bộ Tổng Chính trị. Không sai, người phụ trách đến lĩnh Nam để khẩn cấp xử trí việc của Ngô Hiểu Dương, quân ủy cấp cao, là một gã phó tổng chủ nhiệm của Bộ Chính trị. Cốc Xương là người của ai, Trần Hạo Thiên trong lòng biết rõ. Mặc dù y đã làm tốt tâm lý chuẩn bị Cốc Xương sẽ thiên vị Ngô Hiểu Dương, nhưng thật không ngờ Cốc Xương lại sư tử há mồm, đề xuất nhiều điều kiện hà khắc như vậy, thiên vị đến nỗi không cần biết phải trái đúng sai gạt bỏ chân tướng sự thật. Khiến cho Trần Hạo Thiên vẫn luôn bình tĩnh rốt cục không thể tiếp tục bình tĩnh. Điều kiện mà Cốc Xương đề xuất là, tỉnh ủy lĩnh Nam phải viết báo cáo tường thuật tỉ mỉ vụ trương lực ám sát Ngô Hiểu Dương cho bên quân ủy, đồng thời cung cấp một phần tài liệu chi tiết và xác thật để chứng minh vụ trương lực ám sát không trực tiếp liên quan đến tỉnh ủy. Đồng thời, trương lực do quân ủy mang đi, giao cho tòa án quân sự thẩm vấn. Nếu những yêu cầu này còn không tính là quá đáng, như vậy tiếp theo sau lời báo cáo giải thích mà Cốc Xương dành cho vụ của Hoa Vô Khuyết hoàn toàn là những lời ngụy biện đổi trắng thay đen trốn tránh trách nhiệm. Vụ của Hoa Vô Khuyết là ân oán cá nhân giữa Tiêu Lương và Hạ Tưởng, đã qua thẩm tra, không liên quan gì đến Ngô Hiểu Dương, ngược lại do Mộc Phong và Hạ Tưởng qua lại mật thiết tạo thành. Theo phỏng đoán, Mộc Phong và Mạnh Tán phát sinh giao chiến, một chết một trọng thương, Mạnh Tán bị Mộc Phong giết chết. Mà Tiêu Lương do hoài nghi Mộc Phong là bị Hạ Tưởng sai khiến, cuối cùng giận chó đánh mèo Hạ Tưởng, tạo thành huyết án. Hiện tại Mộc Phong đã bị khống chế, đang tiến hành thẩm vấn sâu hơn. Đồng thời hoài nghi Mộc Phong cũng có động cơ ám sát Ngô Hiểu Dương, bởi vậy, quân ủy muốn thẩm tra Hạ Tưởng, vấn đề của Mộc Phong phải mời anh ta phối hợp điều tra một chút. Trần Hạo Thiên trong quan trường chìm nổi nhiều năm, đã sớm bồi dưỡng khả năng ứng đối, dù cho đối phương cố tình gây sự cỡ nào cũng không dễ dàng nổi giận. Thậm chí đối mặt những động thái bẩn thỉu của các đối thủ chính trị, ông ta cũng nhịn được, bởi vì ông ta tin tưởng thị phi đều có công luận, lịch sử sẽ trả lại cho ông ta một sự công bằng. Nhưng ông ta không thể tha thứ người khác tạt nước bẩn lên người Hạ Tưởng. Hơn nữa còn tạt theo cách vô liêm sỉ và không biết điểm dừng như thế. Trần Hạo Thiên ánh mắt rét lạnh như băng. Phó chủ nhiệm Cốc, trước khi anh nói chuyện, có suy nghĩ cặn kẽ chưa? Một câu này rất cứng rắn. Cốc Xương biến sắc. Bí thư Trần, lời này của ngài có ý gì? Là có ý gì? Trần Hạo Thiên, dầm, một tiếng vỗ mạnh lên bàn. Tôi còn đang muốn hỏi anh có ý gì? Cái gì gọi là ân oán cá nhân giữa Hạ Tưởng và Tiêu Lương? Tôi nói cho anh biết, Hạ Tưởng căn bản không biết Tiêu Lương là ai. Tiêu Lương là ai? Tiêu Lương là thuộc hạ thân tín do Ngô Hiểu Dương một tay đề bạt. Tôi không biết kết luận này anh điều tra từ đâu ra. Gò ép khiên cưỡng đem Mộc Phong cũng liên lụy vào. Mộc Phong là có quan hệ với Hạ Tưởng, Mộc Phong cũng có xung đột với Mạnh Tán, nhưng hai chuyện này không thể nhập vào làm một. Anh đem vụ của Hoa Vô Khuyết nói thành Tiêu Lương trả thù Hạ Tưởng, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tôi không tán thành cách nhìn của ngài, Bí thư Trần. Cốc Xương cũng không yếu thế nói lại. Quân đội điều tra rất công chính nghiêm minh, kỹ thuật thiết bị cũng rất tiên tiến. Là kết quả do tra xét rất nhiều nhân chứng vật chứng mà có. Cách nhìn nhận của ngài mặc dù có chút đạo lý, nhưng chỉ là phỏng đoán, không có căn cứ chứng minh. Trần Hạo Thiên bị thái độ cưỡng từ đoạt lý hơn nữa vô lại của Cốc Xương chọc giận, ông ta thiếu chút đã đuổi Cốc Xương cút xéo. Cố gắng khắc chế cảm xúc gần như mất đi kiểm soát của mình, trong lòng ông ta vô cùng buồn bực, qua nhiều năm làm chính trị, gặp qua rất nhiều sự tình vô liêm sỉ. Số quan chức đổi trắng thay đen nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với Cốc Xương cũng không ít, vì sao lại chịu không nổi Cốc Xương nói hưu nói vượn. Đều là do Cốc Xương chẳng những muốn che giấu tội của Ngô Hiểu Dương, còn muốn nhân cơ hội bôi đen Hạ Tưởng. Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể, Trần Hạo Thiên lại cười lạnh. Ý của Phó chủ nhiệm Cốc là, các anh mang đi trương lực, phụ của Hoa Vô Khuyết chìm xuồng, Ngô Hiểu Dương bình yên vô sự, trở về Bắc Kinh dưỡng thương. Tỉnh ủy lĩnh Nam quản giáo không tốt,
phải gánh vác trách nhiệm một phần vụ Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương. Cốc Xương không hề do dự gật đầu, một chút cũng không thấy xấu hổ. Đúng, sự thật đã rất rõ ràng. Lãnh đạo quân ủy rất tức giận, cảm thấy khiếp sợ và bất mãn đối với việc thư ký của lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Nam dám ám sát tư lệnh quân khu, hơn nữa tiếc cho việc tỉnh ủy Lĩnh Nam không tăng cường quản giáo đối với cán bộ đảng viên. Đồng thời, lãnh đạo quân ủy còn chỉ thị, hy vọng Phó Bí Thư Hạ có thể phối hợp điều tra. Nghe nói Phó Bí Thư Hạ chẳng những quan hệ không tồi với Mộc Phong, còn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Trương Lực, cũng rất cần thiết mời Bí Thư Hạ ra mặt làm sáng tỏ nhiều sự việc. Quả thật là được đằng chân lân đằng đầu, Trần Hạo Thiên thiếu chút nữa không khống chế được mà mắng một câu. Đánh cái rắm chó nhà ngươi. May mà nhịn xuống, từ khi ông ta lên trước tới cấp cục, câu mắng chửi thô tục này cũng biến mất khỏi miệng ông ta. Nhưng hôm nay trong lòng giận dữ, liền không chút do dự thầm tặng nó cho Cốc Xương. Tôi không cho rằng Bí Thư Hạ cần phải ra mặt giải trình. Anh ta là người bị hại, ý kiến của tôi là, quân khu Dương Thành phải cho tỉnh ủy Lĩnh Nam một lời giải thích, vì sao lại có quân nhân tạm thời trong quân khu Dương Thành đến Hoa Vô Khuyết ám sát cán bộ tỉnh. Tôi không cho rằng quân khu Dương Thành có trách nhiệm báo cáo giải thích với tỉnh ủy Lĩnh Nam, ngược lại, tỉnh ủy Lĩnh Nam cần phải giải thích với quân khu Dương Thành. Cốc Xương một bước cũng không nhường. Trần Hạo Thiên đứng lên. Cốc chủ nhiệm, mời trở về đi, tôi sẽ trực tiếp báo cáo với Tổng Bí Thư. Cốc Xương đứng lên. Nếu Bí Thư Trần không phối hợp công việc của quân đội, tôi cũng sẽ xin chỉ thị từ quân ủy, nếu cần thiết, sẽ trực tiếp đến bệnh viện gặp Bí Thư Hạ. Trần Hạo Thiên khoát tay. Không cần, tôi đã phái cảnh vệ nghiêm mật bảo hộ an toàn cho Bí Thư Hạ, không để quân đội tiếp cận anh ta, miễn cho lại xuất hiện những việc không đoán trước được. Ngụ ý chính là hoàn toàn không hề sợ quân đội, cũng nói rõ cho Cốc Xương biết, xin lỗi nhé, muốn tiếp cận Hạ Tưởng, trừ phi động võ. Cốc Xương sắc mặt thay đổi. Bí Thư Trần, thật sự không muốn thương lượng. Trần Hạo Thiên không trả lời Cốc Xương nữa, khẽ vung tay. Mời. Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Cốc Xương sắc mặt xanh mét, xoay người bước đi. Vừa đến trước cửa lại chợt ngừng. Trước cửa xuất hiện hai người, một là Cổ Thu Thật, một là Quý Trường Hạnh. Cổ Thu Thật không nói lời nào, cũng không để ý tới Cốc Xương, xem gã như không tồn tại, lách người đi qua. Quý Trường Hạnh ngược lại giơ tay ngăn cản đường đi của Cốc Xương. Cốc Xương, xin dừng bước, tôi có lời muốn nói. Cốc Xương nhận ra Quý Trường Hạnh, nếu trong quân đội cấp cao có người không biết đến gia tộc họ Quý, không biết Quý Trường Hạnh, chẳng khác nào sống uổng phí. Gã hơi chần chừ, vẫn là dùng nghi thức quân đội chào Quý Trường Hạnh. Chào ngài Quý. Quý Trường Hạnh khẽ gật đầu, cũng không bắt tay Cốc Xương. Vừa rồi anh nói chuyện với Bí Thư Trần, tôi cùng Thu Thật vô ý nghe được một chút, anh kiên quyết muốn Hạ Tưởng phối hợp quân đội điều tra. Cốc Xương không hiểu thái độ của Quý Trường Hạnh, không giống giận, lại càng không giống ủng hộ đề nghị của gã, nhưng nhớ đến mưu kế có được trước khi gã đến Lĩnh Nam, vẫn như cũ kiên định gật đầu. Đúng vậy. Được. Quý Trường Hạnh lớn tiếng khen ngợi, nói một câu vô cùng khẳng định khiến Trần Hạo Thiên và Cốc Xương đều chấn động. Tôi thay Hạ Tưởng đáp ứng anh, hơn nữa tôi còn đề nghị, tốt nhất đồng chí Hạ Tưởng trực tiếp vào Bắc Kinh đối mặt lãnh đạo quân ủy, đem vấn đề nói cho rõ ràng. Trần Hạo Thiên thoáng chốc sợ ngây người, để Hạ Tưởng vào quân ủy Bắc Kinh, đừng nói có thể giải thích rõ vấn đề, không một đi không trở lại đã là tốt lắm rồi. Quý Trường Hạnh chẳng lẽ bởi vì cái chết của Quý Như Lan nên giận chó đánh mèo Hạ Tưởng mới có thể nói như vậy. Lời Quý Trường Hạnh vừa nói cũng khiến Cốc Xương hoảng sợ. Kỳ thật Cốc Xương trước khi đến đã được người hiến kế, chính là nếu có khả năng, lấy lý do phối hợp điều tra mời Hạ Tưởng vào Bắc Kinh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải trước đem nước bẩn tạt lên người Hạ Tưởng. Việc tạt nước bẩn, Cốc Xương đã làm được. Vốn định ngay mặt đề xuất với Trần Hạo Thiên mời Hạ Tưởng vào Bắc Kinh đến quân ủy phối hợp điều tra, nhưng thái độ của Trần Hạo Thiên vô cùng kiên quyết, một bước cũng không nhường, gã cũng không dám nhắc lại, chủ yếu là còn chưa kịp nhắc lại đã bị Trần Hạo Thiên hạ lệnh đuổi khách. Cốc Xương tuy rằng thái độ cứng rắn, không sợ thân phận ủy viên bộ chính trị của Trần Hạo Thiên, nhưng trước mặt Trần Hạo Thiên cũng không dám quá mức làm càn. Vừa tính quay về xin chỉ thị mới quyết định sau. Không ngờ Quý Trường Hạnh lại trực tiếp dâng tặng một phần quà miễn phí cho gã, khiến gã vui mừng quá đỗi. Kỳ thật tuy rằng Hạ Tưởng bị thương trong vụ oanh tạc, dường như là người bị hại, nhưng nếu lật ngược lại chuyện này, đổi trắng thay đen,
hoàn toàn có thể lấy điều này làm lý do đem Hạ Tưởng đưa tới Bắc Kinh, lấy danh nghĩa phối hợp điều tra, liên hệ chuyện Hạ Tưởng qua lại mật thiết với quân đội dẫn đến việc Trung tướng Tư lệnh bị ám hại, sau đó buộc tội Hạ Tưởng lấy thân phận cán bộ địa phương can thiệp vào sự vụ quân đội. Nếu nói được thỏa đáng, thậm chí có thể khiến Hạ Tưởng bị miễn chức suốt đời. Việc chính trị, vốn dĩ luôn là thủ đoạn đổi trắng thay đen, chỉ xem ai cao minh hơn, ai dựng chuyện giỏi hơn. Ngô Hiểu Dương bị ám hại, Trương Lực cũng chút giận được phần nào, nhưng hậu quả nghiêm trọng nảy sinh đã rẽ sang một hướng khác mà đa số mọi người đều không thể đoán trước được. Bởi vì quân đội có cao nhân chống lưng, sau khi vụ việc xảy ra đã cả đêm không ngủ, tính kế tỉ mỉ đào sẵn hố to dành cho Hạ Tưởng, chuẩn bị chôn sống anh ta. Cao nhân phía sau chẳng những muốn nhân dịp này thay Ngô Hiểu Dương lật lại bản án, thậm chí còn muốn mượn cơ hội bảo vệ Ngô Hiểu Dương, để Ngô Hiểu Dương lấy danh nghĩa trọng thương mà được miễn tội, sau đó thong dong hóa giải vụ Ngô Hiểu Dương vì hủ bại mà sắp bị giải trừ. Tiếp theo đem toàn bộ sự kiện điểm mấu chốt nói thành do ân oán cá nhân giữa Mộc Phong, Tiêu Lương và Mạnh Tán mà dẫn đến phản ứng dây chuyền, cuối cùng đem toàn bộ nguyên nhân dẫn đến hết thảy hậu quả nghiêm trọng này đổ lên đầu Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cho dù không chết cũng sẽ bị bôi đen. Có thể nói, sau khi cao nhân phía sau cùng lãnh đạo quân ủy thảo luận, kế hoạch vạch ra vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên trước đó có hai điều mấu chốt cần làm, trước tiên khống chế được Trương Lực, sau đó bắt Mộc Phong. Chỉ cần Mộc Phong và Trương Lực hai miệng một lời đồng thanh cấu xé Hạ Tưởng chết chắc. Đương nhiên, cao nhân phía sau màn cũng biết, muốn Mộc Phong chỉ ra Hạ Tưởng rất khó. Nhưng để Trương Lực chỉ ra Hạ Tưởng là chủ mưu vụ ám sát Ngô Hiểu Dương, hẳn là khó khăn không lớn. Thứ quân đội có chính là thủ đoạn khiến Trương Lực phải khuất phục. Hiện tại, Mộc Phong đã bị quân ủy khống chế, có mà chạy đằng trời, còn Trương Lực tuy bị người của Cốc Xương mang đi, nhưng vẫn được thân tín của Hứa Quan Hoa nghiêm mật giám thị, không thể áp dụng thủ đoạn với Trương Lực, mà Trương Lực cũng sống chết không mở miệng, cái gì cũng không chịu nói, đồng nghĩa hai điểm mấu chốt vẫn chưa đạt được bước tiến triển đột phá nào. Khiến Cốc Xương cảm giác khá thất bại. Trước khi Cốc Xương đến đã được lãnh đạo quân ủy ân cần chỉ điểm. Gã cũng rõ ràng, Ngô Hiểu Dương và lãnh đạo quân ủy quan hệ chặt chẽ, Ngô Hiểu Dương bị ám hại, lãnh đạo quân ủy cực kỳ tức giận, thậm chí ở quân khu Dương Thành khi ấy còn có quan chức dưới trướng Ngô Hiểu Dương tuyên bố bằng bất cứ giá nào phải giết bằng được Hạ Tưởng, thậm chí cả lãnh đạo quân ủy cũng vỗ bàn ném ly, chỉ trích Hạ Tưởng khinh người quá đáng. Nhưng vụ Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương đến tột cùng có phải do Hạ Tưởng chủ mưu hay không, tạm thời còn chưa có kết luận điều tra. Nhưng quân ủy cấp cao ủng hộ Ngô Hiểu Dương đều một mực cho rằng nhất định do Hạ Tưởng cổ suý Trương Lực gây nên. Khi đó hội nghị quân ủy ầm ĩ một trận, sau khi tan họp, quân ủy cấp cao ủng hộ Ngô Hiểu Dương đã bí mật gọi điện cho quân khu Dương Thành, yêu cầu lập tức bắt tay vào điều tra chân tướng vụ việc, đòi lại công bằng cho Ngô Hiểu Dương. Trước khi Cốc Xương đến Dương Thành, cũng biết ở Dương Thành nhất định sẽ gặp thế lực hùng mạnh cản trở, chưa kể tới thân phận ủy viên Bộ Chính trị của Bí thư Trần Hạo Thiên ở tỉnh ủy Lĩnh Nam cùng với sự che chở mà ông ta dành cho Hạ Tưởng. Chính bản thân Trương Lực cũng là một trong những thư ký hiện tại của Mễ Kỷ Hỏa, có thật sự là thư ký tiền nhiệm không còn phải đặt dấu chấm hỏi. Vừa lúc trước khi Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương, gã bị Mễ Kỷ Hỏa đổi người, là trùng hợp hay là cố ý cũng không biết chắc, toàn bộ đều là những chuyện phiền toái to lớn. Bởi vì Mễ Kỷ Hỏa là người tin cần hiện tại của Tổng Bí Thư. Một vụ ám sát liên lụy tới Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là một trong những lực lượng hậu bị được Tổng Bí Thư coi trọng, lại là trung tâm của thế lực gia tộc và Mễ Kỷ Hỏa, giờ còn kéo theo cả dòng họ Quý. Hiện tại Trần Hạo Thiên cũng tự mặc giáp ra trận, lại có cổ thu thật đích thân tới Lĩnh Nam. Lĩnh Nam sẽ trở thành nơi bão táp khuấy động. Cốc Xương tưởng rằng ngày đầu tiên giao chiến sẽ không có thu hoạch gì. Vốn định quay về tìm viện binh. Hoặc là tìm kiếm chút đột phá từ trên người Mộc Phong hoặc Trương Lực, không ngờ Quý Trường Hạnh xuất hiện lại mang đến biến chuyển kinh người. Cốc Xương có chút không dám tin vào lỗ tai mình. Ngài Quý, điều này, là thật. Thế nào, tôi đã từng nói dóc qua sao? Quý Trường Hạnh sắc mặt trầm xuống. Cốc Xương, anh có thể đi rồi, đem ý kiến của tôi truyền đạt lên cấp trên. Tôi cũng nhiều năm không hoạt động gân cốt, vừa lúc cảnh xuân rực rỡ, Phó Bí Thư Hạ đến Bắc Kinh. Tôi cũng sẽ đi cùng anh ta. Bắc Kinh. Mùa xuân ở Bắc Kinh thật ra còn lâu mới tới, so với nắng xuân chan hòa thậm chí giạt rào tiết hè ở Dương Thành, gió xuân ở thủ đô vẫn hơi lạnh. Gió xuân hơi lạnh cũng có lợi, có thể khiến người tỉnh táo. Bên trong tòa nhà quân ủy màu xám, vô số quân lính ra ra vào vào,
cảnh tượng vội vàng. Nếu như đến gần một chút, có thể nghe rõ cả tiếng ồn huyên náo từ bên trong truyền ra. Có tiếng tranh cãi, có tiếng đập bàn, có lời thăm hỏi họ hàng tổ tông, còn có sự uy hiếp đe dọa. Tóm lại, bình thường quân ủy nghiêm túc trang trọng, là cơ quan quân sự quyền lực cao nhất trong nước, hiện đã mất đi sự bình tĩnh và uy nghiêm thường thấy, giống như chiến tranh sắp đến vô cùng khẩn trương, hỗn loạn không chịu nổi. Tuy nhiên, quân ủy rốt cuộc vẫn là quân ủy, cho dù hỗn loạn, cũng là hỗn loạn trong trật tự. Lão cổ ngồi trong văn phòng, khẽ nhắm mắt, mấy người đứng trước ông ta, quân hàm cao đến dọa người, không phải thiếu tướng cũng là trung tướng, thậm chí còn có thượng tướng, nhưng trước mặt lão cổ bọn họ đều không dám hé răng nói một lời, thái độ cung kính tựa như lính quèn gặp trưởng quan. Cũng đúng, lão cổ từng là trưởng quan của họ, từng dẫn dắt bọn họ từ một lính quèn từng bước đi tới ngày hôm nay. Ông cụ trước mắt này tuy mái tóc đã hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng với bọn họ vẫn là nhân vật máu mặt khiến người kính ngưỡng và khâm phục như cũ. Ngài cổ, xin ngài bớt giận. Một gã trung tướng mở miệng khuyên nhủ. Tôi không giận. Lão cổ đột nhiên mở to mắt, đứng phắt dậy. Tôi không phải giận, tôi là mừng. Hiện tại có người e sợ xã hội không loạn, điên đảo trắng đen, muốn hô phong hoán vũ, nhưng tôi còn chưa chết. Miệng nói là mừng, đương nhiên ý nghĩa ngược lại. Sau khi lão cổ biết được quân ủy ủng hộ Ngô Hiểu Dương và những suy tính của họ, thoáng chốc giận tím mặt. Lúc ấy đã đi tìm đối phương lý luận, kết quả đối phương cũng khá hiểu chuyện, biết không thể trêu tới lão cổ liền lặn mất tăm không ra mặt. Kết quả ngài cổ giận nhưng tìm không ra chỗ chút, có lý nhưng không chỗ biện bạch, an vị ở quân ủy không rời đi một bước. Nếu phân chia theo bè phái, thế lực lão cổ ở quân ủy là phái chủ chiến, chủ trương đối ngoại cứng rắn, thậm chí vài lần đề xuất chiến tranh ở Nam Hải và Đông Hải, tỏ rõ oai phong của quốc gia. Chỉ tiếc, gần như mỗi một người dân đều hiểu, những năm gần đây phái chủ chiến vẫn không thể chiếm thế thượng phong trong quân đội. Do người tiền nhiệm kiên trì bền bỉ chỉ đạo tư tưởng dĩ hòa vi quý, phái chủ hòa trong quân đội dần dần lớn mạnh, hơn nữa hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cũng đúng, Phùng Chiết Giang người dân chất phác, ôn hòa có thừa, tuy nhiên khí khái nam nhi không đủ, đàn hát thổi sáo đa tài đa nghệ nhưng lại khuyết thiếu hào khí. Kết quả chính là mười mấy năm sau, không nuôi dưỡng ra sĩ khí, trái lại càng ngày càng lụi bại. Quân đội đổ đốn thành phong trào, tham gia quân ngũ trở thành đường tắt để thăng quan phát tài, ai nghĩ tới sứ mệnh bảo vệ tổ quốc thiêng liêng. Nam Hải không ổn định, Đông Hải nhiều thị phi, đừng nói quân ủy muốn kháng nghị hoặc hành động, ngay cả lên tiếng cũng không hề có. Mà tên sâu mọt Ngô Hiểu Dương, hao tổn hơn trăm mấy triệu dựng nên Nam Quốc Chi Xuân, mỗi ngày đắm chìm trong giấc mộng thiên hạ Thái Bình, lại đối với sóng gió đảo Nam Hải gần trong gang tấc vờ như không thấy. Thật sự nghĩ rằng quốc tế hòa bình, tổ quốc đất đai một mảnh phồn vinh, vĩnh viễn không có đạn đạo rơi xuống. Năm xưa bom đạn ném xuống đại sứ quán ta cùng việc ném xuống tổ quốc có gì khác nhau? Tấm gương nhà Ân còn đó, nhưng đã sớm bị phái chủ hòa để ở sau đầu, thật sự tự lừa mình dối người xem nó như một vụ oanh tạc nhầm rồi ư. Ngay cả lão cổ cũng hết cách với phái chủ hòa. Họ không khác cao su là mấy, không sợ đánh cũng chẳng sợ mắng, cũng không tranh cãi với lão cổ. Luôn giữ thái độ cung kính với lão, nhưng chính là không làm chính sự, khiến lão cổ rốt cuộc nổi trận lôi đình, quyết định hôm nay đóng đô ở quân ủy, đợi đối phương xuất hiện. Nếu vẫn không ra mặt, được thôi, ai cũng đừng mong yên ổn. Thuộc hạ thân cận của lão cổ chỉ có thể ở cạnh lão cổ. Tuy rằng tức giận khó nguôi, nhưng quyền quyết định và phát ngôn nằm trong tay người khác, bản thân chỉ đành kiềm chế, cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, vô cùng bất đắc dĩ. Gần giữa trưa, lại có tin tức mới truyền đến, phụ Ngô Hiểu Dương ở quân khu Dương Thành bị ám hại, bước đầu cho ra kết luận, là Trương Lực bị người sai khiến mưu sát Ngô Hiểu Dương, nhân vật phía sau gồm Mộc Phong và một cán bộ địa phương giấu tên. Thông qua chứng thật, ngày mai Phó chủ nhiệm Cốc sẽ cùng Trương Lực, Mộc Phong và cán bộ địa phương giấu tên trở về Bắc Kinh, tiến hành điều tra chi tiết phụ Ngô Hiểu Dương bị ám hại. Đồng thời, Ngô Diểu Dương cũng sẽ đi cùng, trị liệu ở Bắc Kinh. Ý kiến xử lý nội bộ quân khu Dương Thành chính là, với những cán bộ có liên quan, Mộc Phong bị cách chức, Hứa Quan Hoa tạm thời bị đình chỉ hết thảy chức vụ, tự phê bình kiểm điểm, xem tình tiết nặng nhẹ thế nào mới quyết định xử phạt. Ngô Hiểu Dương phản pháo thành công, toàn bộ thắng lớn. Tuy nhiên, sau khi nghe đến tin tức kể trên, cứ tưởng rằng lão cổ sẽ không kìm nổi giận dữ đi tìm Phó Chủ tịch Quân ủy nói rõ, không ngờ cơn giận của lão cổ thoáng chốc phụt tắt,
ngược lại mỉm cười đứng dậy. Đói bụng rồi, về nhà ăn sủi cảo nào. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, khó hiểu lão cổ sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Điện thoại đúng lúc vang lên, có người nghe xong liền đem điện thoại giao cho lão cổ. Lão cổ đón lấy điện thoại, bỗng nhiên cười ha hả. Ra rồi, sớm biết không nên bận tâm tức giận, đúng là tự tìm phiền não. Về nhà lấy ghế ngồi xem kịch vui mở màn nào, bảo cô bé Ngọc làm nhiều sủi cảo chút, có khách nhân tới cửa. Trải qua một ngày ròng rã, Dương Thành bị bóng đêm bao phủ. Có liên quan đến vụ án đánh bom Hoa Vô Khuyết, cùng với việc Ngô Hiểu Dương bị ám sát, cũng không trở thành đề tài nghị luận của dân chúng nhiều chuyện đầu đường xó chợ, cũng không tăng lên trình độ đứng đầu cho mọi người đàm luận trong giờ rỗi rãi. Có một số việc không cần cho thị dân biết rõ, không nên để dân chúng bàn tán, thị dân và dân chúng sẽ không biết chân tướng. Cho dù nghe được một số ít tin đồn vô căn cứ, vừa không chân thật lại rất xa xôi. Đương nhiên, cũng không thiếu gì nhân sĩ với vẻ mặt huyền bí hiểu rõ tình hình mà để lộ một phần chân tướng, lại gặp phải cảnh ngộ bị người khác cười nhạo, cho rằng ông ta cố làm ra vẻ huyền bí, ám sát cái gì, hiện tại là thời bình được không, nhân dân cả nước đại đoàn kết muôn năm, người Trung Quốc đại hòa bình muôn năm, không cần nói hưu nói vượn được không. Kết quả nhân sĩ biết tình tiết sự kiện nghẹn ngào không nói nên lời, đành phải đem chân tướng để trong lòng. Có đôi khi nói dối còn mạnh hơn lời nói thật, càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Không có biện pháp, thế sự đúng thực như vậy cũng không biết làm sao. Đừng nói chân tướng không bị dân chúng bình thường biết được, chính là phần lớn quân binh quân khu Dương Thành, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, sau khi quân ủy phái người đến, Mộc Phong bị quản chế nghiêm hơn, chẳng những tạm thời cách chức, hơn nữa còn có khả năng ra tòa án quân sự. Ngay cả Hứa Quan Hoa cũng bị tạm cách chức, giống như là bị mất hết quyền lực, kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa biết được, nhưng theo phỏng đoán, chỉ sợ rằng Mộc Phong và Hứa Quan Hoa đều không có kết cục tốt. Điều quan trọng cũng có một điểm làm cho người ta kinh ngạc, thân tín Mộc Phong và Quan Hoa, tất cả bị khống chế, không những tháo bỏ vũ khí, còn bị cấm không được ra ngoài, hơn nữa cũng không được có bất kỳ giao lưu thông tin với bên ngoài, dường như là một điểm báo cho một trận thanh trừ. Sĩ quan trung tầng trở lên đã từng trải qua sự kiện thanh trừ đều cho ra kết luận, chỉ sợ Mộc Phong và Hứa Quan Hoa không tránh khỏi số trời, quân ủy sẽ mượn Ngô Hiểu Dương bị đâm thọc phá làm cho to chuyện, đúng lúc dẹp yên tất cả thế lực thù địch trong quân khu Dương Thành, nói không chừng còn có thể đại khai sát giới. Càng làm cho người ta cảm thấy căng thẳng khó hiểu là, có tin đồn, thân tín Ngô Hiểu Dương ở quân khu Dương Thành, tổng cộng hơn 10 tên sĩ quan, thiếu tướng, đại tá trở lên. Đang muốn mượn sự kiện Ngô Hiểu Dương bị đâm, cố ý làm lớn sự kiện với quy mô lớn, muốn sự việc đại náo, hướng về phía Trung ương tạo áp lực, yêu cầu trừng phạt Hạ Tưởng hung thủ giết người. Dường như bên trong rung chuyển và bất ổn, vụ nổ bom ở Hoa Vô Khuyết bị người cố tình che giấu đi mất. Vốn sự kiện ác liệt Hạ Tưởng bị ám sát, Mộc Phong bị truy sát là cùng lúc xảy ra, nhưng một số nhân vật vô liêm sỉ phía sau màn thúc đẩy, lật lọng. Thành ra hắn xúi dục Trương Lực sát hại Ngô Hiểu Dương, cổ vũ Mộc Phong đánh lén, cuối cùng làm cho Tiêu Lương giận dữ liều mạng, muốn báo thù rửa hận với Hạ Tưởng. Logic của cao nhân phía sau màn là, Ngô Hiểu Dương bị đâm là án oan to lớn, Hạ Tưởng bị đánh bom là hắn tự làm tự chịu, là đáng đời. Trần Hạo Thiên lần đầu tiên phẫn nộ. Thu thật, tôi và anh cùng nhau vào Bắc Kinh. Trần Hạo Thiên tức giận bất bình nói. Có người hất nước bẩn vào tôi. Dẫm lên trên vai vị của tôi cũng liền nhịn, dù sao lịch sử sẽ chứng minh mọi thứ. Nhưng hiện tại có người đổi trắng thay đen, muốn một gậy đánh chết Hạ Tưởng, quá vô sỉ không bằng cầm thú. Cổ Thu Thật lại dường như không tức giận chút nào. Anh Hạo Thiên, tôi hiểu tâm tình của anh, thực ra với trí tuệ chính trị của anh, chuyện này cũng không đến mức làm cho anh giận dư, anh là lo lắng quá mà bị loạn. Trần Hạo Thiên bị giọng điệu không chút hoang mang của cô Thu Thật khiến cho mỉm cười. Tôi là lo lắng quá mà bị loạn, anh chẳng lẽ không quan tâm Hạ Tưởng? Còn nữa, lão quý làm thế nào liên kết Hạ Tưởng, vì sao ông ấy muốn thay Hạ Tưởng giải quyết, còn muốn theo Hạ Tưởng cùng nhau vào Bắc Kinh, ông ấy có ý tứ gì? Cũng không giáp mặt nói một cách rõ ràng. Quý Trường Hạnh tỏ thái độ với Cốc Sương vừa đi, ông ấy cũng không dừng lại, chỉ cùng Trần Hạo Thiên chào hỏi qua, cũng quay người đi, dường như ông ấy đến tỉnh ủy một chuyến. Chính là vì cùng Cốc Sương mặt đối mặt nói chuyện, dù là Trần Hạo Thiên hết sức buồn rầu, thật sự không rõ hành động C3 Quý Trường Hạnh có gì sâu xa.
Hạ tưởng tới Bắc Kinh như là dê vào hang cọp, mặc dù có tổng bí thư, có bốn đại gia tộc, còn có cổ thu thật, nhưng gần đây quân đội luôn luôn tự thành một thể. Nếu Hạ tưởng bị mang vào quân ủy cho dù là danh nghĩa với thái độ cung kính mà kính mời Hạ tưởng cũng không được, chẳng những sẽ bị hủy danh tiếng Hạ tưởng, nói không chừng thật đúng là có thể sử dụng thủ đoạn gì đó vu cáo hãm hại Hạ tưởng thành công, sát thật Hạ tưởng xúi dục Trương Lực ám sát Ngô Hiểu Dương. Như vậy đến lúc đó cho dù là Tổng Bí Thư ra mặt cũng không có cách nào bảo vệ Hạ tưởng. Chỉ cần khiến cho đối phương ngồi trước mặt để chỉ trích Hạ tưởng, chứng cứ giả tạo đủ rồi, khi đệ trình lên chân, đồng thời quân đội phối hợp ăn ý xuất hiện một số dị động, Hạ tưởng không chết cũng phải lột ra. Không thể không nói, cao nhân ở sau lưng vạch kế sách cho toàn bộ sự kiện, quả thật lòng lang dạ sói, muốn đưa Hạ tưởng vào chỗ chết. Hạ tưởng lúc này phải vào Bắc Kinh. Không phải cam chịu đối phương chỉ trích, không phải đánh mà đã khai, không phải tự chui đầu vào lưới sao. Dọc theo đường đi Cổ Thu Thật và Quý Trường Hạnh nói chuyện rất nhiều, trước khi lên xe Quý Trường Hạnh, ông ấy và Hạ Tưởng nói chuyện rất nhiều, nếu như nói hắn bày ra toàn bộ kế hoạch, thân phận của ông ấy chính là người ở giữa phối hợp, mà Quý Trường Hạnh lại là ô dù và phục bút của Hạ Tưởng. Lão Quý cùng Hạ Tưởng vào Bắc Kinh, cũng là vì chu toàn bảo vệ Hạ Tưởng. Có Lão Quý ở đây. Quân ủy cũng không dám làm gì Hạ tưởng. Cổ Thủ Thật cũng không phải cố ý che giấu kế hoạch của Hạ tưởng với Trần Hạo Thiên, mà là trong kế hoạch của Hạ tưởng, Trần Hạo Thiên cũng là một mấu chốt quan trọng. Hạ tưởng thực sự là muốn tự mình vào Bắc Kinh trực tiếp gặp lãnh đạo quân ủy. Đem sự việc nói một cách rõ ràng, cũng tiện gột sạch lời chỉ trích đối với hắn. Trần Hạo Thiên hiểu rõ gì đó. Hạ tưởng hành động theo cảm tính quá, hắn là vì Hứa Quan Hoa và Mộc Phong ra mặt. Nhưng bởi vậy, nói không chừng sẽ bị đối phương nắm được điểm yếu lui tới thân thiết của hắn và quân đội, không thể làm lớn chuyện, cũng có thể làm cho Hạ tưởng để lại vết nhơ chính trị. Hạ tưởng khẳng định còn có sách lược ứng đối. Cổ Thủ Thật cười đầy thâm ý. Tôi cũng theo hắn cùng vào Bắc Kinh có lão cổ, lại thêm một lão quý, hiện tại hai vị lão gia đồng thời xuất hiện ở quân ủy, cũng là một sự kiện trước nay chưa có. Trần Hạo Thiên cũng là bị Cốc Xương chọc giận không nhẹ. Hơn nữa bằng thêm lo lắng quá mức mà bị rối loạn, đầu óc có chút loạn, không có nghiền ngẫm ý vị sâu xa trong đó, Cổ Thủ Thật điểm một cái, ông ấy ít nhiều sắp xếp lại tư tưởng, mỉm cười. Đều bị tức đến hồ đồ, Hạ tưởng cũng là, có ý tưởng gì không cùng tôi trao đổi, cứ muốn để lão quý truyền đạt, hắn không biết tôi lo lắng cho hắn còn hơn lão quý sao. Cổ Thủ Thật mở một câu nói đùa. Hiện tại lão quý đúng là lo lắng cho Hạ tưởng còn hơn anh đó. Trần Hạo Thiên khó hiểu. Là sao? Hiện tại Quý Như Lan hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói, chỉ có người quan trọng nhất đối với cô ấy, mới có khả năng có thể làm cô ta tỉnh lại. Từ hành động cô đứng ra liều mình phân tích cứu giúp Hạ tưởng mà phân tích, hiện tại Hạ tưởng là người quan trọng nhất đối với cô ta. Cổ Thủ Thật đầy thâm ý mà cười. Trước khi đến Dương Thành, Cổ Thủ Thật lo lắng kinh khủng. Sau đó đi vào Dương Thành, tình thế hỗn độn, ông ấy sứt đầu mẻ chán. Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ tưởng chẳng những bình yên vô sự, còn tính trước kỹ càng, và sau khi cùng Hạ tưởng đàm luận sâu sắc, sự lo lắng của ông ấy mất hẳn, hiện tại đúng là một mảnh thư thái thoải mái. Là bởi vì vậy, mới nói đùa về Hạ tưởng và Quý Như Lan. Trần Hạo Thiên vừa nghe, đầu tiên sửng sốt, cũng là lập tức hiểu ý mỉm cười. Lão Quý diệu kế hàng Hạ tưởng. Cổ Thủ Thật tiếp theo câu. Đền con gái lại nợ ân tình. Không tốt, không áp phần, Thu Thật, anh lười biếng. Dù sao cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh hệ tiếng Trung, phải đối một vế đối mới được. Trần Hạo Thiên tâm tình cũng rất tốt, hiếm thấy cùng Cổ Thủ Thật cùng nhau nổi cơn chế giễu Hạ tưởng và Quý Như Lan, để người ngoài biết đường đường hai ủy viên Bộ Chính trị mang việc tư tình phụ nữ của Hạ tưởng ra nói giỡn, không chừng sẽ kinh ngạc đến rơi răng cửa. Sớm định sáng mai, sau khi chờ vết thương Ngô Hiểu Dương ổn định, quân ủy sẽ phải vận chuyển Ngô Hiểu Dương bằng máy bay vào Bắc Kinh, đến lúc đó Cổ Thủ Thật, Hạ tưởng, Quý Trường Hạnh cùng Mộc Phong, Hứa Quan Hoa sẽ cùng vào Bắc Kinh, như vậy thì các việc lộn xộn hôm nay, hẳn đến hồi kết sao. Trần Hạo Thiên cảm thấy bớt đi một gánh nặng to lớn, đứng dậy nói rằng. Đi, Thu Thật, tôi đưa anh đi thưởng thức một chút món ăn Quảng Đông chính cống. Cổ Thủ Thật tỏ vẻ khó xử. Anh có biết tôi thích ăn cay, không thích món ăn Quảng Đông. Không sao, nói cái gì cũng phải nếm thử. Trần Hạo Thiên nhiệt tình mời. Phải có dũng khí nếm thử mới biết.
cổ thủ thật đành chịu. Được rồi, nếu có người dừng lại, cho chúng ta có cơ hội ăn cơm, tôi cắn răng nếm thử một chút mùi vị món ăn Quảng Đông vậy. Không ngờ cổ thủ thật một lời cảnh cáo, vừa dứt lời, Lâm Song Bồng liền vội vàng tiến vào báo cáo. Bí thư Trần, bí thư cổ, có tình huống đột ngột. Vừa mới an lòng được chút giờ lập tức lại thấp thỏm, tâm tình tốt của Trần Hạo Thiên tức khắc thay đổi hẳn. Lại làm sao vậy? Quân khu Dương Thành điều động hơn 10 tên sĩ quan, gồm thiếu tướng và đại tá, dẫn người thẳng về phía bệnh viện, tuyên bố muốn đi gặp Hạ Tưởng đòi lại công bằng. Vừa rồi cục công an thành phố ra mặt chặn lại, thì vài cảnh sát xô sát bị thương ngay tại chỗ. Lâm Song Bồng thở hồng hộc, tốt xấu cũng là bí thư thành ủy Dương Thành, nhưng hiện tại cũng là không còn phong độ, tình thế rõ ràng nghiêm trọng. Cái gì? Trần Hạo Thiên và cổ thủ thật lập tức hoảng sợ. Hay thật, đối phương thật sự là mưu đồ độc ác, từng bước áp sát, cầm lông gà làm cung tiễn, thật muốn vu cáo hãm hại Hạ Tưởng là thủ phạm. Chưa từng thấy qua vu cáo hãm hại người khác cũng có thể trơ cháo đến nông nổi như vậy. Trần Hạo Thiên đập bàn đứng lên. Lập tức đi bệnh viện. Vừa quay đầu lại chỉ bảo Hạ Nam Sinh. Thông báo khu cảnh giới, lập tức điều động cảnh sát có vũ trang lên đường. Tôi và anh cùng đi. Cổ thủ thật cũng là nói gần từng tiếng. Phải nói, Trần Hạo Thiên ra mặt cùng quân đội chính diện đối đầu, cũng đã phiêu lưu mạo chính trị thật lớn, cổ thủ thật thân là người ngoài lĩnh Nam. Mặc dù thân phận là ủy viên Bộ Chính trị, nếu y đến nhúng tay vào bên trong điều động quân đội quy mô lớn, cũng có thể gánh chịu hậu quả chính trị cực kỳ nghiêm trọng. Tình thế đã tiên triển cấp bách, đối phương mang âm mưu quỷ kế phát huy tới tình cảnh không kiêng nể gì, y còn ngồi yên mặc kệ, nếu chẳng may Hạ Tưởng thật sự ở dưới tấn công của quan quân có sơ suất gì, y vĩnh viễn không thể đối mặt với lòng mình. Nam tử hán có cái nên làm có cái không nên làm, cổ thủ thật cắn răng một cái, liều mạng. Tôi cũng đi. Thời khắc mấu chốt, Mễ Kỳ Hỏa dũng cảm mà ra, sau khi nghe được tin tức, lập tức chạy tới. Nếu yêu cầu tạo thành bức tường người mới có năng lực bảo đảm an toàn cho Hạ Tưởng, tính cho tôi một phần. Xin bí thư Trần phê chuẩn, cũng tính cả tôi vào đó. Sau khi tin tức lan truyền ở tỉnh ủy, toàn bộ lãnh đạo tỉnh ủy bị chọc giận, hầu như toàn bộ ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều tập trung ở ngoài phòng làm việc Trần Hạo Thiên. Hạ Tưởng và Quý Như Lan vào ở chính là Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Bệnh viện Nhân dân tỉnh đệ nhất vẫn là thuộc về Bệnh viện tỉnh ủy, thiết bị điều trị hạng nhất, hoàn cảnh bệnh viện cũng vô cùng tuyệt đẹp, yên tĩnh. Hơn nữa Hạ Tưởng và Quý Như Lan đều ở trong phòng bệnh điều trị đặc biệt, cho nên khi tiếng ồn ào náo động quá lớn, Hạ Tưởng mới nghe được một chút. Hạ Tưởng nghe được, Quý Như Lan đương nhiên không nghe thấy, cô ta còn đang trong hôn mê. Cảnh tượng ngay lúc đó, Hạ Tưởng vẫn nhớ như in, lòng không thể quên. Hiện tại Hạ Tưởng mới có thời gian nghiền ngẫm nhớ lại cảnh tượng phát sinh trong nháy mắt lúc đó, lại lần nữa nhớ tới, vẫn là tâm trạng kích động. Quý Như Lan gây cho hắn quá nhiều kinh ngạc và cảm động. Thực ra ngay từ đầu khi đầu Quý Như Lan gây khó khăn đối với hắn, hắn cũng đã suy đoán ra Quý Như Lan ngoài là tùy hứng mà làm, kỳ thực sau lưng ẩn giấu huyền cơ. Hắn chỉ biết thủ đoạn chính trị che giấu dưới sự điêu ngoa. Vừa đanh đá chua ngoa lại vừa lưu tình, hơn nữa còn có thể tiến thối, nếu như Quý Như Lan quả thật là một người chủ tính tỉ mỉ, như vậy Quý Như Lan thật đúng là một nữ chính trị gia. Vài lần lại đọ sức, hắn dần dần hiểu rõ một chút gì đó, phía sau Quý Như Lan càn quấy, thực ra cũng là mặc nhận của nhà họ Quý, tức là nói, nếu Quý Như Lan là đóng vai mặt trắng, như vậy đợi khi sự việc không thể cứu vãn, nhà họ Quý ra lại ra mặt, sẽ đóng vai mặt đỏ. Nói cách khác, Quý Như Lan thực ra vẫn là tảng đá được nhà họ Quý ném ra để hỏi đường. Tuy nhiên bởi vì cô ta xinh đẹp như hoa lại đa tài đa nghệ, sẽ không là tảng đá bình thường, mà là viên ngọc thạch. Nhưng cho dù là một loại nào, bất kể cô có phải cam tâm tình nguyện xung phong ở phía trước hay không. Thành, là người có công, còn bại, là một người phụ nữ nhân có bản chất càn quấy như đã nói trên, cô đều là vật hy sinh. Một phụ nữ xinh đẹp. Lấy điêu ngoa và buông thả đến thủ đoạn chính trị, trừ khi là đàn ông mê sắc tâm nhược ví dụ như Trương Lực mới dính trưởng cô ta, với kiến thức của Hạ Tưởng, viên đạn bọc đường rất khó có được hiệu quả. Suy cho cùng Quý Như Lan là lúc nào ngầm nảy sinh tình cảm đối với hắn, Hạ Tưởng cũng không rõ. Vài lần vô tình cố ý trêu chọc, Quý Như Lan đáo để mạnh mẽ, vẻ mặt căng thẳng và kích động không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của hắn. Làm cho hắn hiểu, thực ra Quý Như Lan là một người phụ nữ chưa từng trải qua tình yêu.
Muốn nói hắn và Quý Như Lan chưa hề có một chút cảm tình, cũng là nói dối. Bất cứ một người đàn ông bình thường nào, khi đối mặt gần với cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ, đều khó tránh khỏi một chút rung động. Quý Như Lan tính tình như khoảng không u tối không biết đâu vào đâu, cùng với tính cách cô lúc nắng lúc mưa, thanh âm yêu kiều như liễu quyến rũ như rượu, là một người đàn ông đều sẽ động tâm hướng về. Nhưng Hạ Tưởng quả thật lại cố ý rời xa Quý Như Lan, không chỉ bởi vì hắn không muốn gánh vác khoản nợ tình, thực sự hắn còn không thích kiểu hành động Quý Như Lan, bất kể cô đúng là bị người sai khiến, hay tự cho là mình khôn ngoan, hắn cũng không thích một người phụ nữ quá mức ham thích chính trị. Hạ Tưởng cho rằng, Quý Như Lan cho dù có chút cảm tình đối với hắn, cũng chỉ giới hạn trong mong muốn khao khát mà không được đòi hỏi. Như khi đàn ông thì một người phụ nữ thì có khao khát chinh phục vậy, Quý Như Lan cũng muốn làm cho hắn quỳ dưới váy cô ta, chỉ tiếc hắn cũng không thích. Từ sau Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, ngoại trừ Vệ Tấn, hắn với Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì, với Phó Tiên Tiên lại động tình, lại yêu thương sâu sắc, cũng sẽ không còn cảm giác mối tình đầu. Nhưng khi Quý Như Lan dùng hết toàn bộ hơi sức trong cuộc đời đẩy hắn ngã xuống, khi muốn thay hắn đỡ bom, khi cô thốt ra lời nói thâm tình, trong nháy mắt nội tâm Hạ Tưởng rộng mở toàn bộ, bị lời nói thâm tình không than oán và ánh mắt làm việc nghĩa không cho phép chùn bước của Quý Như Lan kích chúng, trong lòng kích động lại là cái cảm giác mối tình giàu nồng đậm. Thực ra từ lúc trong viện truyền đến âm thanh khác thường, Hạ Tưởng đã muốn để Quý Như Lan chạy trốn từ cửa sau, cô ta lại khăng khăng không chịu, nói sao cũng muốn ở lại, còn nói nếu hắn sắp đặt xong mọi thứ rồi, thì cô theo hắn xem vở kịch hay. Lúc đó nói được rất là điềm tĩnh và tự tin, hắn thì cho rằng cô thực sự không sợ. Tình thế khẩn cấp, Hạ Tưởng cũng không kịp phải khuyên cô ta đi, chỉ lo được mỗi việc để cô mặc áo chống đạn vào, thì đám người Tiêu Lương đã xông vào rồi. Kết quả Tiêu Lương vừa lộ diện, Quý Như Lan liền lộ ra bộ mặt của cô bé con, sợ tới mức run rẩy, chui vào trong lòng hắn, không dám nhúc nhích nửa phần. Hạ Tưởng liền nghĩ cô thực sự sợ hãi, không ngờ vào lúc Lư Nghĩa động thủ bắn giết Tiêu Lương, thân mình cô ta bỗng nhiên không run nữa, nhưng cô và hắn ôm sát nhau, hương thơm ngọc ngà, xông thẳng vào mũi, khiến người đê mê, đồng thời. Cô im lặng ghé sát lỗ tai hắn, cười hì hì, nhỏ giọng nói. Anh lại vừa bị lừa, em cố tình không đi giả vờ sợ hãi, sau đó anh mới có thể ôm chặt em. Bao nhiêu lần Quý Như Lan cố tình trêu chọc và vô tình quyến rũ, Hạ Tưởng đều bất động, nhưng khi gặp phải đại dịch sống chết, cô lại dám mạo hiểm sự sống chết, chỉ vì muốn cùng hắn ôm một cái, cô là con ngốc hay là đáng yêu. Nhưng Hạ Tưởng rõ ràng là nhìn thấy được trên mặt cô rào rạt ánh hào quang chỉ có cô gái trẻ yêu lần đầu mới có. Tiếp đó, ngay trong lúc Lư Nghĩa và Lập Tống không ngừng cùng đám người Tiêu Lương đánh nhau, Quý Như Lan cũng không biết bị kích động hay là đứng trước bước đường cùng, càng có thể kích thích cô, khiến cô làm ra việc mà ngày thường không dám thử, cô liên miên nói liền mấy câu. Em thực sự thích anh rồi. Vốn không nên thích anh, nhưng em lại không kìm nổi. Anh cũng không ngốc, tại sao chưa từng nghe một câu? Một cô bé liên tục gây khó dễ cho một cậu bé, là bởi vì cô bé ấy thích cậu bé đó. Một người phụ nữ luôn làm khó một người đàn ông, là bởi vì cô ta đã yêu người đó rồi. Cũng chính là bởi vì Quý Như Lan dốc bầu tâm sự với hơi thở Như Lan và cái ôm tha thiết thủy mị, khiến cho Hạ Tưởng nhất thời phân tâm, bị sự quyến rũ của cô ta làm mê muội và nhất thời tâm loạn, nên thời khắc cuối cùng không kịp tránh một kích chí mạng của Tiêu Lương. Hạ Tưởng lưu lại chờ đợi Tiêu Lương, là bởi vì hắn biết rõ, chỉ có lấy chí lực, mới có thể khiến Tiêu Lương chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội của Ngô Hiểu Dương, nếu không cho dù là trận quyết đấu của Mộc Phong và Mạnh Tán, hay là Tiêu Lương đánh lén hắn, đều có thể bị Ngô Hiểu Dương lấy ân oán cá nhân mà che giấu cho qua, sau khi sự việc xảy ra muốn từ trong quân đội điều tra rõ ràng chân tướng, khó như lên trời. Hắn dự đoán là chính xác, hắn ở lại cũng thực sự đạt tới hiệu quả mong đợi. Nhưng Quý Như Lan bởi vì muốn thổ lộ hết tình cảm với hắn, phải trả cái giá thê thảm. Vào một khắc Tiêu Lương bổ nhào tới, Hạ Tưởng vốn định đẩy Quý Như Lan ra, đỡ thay cô, thời khắc khẩn cấp, đàn ông bảo vệ phụ nữ là trách nhiệm thiêng liêng. Nhưng Quý Như Lan cứ ôm lấy hắn không buông, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì dứt khoát. Bên trong ánh mắt của cô toát ra sự dứt khoát kiên quyết làm cho Hạ Tưởng áy náy tim đập dồn, vẻ mặt cô dứt khoát khiến Hạ Tưởng ảm đạm thất thần. Quý Như Lan luyện qua yoga, tuy rằng sức lực cô không bằng Hạ Tưởng, nhưng so với thân thể Hạ Tưởng thì dẻo dai hơn, cô cuốn lấy thân thể Hạ Tưởng, hơi ra sức, dưới chân Hạ Tưởng trợt một cái,
đã bị cô đẩy té ngã xuống đất. Mà cô, lại vừa đúng nằm đè lên trên người hắn. Trong nháy mắt bom bùng nổ, Hạ Tưởng và Quý Như Lan bốn mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn vào trong ánh mắt Quý Như Lan sáng lên như sao sớm sáng ngời, như bông hoa đẹp nhất đang nở ra, nhưng chỉ nở trong phút chốc. Hạ Tưởng thậm chí tinh tường đến nỗi nhìn thấy làn sóng xung kích khi nổ làm bay cả một góc bàn gỗ thật, bay thẳng tới va vào lưng sau của Quý Như Lan. Ánh mắt sáng ngời của Quý Như Lan trong nháy mắt tối sầm, giống như một ánh sao băng lóe lên, chỉ lướt qua rồi mất hút. Khi thần sắc trên mặt cô chẳng mấy chốc biến mất không thấy nữa, một ngụm máu tươi phun ra, Hạ Tưởng cảm thấy trước mắt một màu máu đỏ tươi. Sau đó, tất cả đều trở về sự tĩnh lặng. Có lẽ cảm giác tốt đẹp nhất chỉ hiện hữu trong một cái chớp mắt, Hạ Tưởng lúc này đang nằm ở phía trên giường bệnh, biết được tính mạng Quý Như Lan cũng không lo ngại, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ có thể nhớ lại tất cả mọi việc phát sinh lúc ấy, cũng không dám nghĩ Quý Như Lan có thể tỉnh lại hay không. Hắn đã từng cứu Cổ Ngọc, cứu Phó Tiên Tiên, đã cứu rất nhiều người, thế nhưng lần đầu tiên được một người điêu ngoa tùy hứng lại yêu hắn như mạng sống mình cứu mạng. Khi cô không chút do dự dùng sinh mạng quý báu chứng minh tình yêu trong đời cô, thì tất cả kiêu ngạo tất cả kiên trì trong Hạ Tưởng cũng trong phút chốc suy sụp hoàn toàn. Vô tình chưa chắc hào kiệt thật sự, tình yêu trong đời của Quý Như Lan, đáng để hắn phải rơi lệ, đáng để hắn vĩnh viễn khắc ghi tình nghĩa sâu nặng của cô. Hy vọng cô có thể sớm tỉnh lại, mọi thứ mạnh khỏe, Hạ Tưởng thu hồi suy nghĩ, hơi thở dài một tiếng. Thực ra Quý Như Lan vẫn rất ngốc, ngay lúc đó cô không nói nhiều với hắn như vậy. Không tùy hứng như thế, cô sẽ không phải bị thương. Chỉ có điều tùy hứng là cá tính của cô, cũng là điểm cô khác với mọi người. Âm thanh ồn ào bên ngoài càng ngày càng vang, Hạ Tưởng còn chưa mở miệng, Đường Thiên Vân liền đẩy cửa đi vào, vội vàng nói. Phó Bí Thư Hạ, quân khu Dương Thành xuất động hơn 10 người sĩ quan cấp cao, dẫn dắt mấy chục binh sĩ, xông vào bệnh viện, hét lớn muốn đòi lại công bằng. Hạ Tưởng trong nháy lửa giận bùng cháy, được. Có một số người đối với hắn thực sự là tốt không thể tốt hơn, gấp rút đến độ không đợi được đến ngày mai hắn tới Bắc Kinh, cứ nhất quyết giải quyết hắn ngay bây giờ. Chợt nghe bên ngoài truyền đến vài âm thanh đấm đá lẫn nhau, Lư Nghĩa và Lập Tống đã động thủ. Nhanh thật, đã tới gần cửa phòng bệnh, quân nhân đúng là quân nhân, bản lĩnh bảo vệ quốc gia không biết có hay không, bản lĩnh họp chúng gây sự đúng là không nhỏ, cảnh sát không dám quản, cảnh sát có vũ trang không thể trêu vào. Hay cho câu quân đội nhân dân. Hạ Tưởng, hôm nay anh không giải thích rõ, anh đừng mong yên tĩnh. Đừng nằm ở trên giường giả chết, chúng ta tới thay Tư lệnh Ngô đòi lại công bằng. Trừng phạt nghiêm khắc hung thủ giết người. Hạ Tưởng, mau ra đây. Hạ Tưởng cười lạnh lùng, ra hiệu mắt với Đường Thiên Vân, Đường Thiên Vân hiểu ý, lập tức lặng yên không một tiếng động từ cửa bên hông đi ra ngoài, sau đó, âm thầm đi hành động. Chăm sóc Hạ Tưởng chính là một cô y tá mặt tròn mắt to, khi cười còn có hai má lúng đồng tiền, lúc này sợ tới mức toàn thân run rẩy, bụng mặt trốn sang một bên. Hạ Tưởng duỗi tay ra về phía cô. Tiểu Băng, đừng sợ, đỡ tôi đứng dậy. Y tá Tiểu Băng chậm rãi xê dịch lại. Phó Bí Thư Hạ, người bên ngoài rất dữ tợn, có lẽ không nên đi ra ngoài. Phải đi ra ngoài, không thể làm rùa đen rút đầu, đúng không? Đàn ông làm việc phải có trách nhiệm. Nhưng mà, tôi không phải là đàn ông. Hạ Tưởng bị chọc cười. Cô đỡ tôi đi ra ngoài, bọn họ sẽ không động vào cô đâu, bọn họ đến là kiếm chuyện với tôi. Kiếm chuyện với cậu, chính là kiếm chuyện với tôi, chính là kiếm chuyện với nhà họ Quý. Tôi muốn nhìn xem, mười mấy thiếu tướng, đại tá, có dám quấy rối trước mặt nhà họ Quý không? Quý Trường Hạnh nghiêm giọng, bước chân kiên quyết, mặc dù tóc hoa râm đầy đầu. Dáng người cũng không cao to, nhưng khí thế ưỡn ngực hiên ngang, cả đời trải qua nhiều kinh nghiệm sóng gió, vẫn như xưa làm người ta không dám khinh thị nửa phần. Ai muốn đi vào phòng này, trừ khi bước qua người của tôi. Quý Trường Hạnh luôn ôn hòa, nay rõ ràng đã giận dữ. Lão Quý trước khi xuất hiện, Lư Nghĩa và Lập Tống đã cùng đối phương giao đấu mấy lượt. Đối phương tuy rằng người đông thế mạnh, vừa có sĩ quan lại có binh sĩ. Nhưng Lư Nghĩa và Lập Tống vừa mới trải qua cuộc chiến sinh tử, há lại sợ hãi. Đối phương thô bạo mà ngang tàng bạo ngược đẩy nhân viên hộ lý đang ngăn cản ra, lại đẩy ngã thêm nhân viên công tác tỉnh ủy té xuống đất, những chỗ đi qua, như quỷ vào thôn, mấy cảnh vệ có trách nhiệm bảo vệ an nguy của Hạ Tưởng, vừa lên ngăn cản, đối phương liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ỉ vào người đông thế mạnh,
hai quyền ba cước đánh ngã cảnh vệ. Kiêu ngạo và cuồng vọng, đâu phải là bản sắc quân đội nan sáu dân, quả thực chính là một đám binh lính càn quấy. Thấy sắp xông vào phòng bệnh Hạ Tưởng, Lương Nghĩa và Lập Tống sao có thể để mặc đối phương ý làm càn. Bọn họ hiểu rõ, chỉ cần xông vào phòng bệnh Phó Bí Thư Hạ, không biết sẽ phát sinh kết quả gì không thể tưởng tượng được, không nói hai lời liền động thủ. Đối phương tuy rằng đông người, nhưng chưa phải là đối thủ của Lương Nghĩa và Lập Tống. Chẳng qua được cái nhiều người, Lương Nghĩa và Lập Tống đánh ngã đối phương 7-8 người cuồn cuộn không ngừng mà xông lên tới, bộ dạng rất là thề không bỏ qua. Hai tay khó địch bốn tay, Lương Nghĩa và Lập Tống liền có chút khó chống đỡ. Mắt thấy sắp bị đối phương đột phá phòng tuyến, thì Lão Quý hiện thân. Quân nhân oai nghiêm hùng dũng xuất hiện tại bệnh viện, tổng cộng có vài chục người. Đi đầu là một gã thiếu tướng, tên là Minh Vạn Viên, là dòng chính của Ngô Hiểu Dương, ngoài ra tùy tùng đi theo thiếu tướng có 5-3 tên, đại tá 7-8 gã, còn có 10 tên trung tá, rồi cộng thêm sĩ quan tướng sĩ dưới bậc trung tá, nhân số vượt quá 50 người. Có mấy chục binh lính ở ngoài cửa bệnh viện canh gác, ngoài là canh gác, thực ra là trấn giữ cửa chính để phòng nhân viên tùy ý ra vào, chẳng khác nào là muốn đem Hạ Tưởng trực tiếp ép cho chết ở bên trong bệnh viện. Không thể không nói, chiêu này hết sức độc địa, ý đồ của hành động này của đối phương chính là muốn ở bên trong bệnh viện đánh Hạ Tưởng vài côn, cho dù chết hay sống, đánh trước nói sau. Sự tình binh lính tụ họp gây náo động, tuy là không đưa tin, nhưng cũng không hiếm thấy. Tính kỷ luật tính tổ chức của quân nhân rất chặt chẽ, sự trung thành đối với lãnh đạo thượng cấp vượt xa tưởng tượng bên ngoài. Nếu như nói Ngô Hiểu Dương thực sự là bị Hạ Tưởng phía sau màn sai khiến Trương Lực ám sát, như vậy thủ hạ Ngô Hiểu Dương tự phát tổ chức, chạy ào vào bệnh viện, hành hung Hạ Tưởng một trận, thậm chí ngay tại chỗ đánh Hạ Tưởng bị thương nặng, cũng chỉ là sự kiện ngẫu nhiên xảy ra bên trong quân đội mà thôi. Sau đó, có lẽ chỉ sẽ xử lý vài tên cầm đầu, còn lại những nhân viên theo đuôi có khả năng sẽ chuyện cũ bỏ qua. Sự thật lại là, chẳng những Hạ Tưởng không phải thủ phạm bí mật phía sau màn ám sát Ngô Hiểu Dương, ngược lại Ngô Hiểu Dương mới là hung thủ thật sự phía sau màn có ý đồ mưu sát Hạ Tưởng, đổi trắng thay đen không tính đi, còn muốn mượn danh nghĩa đổi trắng thay đen hành xử chính nghĩa trái pháp luật, thì chính là thiên hạ đệ nhất vô sỉ. Trần Hạo Thiên ở lĩnh Nam nhiều năm, chưa bao giờ từng có tiếp xúc chính diện cùng quân đội, càng chưa từng có đối đầu, hôm nay rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi, muốn cùng đối phương giáp mặt giằng co. Khi đám người Trần Hạo Thiên đuổi tới, cửa chính bệnh viện đã bị binh sĩ chiếm đóng. Mấy chục binh sĩ xếp thành hàng dài, với súng thật đạn thật, gắt gao trấn giữ cửa chính bệnh viện, không cho phép vào lại càng không cho phép ra, cứ y như là bệnh viện đang được quân sự quản chế không bằng. Thái độ binh sĩ mãnh liệt, tất cả mọi người không được tới gần bệnh viện, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thì ngay cả xe cảnh sát mở đường của Trần Hạo Thiên cũng bị cản lại. Trần Hạo Thiên nổi giận, đáng lẽ gặp phải tình huống này, với thân phận của ông ta căn bản là không cần xuống xe, ngày hôm nay ông ta phải chính diện phát huy một lần, lập tức đẩy cửa xuống xe, đi nhanh tới trước mặt binh sĩ. Ai cho các anh có quyền hạn mang quân đội các anh đến đây tác oai hả? Đại bộ phận canh cửa chính đều là binh sĩ, người dẫn đầu chỉ là quân hàm thiếu tá, cũng xui cho y lại không nhận ra Trần Hạo Thiên, càng không nghĩ tới Trần Hạo Thiên đường đường là ủy viên Bộ Chính trị lại đích thân ra mặt, chỉ cho rằng Trần Hạo Thiên là một thư ký, liền nói giọng rất thô. Ông là ai, không thấy được hiện tại bệnh viện đang được quân đội tiếp quản sao? Nhanh chóng tránh ra, coi chừng ngộ thương. Trần Hạo Thiên vung tay lên. Anh bảo tất cả binh sĩ lập tức lui ra. Ông nói lui là lui hả, hang nghinh là cái thá gì? Thiếu tá bị người xúi dục, thực sự nghĩ rằng Hạ Tưởng là hung thủ giết người phía sau màn, đang nghẹn một hơi, cho nên nói liền vọt câu này. Bắt tất cả lại. Trần Hạo Thiên chưa từng oai phong giống như hôm nay, vung tay lên, hướng về phía cảnh sát có vũ trang ra lệnh. Nếu có phản kháng, bất chấp tất cả. Chẳng khác nào hạ mệnh lệnh giết hết không cần phải nói. Thiếu tá sợ ngây người, mới chú ý tới mấy chiếc xe tải đi theo phía sau, từ trên xe tải nhảy xuống trăm tên cảnh sát võ trang có vũ trang hạng nặng. Ngẩn ngơ qua đi, thiếu tá tự cao cho rằng bên mình có lý, lại cho rằng đối phương không dám làm gì y, liền hướng phía sau vung tay lên. Toàn đội chú ý, tăng cường phòng ngự. Có lẽ tư thế y vung tay quá chuyên nghiệp, rất giống tư thế rút súng, lời y còn chưa dứt, thì nghe được có người cấp bách hô một tiếng. Bí thư Trần bị tập kích, động thủ.
Đại não thiếu tá chỉ kịp phản ứng nửa nhịp, vừa mới lóe ra ý niệm trong đầu bí thư Trần là ai, tức khắc mất đi khả năng suy nghĩ. Xa xa một tiếng súng vang qua đi, một viên đạn vô cùng chuẩn xác mà bắn ngay trán của y. Chúng ngay đầu. Nói đùa, đường đường là lực lượng cảnh vệ của ủy viên Bộ Chính trị, khi gặp khủng bố, tay súng bắn tỉa rất nhạy với mệnh lệnh. Huống chi, hôm nay đi cùng Trần Hạo Thiên xuất hành, không chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị, còn có 7-8 quan chức cấp cao tỉnh ủy cục. Thân hình thiếu tá cứ thế ngã trên mặt đất, bùm, một tiếng, ngay tại chỗ chấn động toàn bộ binh lính. Binh lính còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị cả đoàn cảnh sát có vũ trang bao vây kín mít không chỗ hở. Khi Viên Vạn Minh mắt thấy sắp đại công cáo thành, là lúc có thể bắt được Hạ Tưởng rồi, nhưng Quý Trường Hạnh từ nơi nào vọt ra, gã không khỏi vừa tức vừa giận, thầm kêu lên một tiếng xui, thậm chí trong lòng còn đang mắng một câu, già sao không chết quách đi. Sau đó kính chào theo nghi thức quân đội, Viên Vạn Minh phản đối nói. Lão Quý, sự tình hôm nay là anh em trong quân khu muốn cùng với Hạ Tưởng tính sổ, không liên can tới ngài, mời ngài nhấc cao bàn chân ngọc ngà, không nên nhảy vào vũng nước đục. Tôi vừa mới nói qua, muốn vào phòng, có bản lĩnh thì bước qua người tôi mà đi. Không thì, mới về cho. Quý Trường Hạnh tuy rằng trong cơn giận dữ nhưng vẫn là duy trì kiềm chế thích hợp, là truyền nhân thế gia, ông ấy tu dưỡng tốt hơn nhiều so với binh lính cản quấy trước mắt. Lão Quý, tôi kính ngài là tiền bối, nhưng anh em thủ hạ tức giận khó bình, nếu như làm ầm ĩ lên, tôi sợ không khống chế được bọn họ. Viên Vạn Minh quanh co đe dọa nói. Bốp! Quý Trường Hạnh cuối cùng không thể nhịn được nữa, giương tay đánh Viên Vạn Minh một bạt tai. Anh là cái thá gì, đứng trước mặt tôi không biết lớn nhỏ. Dù cho Ngô Hiểu Dương thấy tôi, cũng không dám làm càn. Viên Vạn Minh không ngờ bị đánh một bạt tai, buồn bực xấu hổ thành giận. Quý Trường Hạnh, ông đừng cậy già lên mặt, tôi nể ông tuổi tác đã cao, chứ không phải thật sự sợ ông. Nói cho ông biết, nếu ông không tránh ra, đừng trách tôi không khách khí. Anh muốn không khách khí thế nào? Theo sau liền vang lên âm thanh uy nghiêm ẩn chứa sự tức giận của Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên dẫn đầu, theo sát phía sau chính là Cổ Thủ Thật, cùng với một đoàn thường ủy tỉnh ủy Lĩnh Nam, bao gồm Chủ tịch tỉnh Mễ Kỷ Hỏa, Phó Chủ tịch tỉnh Thân Gia Hậu, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Trì Vĩnh Lệ, Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh ủy Trường Ti Anh, Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công an tỉnh Ngưu Nguyên Hải, Trưởng ban Thư ký tỉnh ủy Lưu Kim Nam, Bí thư Thành ủy Dương Thành Lâm Song Bồng, ngoại trừ Diệp Thiên Nam còn đang ở Bắc Kinh chưa về, Chỉ Bình Phàm và Thi Khải Thuận không thường ở văn phòng tỉnh ủy, hễ là lãnh đạo tỉnh ủy có mặt ở văn phòng tỉnh ủy, toàn bộ tập trung đông đủ. Xu thế lớn, khí thế kinh người, tuy rằng số người không bằng với đám đại tá và thiếu tướng của quân khu Dương Thành, nhưng về cấp bậc thì cao hơn đám quan quân quân khu rất nhiều. Khí thế Viên Vạn Minh bị kiềm hãm, vừa thấy Trần Hạo Thiên và Cổ Thủ Thật song song lộ diện, thì liền rõ hôm nay việc không được tốt rồi, nhưng phải lập tức chịu thua cũng quá mất mặt, liền vẫn mạnh miệng nói. Bí thư Trần, quân khu quân đội chính là đều vì tư lệnh Ngô đòi lại công bằng, muốn tìm phó bí thư Hạ cho lời giải thích, xin bí thư Trần chủ trì công đạo. Muốn cho ông ấy vào trong ư? Trần Hạo Thiên âm thầm cười nhạt, bước chân vững vàng, đi nhanh tới trước mắt. Ai muốn có lời giải thích, đứng ra. Lập tức liền có một người đứng ra, là một đại tá. Tôi. Lại có một người cũng đứng ra, là trung tá, ngẩng đầu ưỡn ngực, hết sức khí thế. Còn có tôi. Rất tốt. Trần Hạo Thiên trầm trồ khen ngợi một tiếng, lại vung tay lên. Bắt lấy. Lập tức liền có cảnh sát vũ trang tiến lên, không nói hai lời đã đem hai chim đầu đàn trói lại. Viên Vạn Minh nóng nảy, bước một bước về phía trước. Bí thư Trần. Mới đi một bước, thì có hai người chắn ở phía trước Trần Hạo Thiên, xem điệu bộ, nếu Viên Vạn Minh dám bước nửa bước về phía trước, nói không chừng thì máu đổ ngay tại chỗ. Viên Vạn Minh oán hận nói. Bí thư Trần, ông cho cảnh sát có vũ trang bắt quân lính, xem ông làm thế nào giao phó với quân ủy. Buồn cười. Trần Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Tôi cần gì phải có trách nhiệm với quân ủy, tôi chỉ cần chịu trách nhiệm với Trung ương Đảng là được. Còn có ai muốn lời giải thích, tôi sẽ chủ trì công đạo đến cuối cùng. Tôi. Viên Vạn Minh tâm lý ngang ngược, y không tin Trần Hạo Thiên ngay cả y đường đường thiếu tướng cũng dám bắt. Nếu đúng như vậy, Trần Hạo Thiên phải vào Bắc Kinh nói giải thích rõ ràng với Trung ương. Bắt lấy. Trần Hạo Thiên không chút do dự truyền đạt mệnh lệnh xuống.
Cảnh vệ chỉ nghe lệnh Trần Hạo Thiên, bất kể Viên Vạn Minh là thiếu tướng hay trung tướng, trực tiếp bắt lấy y. Đám quan binh theo sau Viên Vạn Minh không phục, thậm chí có người muốn rút súng, Viên Vạn Minh thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không ai được hành động thiếu suy nghĩ, sự tình hôm nay, Trung ương và quân ủy sẽ trả lại công chính cho chúng ta. Rất rõ ràng, chỉ cần có người rút súng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ, hơn nữa còn chết mà chả được gì. Nói đùa, rút súng ngay trước mặt hai ủy viên bộ chính trị, không phải muốn chết thì là cái gì. Đừng nói y, ngay cả Ngô Hiểu Dương cũng không dám. Viên Vạn Minh bi hùng mà một quát, kích phát rồi lòng quyết tâm cùng chung mối thù của quân đội, liền nhao nhao nói. Tính tôi luôn. Cả tôi nữa. Có bản lĩnh bắt hết toàn bộ chúng tôi. Trần Hạo Thiên vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ mà lạnh lùng. Tốt, một khi đã như vây, bắt hết. Viên Vạn Minh quá sợ hãi, Trần Hạo Thiên điên rồi. Bắt mấy chục thiếu tướng, trung tướng và đại tá, ông ấy dù là ủy viên bộ chính trị, cũng không thể giao phó với Trung ương. Hơn nữa, sau khi quân khu Dương Thành độc lập với tỉnh ủy, Trần Hạo Thiên chẳng qua là bí thư đảng ủy đầu tiên của quân khu Lĩnh Nam, cũng không có chức vụ ở quân khu Dương Thành, chẳng lẽ ông ấy không cần tiền đồ chính trị? Trần Hạo Thiên dùng thanh âm vang dội trả lời sự nghi ngờ của Viên Vạn Minh. Trước tiên giao nộp cho cảnh sát có Vũ Tăng quản chế, tôi và Hạ Tưởng cùng nhau vào Bắc Kinh, đích thân nói rõ vấn đề với Trung ương. Mâu thuẫn, cuối cùng đã thăng cấp lên mức đụng độ chính diện trên toàn phương vị. Khi lực lượng cảnh sát có vũ trang đồng loạt xông lên muốn khống chế toàn bộ quan quân, trong quân có người không nhịn được mà đẩy một gã thiếu tá ra. Bởi vì tuổi trẻ bốc đồng, khi y vừa mới được Ngô Hiểu Dương đề bạt làm thiếu tá không lâu, y coi Ngô Hiểu Dương là ân nhân, thấy phòng bệnh của Hạ Tưởng gần trong gang tấc nhưng lại không thể tiếp cận, lại bị sự cứng rắn của Trần Hạo Thiên bức bách đến mức máu sôi lên. Người trong quân đội không thể so với cán bộ địa phương, cán bộ ở địa phương mọi việc đều thuận lợi, mỗi người đều có thế mạnh của mình, vừa phải biết quan sát tình hình, càng phải biết nhẫn nhịn. Người trong quân đội có thiên chức phục tùng mệnh lệnh, trung thành xếp thứ nhất. Thà hy sinh tính mạng, chứ không từ bỏ vinh dự. Cho dù là dưới cái gọi là vinh dự đã bị đổi trắng thay đen. Thiếu tá Nhân lúc người khác không chú ý, lặng lẽ đến trước cửa phòng bệnh của Hạ Tưởng. Lúc này Quý Trường Hạnh có vẻ thất thần, không có chú ý đến thiếu tá đã tới gần. Khi Quý Trường Hạnh phát hiện thiếu tá tới gần thì đã muộn rồi, y tức giận quát một tiếng. Cậu dám! Thiếu tá đã bị sự cuồng loạn và cái gọi là chính nghĩa làm cho mê muội đầu óc, trong mắt không còn cao thấp, lao thẳng vào lão Quý bất ngờ không kịp đề phòng, ngã dúi xuống đất. Thiếu tá được đà, lại đạp mạnh về phía cánh cửa. Cửa phòng bệnh Hạ Tưởng bị y đá tung ra, tuy rằng một cánh cửa không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tính quan trọng của sự việc, lại có nghĩa là Trần Hạo Thiên, Cổ Thu thật là hai người đứng đầu ủy viên Bộ Chính trị, cộng thêm lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Nam. Vẫn không thể ngăn cản hành động công phá của quân khu Dương Thành. Lại nói, cửa chỉ là chuyện nhỏ, hiểu rộng ra mới là chuyện lớn. Một cú đá, cánh cửa, tự dưng bật mở, vừa lúc thế tung cước của thiếu tá như bị hóa giải. Người thường đi cầu thang bộ đương nhiên biết được cảm giác chân dẫm lên một chỗ trống không, lực bỏ ra không được dùng đến, là một cảm giác khó chịu thế nào. Thiếu tá đã dùng hết sức mình, lại đá vào khoảng không. Một sự khó chịu mà người ngoài không thể cảm nhận được, người y ngã nhào xuống mặt đất, đau chết đi được, ôm chân lăn lộn, mặt mày nhăn nhó, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn hắn không đứng lên nổi. Cửa vừa mở, Hạ Tưởng được y tá đỡ, đứng trước cửa. Vốn dĩ sau khi Trần Hạo Thiên ra mệnh lệnh tất cả rút lui, dưới sự yêu cầu phía quân đội phải u đi chỉ sự bình tĩnh và lý trí của Viên Vạn Minh, quan quân ở quân khu Dương Thành cũng đã chuẩn bị dừng tay. Bọn họ tin rằng quân ủy sẽ trả lại công lý cho họ, lịch sử cũng sẽ khắc ghi họ. Nhưng trong tình huống thiếu tá một cước đá vào khoảng không, bị ngã đau đến mức mồ hôi toát đầy người, Hạ Tưởng cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa còn thản nhiên mỉm cười, dường như không có chuyện gì xảy ra. Quan quân quân khu Dương Thành tức khắc nóng giận mà không kiềm chế được. Ngô Hiểu Dương từng là thủ trưởng của bọn họ, thì vĩnh viễn vẫn sẽ là thủ trưởng. Hạ Tưởng to gan lớn mật, dám ám hại sau lưng thủ trưởng. Không cùng chí hướng, phải cho hắn một phát súng mới thỏa được mối hận trong lòng. Hạ Tưởng không những không sao, lại còn có vẻ rất đắc ý. Mà toàn bộ tỉnh ủy Lĩnh Nam còn bao che cho Hạ Tưởng, thậm chí Trần Hạo Thiên còn ỷ người đông thế mạnh muốn bắt cả tướng quân viên, còn muốn giam giữ tất cả quan quân ở đây,
coi quân ở quân khu Dương Thành ẻo lả hết hay sao? Hơn mười mấy thiếu tá, trung tá là bất tài hay sao? Không biết là ai hô lớn. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng khí tiết không thể mất. Quân khu Dương Thành, không thể để tỉnh ủy Lĩnh Nam và cảnh sát có vũ trang ức hiếp đến tận đầu được. Phản kháng đến cùng. Quyết chiến đến cùng. Một mạng đổi một mạng, tôi muốn một mạng đổi một mạng với Hạ Tưởng. Vài quan quân đồng thanh hô lên, tỏ rõ khí thế hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sợ. Có người trong cơn phẫn nộ, thậm chí còn cược cả tính mệnh. Súng vừa mới vừa vào tay, liền có một ánh quang đỏ chỉ thẳng đến trán, tiếng giọng nói lạnh lùng vang lên. Lập tức buông vũ khí, đếm tới ba, nếu còn không buông vũ khí, sẽ bị coi là đang uy hiếp tới lãnh đạo Trung ương. Kết cục của việc uy hiếp tới lãnh đạo Trung ương chính là một phát súng mất mạng. Người này là một trung tá, phân công quản lý hậu cần, hối lộ, tham ô, con số vô cùng lớn, vài lần bị cấp trên điều tra, đều được Ngô Hiểu Dương ém nhẹm, y coi Ngô Hiểu Dương còn thân hơn cha đẻ. Lúc này vừa thấy Hạ Tưởng như thấy kẻ thù, mắt liền đỏ lên. Mặc dù y cũng biết kỳ thực đâu phải Hạ Tưởng mưu hại Ngô Hiểu Dương, căn bản là Ngô Hiểu Dương chủ diệt Hạ Tưởng. Nhưng nghe nói Ngô Hiểu Dương trọng thương chưa chết, nghe nói sau khi hồi phục còn có thể khôi phục nguyên chức, vừa lúc là thời cơ tốt để thể hiện, chỉ cần biểu hiện tốt, không lo về sau không thăng quan phát tài. Nghĩ vậy y liền giơ súng nhắm vào Hạ Tưởng. Nếu để y biết vừa rồi ở bên ngoài, đã có một gã quan quân bị bắn trúng đầu, y cũng không dám hung hăng quá. Đôi khi biểu hiện thái quá, rất dễ thành dùng lực quá mạnh, sau đó lại phải trả lại bằng tính mạng của người thân, gần như ngay khi y đưa súng lên, đồng thời có tiếng súng vang lên. Trung tá bị trúng đạn ở ngực, có lẽ do lực bắn quá mạnh, làm cho người y đổ ngược về phía sau nửa mét, sau đó giống như một đống thịt mềm, đổ sụp xuống đất. Tiếng súng vừa dứt, là sự yên lặng như chết. Bao gồm cả Viên Vạn Minh đều kinh sợ. Cũng đúng. Tuy rằng nhóm người của Viên Vạn Minh là những người lính thực thụ, nhưng đã sống trong cảnh yên bình quá lâu nên nhiều người đều không thấy cảnh đổ máu, càng không ngờ tỉnh ủy Lĩnh Nam lại trực tiếp lên súng, hơn nữa còn là một phát súng giết chết một trung tá. Viên Vạn Minh sau cơn chấn động, lại phẫn nộ nói. Bí thư Trần, hơn 1.000 quan quân và mấy chục ngàn chiến sĩ quân khu Dương Thành, nhất định sẽ đòi lại công bằng ở tỉnh ủy Lĩnh Nam. Trần Hạo Thiên sao có thể vì lời uy hiếp của Viên Vạn Minh mà sợ, liền nói. Không có mệnh lệnh của tôi, ai còn dám ra tay, đều bị coi là uy hiếp trực tiếp tới sự an toàn của lãnh đạo Trung ương, có ý đồ ép buộc lãnh đạo tỉnh ủy, xử vào tội phản quốc. Lại vung tay lên nói. Toàn bộ lui xuống, ai dám phản kháng, bắn chết tại chỗ. Trong nháy mắt, hình tượng Trần Hạo Thiên vô cùng oai nghiêm, uy thế hùng mạnh của một ủy viên Bộ Chính trị nhà nước. Trần Hạo Thiên là mũi nhọn chính trị trong nước, còn không thể làm cho một thiếu tướng bình thường như Viên Vạn Minh phải kinh sợ sao? Sáng sớm ngày thứ hai, hai máy bay đã được thuê trọn gói cùng lúc cất cánh từ sân bay Dương Thành, bay thẳng về Bắc Kinh. Vốn dĩ đã sắp xếp là mấy người Hạ Tưởng, Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật, Quý Trường Hạnh và Ngô Hiểu Dương cùng đi một chuyến bay, nhưng Trần Hạo Thiên kiên quyết không đồng ý, tỉnh ủy trực tiếp ra mặt để thuê máy bay. Y, Hạ Tưởng, Cổ Thu Thật và Quý Trường Hạnh ngồi cùng một máy bay, tách riêng ra với Ngô Hiểu Dương, đồng thời ám chỉ nói với Cốc Thịnh, đối với việc Hạ Tưởng ngồi máy bay quân sự, tỉnh ủy không yên tâm. Sự mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Hạo Thiên khiến Cốc Thịnh rất căm tức. Càng tức giận hơn là, kế hoạch hôm qua đã tỉ mỉ tính toán trước, chẳng những không diệt được Hạ Tưởng, ngược lại trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tính mạng hai gã quan quân không kể. Càng làm cho Trần Hạo Thiên bắt giữ hàng loạt những quan quân từ cấp trung tá trở lên, tạo nên một sự kiện quân sự lớn nhất trong nước kể từ sau sự kiện lãnh đạo nhà nước trong một đêm hạ lệnh giết chết hơn mười mấy tướng quân từ thời dựng nước đến nay. Cốc Thịnh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được, ai bảo Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị. Ai bảo Cổ Thu Thật cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Huống hồ từ đầu đến cuối với cương vị là một trong những nhân vật quan trọng. Mễ Kỷ Hỏa vẫn luôn không tỏ thái độ. Không tỏ thái độ còn đáng sợ hơn tỏ thái độ, ai mà không biết mối quan hệ thân thiết hơn 20 năm nay giữa Mễ Kỷ Hỏa và Tổng Bí Thư chứ. Thật ra theo suy nghĩ của Cốc Thịnh, vốn không muốn phát động sự việc ngày hôm qua, nhưng người đứng phía sau không biết nghe được tin tức từ đâu, nghe nói trong một lần hội nghị nội bộ, Tổng Bí Thư vẫn luôn không có thái độ không tích cực với sự kiện ở Lĩnh Nam, đột nhiên giữa hội nghị quang tập tài liệu, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi.
Người đứng phía sau liền suy đoán, Tổng Bí Thư nhất định lấy việc này làm cơ hội, rất có khả năng sẽ ra tay với quân khu Dương Thành. Lại nghĩ tới việc Hạ Tưởng vô cùng phối hợp mà đến Bắc Kinh tiếp nhận điều tra, liền chứng minh một điều, Hạ Tưởng chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ càng rồi. Tức là, Hạ Tưởng tới Bắc Kinh, chỉ sợ không theo ý muốn của mình, không bằng ra tay trước chiếm lợi thế, diệt Hạ Tưởng trước. Cốc Thịnh tuy rằng không muốn gây thêm chuyện ồn ào ở Dương Thành nữa, nhưng trên có lệnh, y không dám không theo, đành phải gây ra việc quan binh gây loạn. Tuy rằng trước đó cũng nghĩ tới việc Trần Hạo Thiên có khả năng ra mặt ngăn cản, nhưng lại không ngờ, Trần Hạo Thiên lại cứng rắn, mạnh mẽ như vậy. Khi sự việc đã bị làm ồn ào rồi, tuy tình thế đã được khống chế nghiêm ngặt trong phạm vi nhất định, nhưng ý nghĩa chính trị lại rất lớn. Rốt cuộc sự việc nên xử lý như thế nào, bây giờ y cũng chưa nghĩ ra cách gì cả. Sắp tổ chức Đại hội Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc rồi, phải không có biến cố quá lớn mới tốt. Cốc Thịnh ngồi trên máy bay, chán đến mức dở mấy trang báo xem, lại thấy đã bắt đầu tuyên truyền Dương Lôi Phong làm gương người tốt việc tốt, y lắc đầu. Sự việc ở lĩnh Nam bây giờ bị bộ phận truyền thông nước ngoài mạnh mẽ bình luận, trong nước đương nhiên sẽ không cho phép đăng tải, cho nên nhất định phải áp dụng phương thức đem sự chú ý của người dân tới những việc khác. Đột nhiên, bầu trời bên ngoài xuất hiện ánh chớp, vừa rồi bầu trời còn trong xanh, sao trong nháy mắt đã đen sầm lại. Cốc Thịnh trong lòng đột nhiên dự cảm thấy điểm chẳng lành, nhớ đến sự kiện lĩnh Nam liên lụy tới ba người, là Hạ Tưởng, Mễ Kỷ Hỏa, Trần Hạo Thiên. Ba người, đều là những người thân cận của Tổng Bí Thư nổi giận lôi đình, cuối cùng sẽ dùng phương pháp gì giải tỏa sự tức giận, ai sẽ là người gánh chịu. Một tia chớp lớn rạch ngang bầu trời, bỗng chốc khiến Cốc Thịnh sợ tới mức giật mình. Máy bay vừa cất cánh, Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật ngồi đối diện, đang nói chuyện gì đó. Hạ Tưởng đã chìm vào giấc ngủ, hắn tuy rằng đã được Quý Như Lan đỡ cho phần lớn những đòn công kích, nhưng vì không mặc áo tránh đạn, nên hắn bị thương không nhẹ hơn Quý Như Lan. Cũng may dù sao hắn cũng là một người đàn ông, thân thể cường tráng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Vết thương của hắn nặng hay nhẹ bây giờ còn giữ bí mật với bên ngoài, cuối cùng bị thương nặng hay nhẹ, còn phải xem cụ thể tình thế chính trị mà định. Hạ Tưởng ngủ một lát, một bên, Quý Trường Hạnh ngồi cạnh hắn. Ánh mắt đầy yêu mến nhìn Hạ Tưởng, lo lắng, yêu thương hắn như con cháu. Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật không hẹn mà cùng liếc nhìn Quý Trường Hạnh cười, Trần Hạo Thiên nói. Thế nào, hành trình đến Bắc Kinh, có phải mọi sự đã đầy đủ, chỉ thiếu gió đông không? Cổ Thu Thật mỉm cười gật đầu. Gió đông đến lúc đó nếu chẳng may thổi mạnh quá thì làm thế nào? Trần Hạo Thiên hỏi. Cổ Thu Thật cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. Anh xem Hạ Tưởng ngủ ngon như thế kia, không phải đã mượn được gió đông, cậu ta có thể thản nhiên ngủ thế sao? Khi hai máy bay liên quan tới sự kiện lĩnh Nam và quyết định tính mạng nhiều người ấy đang bay đến Bắc Kinh với tốc độ 1.000 km/h. Ở Bắc Kinh, càng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Bắc Kinh, trong sân viên của lão cổ, hoa xuân đã nở bung, tuy không phải rực rỡ lắm, nhưng tóm lại cũng coi như có cảnh xuân. Năm nay mùa xuân rét cắt da cắt thịt. Mùa xuân ở phương Bắc tới muộn, nhất là Bắc Kinh, chỉ thấy bão cát, không thấy vẻ xuân ở đâu. Ngay cả lão cổ cũng nói, mùa xuân ở Bắc Kinh năm sau không bằng năm trước. Nhớ năm đó, xuân vừa đến, Bắc Kinh đâu đâu cũng là phong cảnh hữu tình, bây giờ, ngoài bão cát ra cũng chỉ có bão cát. Cổ Ngọc vẫn như nàng tiên trốn nhân gian hồn nhiên không ưu tư, cô mặc một bộ đồ thể thao, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt hồng hào, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt như sáng bừng lên. Vẻ khỏe mạnh tươi tắn, toát lên một thứ ánh sáng khiến lòng người mê đắm. Cổ Ngọc đang đứng ở góc vườn xới đất, cô muốn tự mình trồng rau. Con bé Ngọc, đã gói xong sủi cảo chưa, Hạ Tưởng buổi chiều là tới rồi. Lão cổ chắp tay sau lưng, đi mấy vòng trong sân, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng, tinh thần khoan khoái hẳn. Gói xong rồi, gói mấy trăm cái, cho anh ta ăn no chết thôi. Cổ Ngọc cười hì hì nói. Đều để trong tủ lạnh bảo quản rồi. Hạ Tưởng bị thương, hình như cháu không lo lắng cho cậu ấy à? Lão cổ có vẻ không hiểu lắm về biểu hiện của Cổ Ngọc, cô bé Ngọc này là người không thể giấu nổi tâm tư, chắc hẳn có tâm sự giấu trong lòng. Nhưng khi Hạ Tưởng đang ở giữa cái sống và cái chết, lại được Quý Như Lan xả thân cứu, Cổ Ngọc chắc chắn trong lòng có suy nghĩ riêng. Cháu không lo lắng cho anh ta tới đâu đều có quý nhân trợ giúp, nhân duyên thật tốt. Cổ Ngọc vừa nói,
vừa dùng lực quốc mạnh xuống đất, dường như không phải quốc vào đất mà như vào người nào đó. Ừ, ngẫm ra thật khiến người khác hâm mộ, hỏi thế gian tình là gì? Nói thẳng ra là sống chết cùng nhau. Không biết là do cái cuốc chất lượng kém, hay là cổ ngọc dùng lực quá mạnh, rắc một tiếng, cái cuốc gãy đôi. Cổ ngọc tức giận, thở phì phì ném nửa cái thân cuốc còn lại qua một bên. Cái cuốc cũng ức hiếp người, cháu giận thật rồi. Lão cổ cười, cổ ngọc có lớn mấy thì trong mắt ông vẫn chỉ là đứa trẻ, ông yêu quý nhất chính là mỗi khi cô tức giận, tuy đang tức giận, nhưng thể hiện ra vẫn là nét đáng yêu, ngây thơ. Được rồi, đừng giận nữa, cháu phải cảm ơn Quý Như Lan vì đã cứu Hạ Tưởng mới đúng. Nghĩ xem, nếu không có cô ấy, Hạ Tưởng không chừng bây giờ còn không đứng lên nổi nữa. Thực ra lão cổ biết rõ quan hệ giữa Quý Như Lan và Hạ Tưởng, cho nên chỉ nói một mà không nói hai, sợ cổ ngọc lại oán giận. Người vô tư, mới có thể chọn đời vui vẻ. Cổ ngọc đảo đảo mắt, dường như nghĩ thông suốt rồi, liền cười. Được rồi, cháu cũng không phải trẻ con, không giận dỗi vô cớ nữa. Đợi có cơ hội đi Dương Thành, cháu muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn chị Quý. Tuy nhiên, cũng không biết chị Quý chị có thể tỉnh lại hay không. Cổ ngọc thay đổi tâm tình trong nháy mắt, lão cổ lại vui mừng mỉm cười. Chỉ có điều đợi sau khi cổ ngọc trở lại phòng, sắc mặt ông liền trầm xuống, tự nhủ với mình. Muốn làm lớn chuyện, muốn liên lụy tới cả Hạ Tưởng, Hứa Quán Hoa, Mộc Phong. Được rồi, sẽ chơi đến cùng, chỉ sợ đến lúc đó các anh không chơi nổi nữa thôi. Vừa nói xong, liền có một chiếc máy bay bay qua, lão cổ hơi ngửa đầu nhìn, nheo mắt, Hạ Tưởng cũng sắp hạ cánh rồi. Bắc Kinh, ở Nam Hải, trong một căn phòng yên tĩnh. Trang trí trong phòng rất đơn giản bình dị, chỉ có một giường, một bàn, một cái ghế, ngoài ra, không có đồ đạc gì khác. Thủ tướng vẻ mặt ưu tư, hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong phòng, cũng không biết đi mấy vòng, mới dừng hỏi. Hạ Tưởng đồng ý tới Bắc Kinh phối hợp điều tra với quân ủy, hắn rốt cuộc có ý gì? Diệp Thiên Nam khẽ lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm, vài ngày nay tôi vẫn ở lại Bắc Kinh, thu xếp hậu sự của Khang Hiếu. Chuyện xảy ra ở Dương Thành, cũng chỉ biết một ít, không biết rõ lắm. Tuy nhiên có một điểm có thể khẳng định, Hạ Tưởng chắc chắn nắm phần thắng trong tay, nếu không, hắn sẽ không nhờ Quý Trường Hạnh chuyển lời mà lại chủ động đến Bắc Kinh. Tôi không có quân quyền. Thủ tướng buồn bã nói. Nếu tôi có quân quyền, việc đầu tiên tôi làm là miễn chức Ngô Hiểu Dương, sau đó điều tra sâu hơn về việc y tham nhũng, điều tra tới cùng, có chết mấy chục mạng người cũng không tiếc. Lúc sống khổ sở khi chết được vui vẻ, quân đội bây giờ, sao có thể đảm đương tốt trọng trách bảo vệ an nguy quốc gia? Đều là một lũ người thế nào cơ chứ? Đánh, đập, cướp, còn dám ngang nhiên uy hiếp tới sự an toàn của thân nhân lãnh đạo trung ương. Lũ phản động. Diệp Thiên Nam không nói gì, ánh mắt chợt sáng lên, như hiểu ra điều gì, hỏi. Thủ tướng, nghe nói có người đề nghị muốn mượn cớ sự kiện ở quân khu Dương Thành mà cho miễn chức bí thư Trần. Là có kẻ muốn mượn cớ sinh sự, muốn một tay xoay chuyển càn khôn, tuy nhiên, tôi sẽ không để bọn chúng thực hiện được âm mưu. Ánh mắt thủ tướng vô cùng kiên định. Diệp Thiên Nam khẽ gật đầu. Thủ tướng, sau khi Bí Thư Trần và Hạ Tưởng xuống sân bay, tôi ra sân bay nghênh đón, sau đó sẽ luôn theo sát bên họ. Thủ tướng đồng ý với quyết định của Diệp Thiên Nam. Anh nhất định phải kiên định lập trường, thời điểm quan trọng không được lay động. Diệp Thiên Nam trả lời đầy kiên quyết. Mong Thủ tướng cứ yên tâm. Việc đằng sau Khang Hiếu, có chứng cứ gì không? Thủ tướng đột nhiên hỏi. Diệp Thiên Nam tự tin nói. Không thành vấn đề, Phó Bí Thư Hạ sắp xếp tôi cùng Khang Hiếu tới Bắc Kinh, chính là muốn tôi xử lý mọi chuyện có liên quan đến đồng chí Khang Hiếu, làm cực kỳ chắc chắn. Thủ tướng giơ tay phải lên, làm động tác mà nhân dân cả nước đều quen thuộc. Trong hội nghị thường ủy cục chính trị, tôi sẽ ra mặt trả lời chính diện những kẻ có âm mưu đen tối. Bắc Kinh, Nam Hải, Dưỡng Tâm Trai. Dưỡng Tâm Trai là nơi chuyên nghỉ ngơi và dùng bữa của Tổng Bí Thư, bình thường người không phận sự miễn vào, cơ bản cán bộ cấp cao mới có thể vào. Nhưng Hạ Tưởng không những vào hai lần, mà cả hai lần đều là dùng bữa với Tổng Bí Thư. Buổi trưa, Tổng Bí Thư lại tới đây dùng cơm. Bình thường, Tổng Bí Thư đến Dưỡng Tâm Trai dùng cơm, hoặc vì tâm trạng vui vẻ, hoặc vì không vui. Hiếm khi Bắc Kinh lại có ngày đẹp trời như hôm nay, nhưng rõ ràng, Tổng Bí Thư tới Dưỡng Tâm Trai, không phải đang vui vẻ, mà là có chuyện không vui.
vì sự kiện lĩnh nam, đối phương quá đáng rồi. Không những làm quá, còn chạm đến tới điểm giới hạn của Tổng Bí Thư. Sau khi Tổng Bí Thư nhậm chức, thi hành pháp chế và đạo đức đều chú trọng xây dựng đất nước trên cả hai mặt pháp chế và tinh thần văn minh. Nên nói là, trong những vị lãnh đạo từ lúc thành lập nước tới nay, đây là một nhiệm kỳ đảm nhiệm được trọng trách của lịch sử nhất. Bởi vì không muốn làm theo đường lối quá nghiêm trị của bậc tiền nhiệm, Tổng Bí Thư luôn khoan dung với đối phương nhưng cũng quản lý vô cùng nghiêm khắc. Quân khu Dương Thành to gan lớn mật, lấy Hạ Tưởng làm thời cơ, lấy Ngô Hiểu Dương làm lý do, thiếu chút nữa gây chuyện long trời lở đất, thiếu chút nữa là có biến loạn rồi. Nếu phát sinh ở nơi khác còn được, sao cứ là quân khu Dương Thành, là Lĩnh Nam, là Trần Hạo Thiên, Mễ Kỷ Hỏa, và Hạ Tưởng ba người đó. Cả ba đều là người thân cận của Tổng Bí Thư, nhất là Hạ Tưởng, là người mà Tổng Bí Thư muốn bồi dưỡng sau này, muốn âm mưu hại Hạ Tưởng không tính, còn mượn chuyện Trương Lực, rõ ràng muốn đẩy Mễ Kỷ Hỏa xuống nước. Mễ Kỷ Hỏa là một trong những người thân cận nhất của Tổng Bí Thư suốt mấy chục năm nay, động tới Mễ Kỷ Hỏa, cũng nghĩa là muốn nhằm vào Tổng Bí Thư. Minh Đắc Mưu với tư cách là thư ký thân tín của Tổng Bí Thư, tuy không liên tục theo sát Tổng Bí Thư, nhưng lại là người Tổng Bí Thư tín nhiệm nhất trong số những thư ký Tổng Bí Thư, cùng với Mễ Kỷ Hỏa được coi là hai người mưu trí bên cạnh Tổng Bí Thư. Mễ Kỷ Hỏa đi theo Tổng Bí Thư suốt 20 năm nay, anh ta với Tổng Bí Thư quan hệ thân thiết cũng được 10 mấy năm rồi. Hiểu biết của anh ta về Tổng Bí Thư, tuyệt đối không kém nửa phần Mễ Kỷ Hỏa. Sự kiện Lĩnh Nam, tuy rằng Tổng Bí Thư không có thái độ rõ ràng, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ, Tổng Bí Thư thực sự nổi giận rồi. Mễ Kỷ Hỏa bị Trương Lực kéo xuống nước còn được, dù sao có thể lấy lý do Trương Lực đã bị điều động mà bỏ qua, người khác cũng không thể nói gì, chủ yếu là có kẻ hết lần này tới lần khác tìm cách ra tay với Hạ Tưởng. Nếu trước kia có kẻ muốn hại Hạ Tưởng, Tổng Bí Thư thường đứng ở góc độ việc công để lấy lại công bằng cho Hạ Tưởng, nhưng hiện tại, trong hy vọng của Tổng với Hạ Tưởng, đã xen lẫn tình cảm riêng, sự tức giận của Tổng Bí Thư càng cho thấy tình cảm riêng với Hạ Tưởng. Là vì khi Hạ Tưởng gần như rõ ràng được coi là thế hệ kế cận của Tổng Bí Thư, còn có kẻ lộ liễu mượn tay quân đội lập tức tiêu diệt Hạ Tưởng, có kẻ đứng sau muốn mượn cớ tiêu diệt Hạ Tưởng mà khiêu chiến với Tổng Bí Thư. Minh Đắc Mưu vô cùng tán thưởng hành động kịp thời ứng cứu của Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật ở Dương Thành. Tổng Bí Thư trực tiếp ra lệnh cho hai vị tướng mà ông yêu quý đồng thời ra mặt, bảo vệ uy quyền của Tổng Bí Thư, trực tiếp bắt hết những quan quân phản động ở Dương Thành. Còn bắn chết hai người, là một lần phản công chính diện, đồng nghĩa với việc mượn cơ hội mà tuyên bố với kẻ đứng đằng sau tuyệt đối không thỏa hiệp, sẽ đánh tới cùng. Đánh tới cùng. Hình như Tổng Bí Thư đã nghĩ thông suốt được chuyện gì đó, sắc mặt càng lạnh lùng. Đắc Mưu, cậu đến sân bay đón Hạo Thiên, Thu Thật và Hạ Tưởng. Trước khi Hạ Tưởng tới quân ủy, tôi muốn gặp cậu ấy trước. Đắc Mưu tính toán thời gian, biết lúc này là lúc cần phải xuất phát, liền đứng dậy. Tổng Bí Thư còn dặn dò gì không? Tổng Bí Thư khoát tay. Phía quân đội cũng có người tới đón, nếu không muốn đối phương đón mất Hạ Tưởng, cậu cứ liệu mà làm. Đắc Mưu hiểu rõ, Tổng Bí Thư trao toàn quyền cho anh ta xử lý. Theo tiếng ù ù nhức óc của máy bay, hai chiếc chuyên cơ một trước một sau lần lượt hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Sau khi máy bay hạ cánh, liền có rất nhiều nhân viên và xe vây tới. Là bao vây chứ không phải đón tiếp. Không ngoài dự đoán, phía quân ủy tuy biết Trần Hạo Thiên tự mình đưa Hạ Tưởng đến, nhưng vẫn phái số lượng lớn nhân viên tới sân bay, lấy danh nghĩa tiếp đón, ý đồ là muốn đoạt trước Hạ Tưởng. Nhân viên được phái đến không ngờ lại là người vừa nhậm chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Theo bảng thông báo điện tử, chuyên cơ của Trần Hạo Thiên tới trước, nhưng lần này lại là Cốc Thịnh đến trước. Khi Cốc Thịnh đi ra khỏi cabin, trong nháy mắt, nhìn thấy đội ngũ tiếp đón long trọng của quân đội, mặt lộ vẻ vui mừng mỉm cười. Khi ánh mắt anh ta nhìn về phía đội tiếp đón Trần Hạo Thiên, không khỏi kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Nếu chỉ có nhân viên ở văn phòng trung ương đến đón, Cốc Thịnh cũng không ngạc nhiên, thậm chí khi nhìn thấy Minh Đắc Mưu đích thân tới sân bay, chẳng qua cũng chỉ hơi kinh ngạc. Nhưng khi ánh mắt y lướt qua đội ngũ của Minh Đắc Mưu, nhìn về phía đội tiếp đón đứng phía xa, y mới thấy rét lạnh. Trận thế từ trước tới giờ chưa từng có, uy phong từ trước tới nay chưa từng thấy. Chỉ vì đội ngũ nghênh đón Hạ Tưởng, Trần Hạo Thiên thật quá sức tưởng tượng. Cốc Thịnh đối với việc được đích thân là ủy viên quân ủy Vương Nhiệm Cửu tới sân bay nghênh đón, trong lòng lại không có cảm giác vui sướng gì, vốn dĩ nên vui mừng vì sự ưu ái đặc biệt này,
nhưng trong lòng y lại thấy vô cùng bất an. Sau khi máy bay hạ cánh, lập tức có xe cứu thương nhanh chóng tới đưa Ngô Hiểu Dương đi. Sau khi chuyển Ngô Hiểu Dương đi, Vương Nhiệm Cửu mới nói với Cốc Thịnh mấy câu, hai người liền cùng nhau tới trước chuyên cơ của Hạ Tường và Trần Hạo Thiên. Là ủy viên quân ủy, Vương Nhiệm Cửu trong quân ủy cũng được xếp hạng khá gần vị trí đầu tiên, là nhân vật có thế lực trong quân ủy, nắm quyền quản lý Tổng cục Chính trị. Xếp hạng thứ hai trong Tổng cục Chính trị, có sức ảnh hưởng và quyền lực nhất định trong Bộ Tổng Tham mưu, là người rất có thực quyền. Vương Nhiệm Cửu thân là quân viên xếp hạng thứ bảy trong những quân viên quan trọng, đích thân tới sân bay với danh phận phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, không đúng nguyên tắc. Nhưng ngoài việc không đúng nguyên tắc ra, đương nhiên còn có dụng ý sâu xa khác. Không phải đón Cốc Thịnh, mà là đón Hạ Tường. Cửa chuyên cơ của tỉnh ủy Lĩnh Nam vừa mở ra, Trần Hạo Thiên đi trước, Cổ Thu Thật theo sau, tiếp đó là Quý Trường Hạnh, ba người chậm rãi đi xuống. Khi nhìn thấy Vương Nhiệm Cửu, Trần Hạo Thiên trong lòng cười nhạt, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, tới trước mặt Vương Nhiệm Cửu, chủ động giơ tay bắt. Chủ nhiệm Vương. Vương Nhiệm Cửu bắt tay Trần Hạo Thiên nói. Bí thư Trần, đi đường vất vả rồi. Tôi đặc biệt đến đây là muốn tìm hiểu kỹ hơn về việc một số quân binh ở quân khu Dương Thành xảy ra chuyện ở bệnh viện, không biết bí thư Trần có thời gian trao đổi với quân ủy hay không? Không nói tụ tập gây chuyện, chỉ mơ hồ nói là có chuyện xảy ra, đầy hàm ý sâu xa. Nói có chuyện xảy ra, là cách nói vừa tiến vừa lùi. Tôi không có thời gian. Trần Hạo Thiên biết thừa Vương Nhiệm Cửu lấy thái độ làm việc công để che giấu ý đối địch bên trong, không muốn trao đổi thêm điều gì nữa, liền từ chối. Tôi muốn tới báo cáo với Tổng Bí Thư trước. Ý của anh ta là, anh ta chỉ cần báo cáo với Tổng Bí Thư là được, không cần giải thích gì với quân ủy cả. Thật tiếc. Vương Nhiệm Cửu thản nhiên đáp. Như vậy phía quân ủy có thể đưa đồng chí Hạ Tưởng đi không? Thật ra đưa Hạ Tưởng đi, mới là mục đích thực sự tới sân bay của Vương Nhiệm Cửu. Phía quân ủy do y ra mặt, thật đúng là chưa đủ tư cách động tới Trần Hạo Thiên, với lại quân ủy cũng không đủ cấp bậc để đòi một ủy viên cục chính trị phải giải trình việc gì. Mặc Trần Hạo Thiên đã làm một chuyện kinh thiên động địa, khiến quân ủy cũng phải kinh ngạc và tức giận. Muốn truy cứu trách nhiệm của Trần Hạo Thiên, chỉ có thể thông qua Thường ủy Cục Chính trị Trung ương. Cơ quan quyền lực khác không có quyền chế ước nào đối với Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên thản nhiên cười. Chủ nhiệm Vương, từ Dương Thành đến Bắc Kinh, quân ủy luôn vội vàng muốn đưa Hạ Tưởng đến quân ủy phối hợp điều tra, thật nhiệt tình quá mức. Vương Nhiệm Cửu không thèm để ý sự khiêu khích của Trần Hạo Thiên, tiếp tục nói. Chủ mưu vụ ám sát trung tướng, sự việc quan trọng, sau khi quân ủy mở hội nghị điều tra, đã chính thức đệ trình lên Trung ương. Nếu đồng chí Hạ Tưởng không phối hợp điều tra, phía quân ủy vì muốn ổn định lòng quân, chắc chắn phải áp dụng những biện pháp cần thiết. Áp dụng biện pháp gì cần thiết, dựa vào cấp bậc của Vương Nhiệm Cửu, không cần phải nói rõ ràng. Hơn nữa trước mặt Trần Hạo Thiên, y cũng không cần nói những lời mang tính chất uy hiếp. Thứ nhất y không đủ tư cách, thứ hai đều là người thông minh, đến đó là được rồi. Thật ra ý nghĩa bên ngoài lời vừa nói của Vương Nhiệm Cửu, còn bóng gió chuyện Trần Hạo Thiên ở Dương Thành bắt giữ mấy chục quan binh. Trần Hạo Thiên nhẹ nhàng khoát tay nói. Việc trong quân đội, tôi không tiện hỏi, tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Đồng chí Hạ Tưởng bây giờ vết thương chưa lành, cần tĩnh dưỡng. Cậu ấy tới Bắc Kinh mục đích chủ yếu cũng là dưỡng thương. Vốn dĩ Vương Nhiệm Cửu vẫn giữ thái độ bình tĩnh hòa nhã để nói chuyện với Trần Hạo Thiên, không ngờ thái độ của Trần Hạo Thiên không những lãnh đạm, còn muốn né tránh. Đem việc Hạ Tưởng tới Bắc Kinh thành việc nghỉ ngơi an dưỡng, rõ ràng có ý miệt thị đối với việc y tới sân bay nghênh đón. Bí thư Trần, tôi cho rằng Hạ Tưởng tới Bắc Kinh là để nói rõ sự tình với quân ủy, thật không ngờ, cậu ta còn nhàn nhã tự tại, có lòng tới Bắc Kinh an dưỡng, cũng không sợ quân sĩ ở Bắc Kinh gây sự hay sao. Vương Nhiệm Cửu ngầm có ý uy hiếp. Chủ nhiệm Vương, nếu Hạ Tưởng tới Trung Nam Hải tĩnh dưỡng còn có quân sĩ dị nghị, tôi coi như không xứng với chức danh chủ nhiệm tránh văn phòng trung ương rồi. Tiếng Minh Đắc Mưu bỗng từ sau vang lên. Vương Nhiệm Cửu đã sớm phát hiện đoàn xe của Minh Đắc Mưu, tuy nhiên vẫn giả vờ không chú ý tới thôi. Có Trần Hạo Thiên và Cổ Thu Thật ở đây, Minh Đắc Mưu theo cấp bậc còn ở gần cuối. Không ngờ Minh Đắc Mưu một câu nói ra, nghe khẩu khí, Vương Nhiệm Cửu liền hiểu ngay, Minh Đắc Mưu là theo lệnh cấp trên mà đến. Vương Nhiệm Cửu suy nghĩ chốc lát. Tình thế mạnh hơn người, quân ủy có lớn hơn, cũng không thể vượt mặt Trung Nam Hải,
chỉ có thể lùi một bước. Chủ nhiệm Minh nói đùa rồi, tôi chỉ đang hỏi ý kiến của Bí thư Trần, nếu đồng chí Hạ Tưởng bây giờ sức khỏe không tốt, không thể đến quân ủy. Vậy chờ cậu ấy tĩnh dưỡng khỏe lại rồi nói sau cũng được. Nhưng cũng phải cho một thời gian nhất định, để khi về tôi tiện báo cáo lại. Còn chưa thể định thời hạn cụ thể được, chủ nhiệm Vương, ví dụ, anh bị bệnh, anh có thể đảm bảo khi nào thì khỏi bệnh không? Lời của Minh Đắc Mưu còn sắc lẹm hơn cả Trần Hạo Thiên. Sắc mặt Vương Nhiệm Cửu hơi thay đổi. Chủ nhiệm Minh, không mời được đồng chí Hạ Tưởng, lại không có thời gian cụ thể, tôi khó mà báo cáo lại. Chẳng may thời gian kéo dài quá lâu, khiến lòng quân không ổn định, tôi không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Anh không gánh được thì tôi gánh. Lại có giọng nói của ai đó vang lên. Vương Nhiệm Cửu vừa nghe, lập tức thấy nổi da gà, thật là tình hình biến đổi không ngờ, đến cả Ngô Tài Dương cũng tới đây. Khi quay đầu nhìn lại, thiếu chút ngạc nhiên tới mức giật lùi về phía sau, có cả ông cụ Ngô, ông cụ Mai và ông cụ Khâu. Có lẽ cũng do ông cụ Phó đã qua đời, nếu không nói không chừng bốn ông cụ sẽ đồng thời xuất hiện, càng là việc lớn rồi. Nếu như thân phận bộ trưởng của Ngô Tài Dương không đủ để chủ nhiệm Vương sợ, thì sự xuất hiện của ba ông cụ càng tăng thêm sức mạnh, đến cả mấy vị phó tướng trong quân ủy cũng phải nể vài phần. Điều khiến Cốc Thịnh vừa rồi chỉ thoáng nhìn qua đã kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm chính là sự xuất hiện của ba ông cụ. Cốc Thịnh vốn định nói với chủ nhiệm Vương, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói. Bây giờ không cần phải nói nữa, Vương Nhiệm Cửu đã bị sự xuất hiện của ba ông cụ làm cho kinh sợ, toàn bộ kế hoạch coi như đổ bể. Sau khi đoàn xe của Vương Nhiệm Cửu và Cốc Thịnh đi khỏi, Hạ Tưởng mới từ từ đi xuống. Khiến các vị lãnh đạo và ba ông cụ đức cao vọng trọng phải chờ một mình hắn, hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Tuy nhiên khi thấy ba ông cụ xuất hiện để tạo áp lực, Vương Nhiệm Cửu và Cốc Thịnh bị ép phải thả Hứa Quan Hoa, cuối cùng hắn cũng có thể cười. Chờ khi một trận gió đông thổi đến Bắc Kinh, ở sân bay, từ từ thổi tới. Hứa Quan Hoa không bị Cốc Thịnh đưa đi, coi như đã thắng trận đầu. Tuy không thể giữ được Mộc Phong lại, Mộc Phong bị quân ủy mang đi, cũng là một trong những việc nằm ngoài kế hoạch của Hạ Tưởng. Là nhân vật quan trọng trong trận đánh thứ hai, Mộc Phong và Trương Lực đều ở quân ủy so với ở lại càng có ý nghĩa hơn. Lúc này Hạ Tưởng vẫn chưa tới lúc đến quân ủy nói rõ mọi chuyện, sự xuất hiện của hắn, chính là thời điểm bắt đầu của cơn gió đông thứ ba. Không sai, bản thân Hạ Tưởng mới là người quan trọng quyết định thắng bại trong trận thứ ba. Ông cụ Ngô vô cùng xúc động nói. Lão cổ nói đã gói sủi cảo mời cậu ăn, tôi từ chối rồi. Lẽ nào chỉ có nhà lão cổ mới có sủi cảo ăn, nhà họ Ngô ta lại không có hay sao? Đi thôi, về nhà ăn sủi cảo trước, những việc khác, để ăn no xong rồi tính, trời không sập được. Đương nhiên trời sao có thể sập được, cho dù có sập đi chăng nữa, cũng là sập lên đầu người khác. Hạ Tưởng trên máy bay ngủ một giấc ngon lành, bây giờ tinh thần sảng khoái. Sắc mặt rất tốt, hơn nữa tinh thần còn tốt hơn lúc bình thường. Ngô Tài Dương tức giận, khiến Vương Nhiệm Cửu rất kinh sợ, đến giờ vẫn chưa nguôi giận, quát lớn. Hạ Tưởng, từ nay trở đi nếu cậu không biết trân trọng bản thân, không cho phép cậu bước một bước vào cửa nhà họ Ngô. Tuy là trách cứ nhưng giọng nói lại vô cùng thân mật. Ông cụ Ngô không chấp nhận. Tài Dương, con giận cái gì? Người trẻ tuổi bướng bỉnh một chút cũng bình thường, năm đó con một mình ở Tây Bắc. So với Hạ Tưởng còn càn quấy, cha còn chưa thèm trách mắng. Ngô Tài Dương thẹn không nói được gì, chỉ cười xấu hổ. Quý Trường Hạnh, anh là Phương Nam, sợ ăn sủi cảo không quen, tuy nhiên nếu anh bằng lòng, nhà họ Ngô cũng rất hoan nghênh anh. Ông cụ Ngô bắt tay Quý Trường Hạnh, mời anh ta đến nhà họ Ngô làm khách. Quý Trường Hạnh từ chối khéo. Không được rồi, tôi đã hẹn với lão cổ, phải tới nhà ông ấy ăn sủi cảo trước. Quý Trường Hạnh và lão cổ quan hệ rất tốt, với nhà họ Ngô, Mai, Khâu, bốn nhà quan hệ bình thường. Có thể hiểu, bốn nhà là thế lực gia tộc mới trỗi dậy, nhà họ Quý là thế lực gia tộc truyền thống, hai bên có những quan niệm khác biệt nhất định về chính trị, nói là bất đồng nhưng vẫn không phân cách. Vốn dĩ Minh Đắc Mưu muốn đón Hạ Tưởng tới Trung Nam Hải gặp Tổng Bí Thư trước, nhưng dưới sự kiên định của Hạ Tưởng, vẫn phải đồng ý để Hạ Tưởng tới nhà ông cụ Ngô trước. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nhờ y chuyển lời tới Tổng Bí Thư một câu. Diệp Thiên Nam cũng tới nghênh đón, nhưng gã cấp bậc quá thấp, cuối cùng không có cơ hội đứng lên trước, đành phải đi cùng Trần Hạo Thiên. Một đoàn người nghênh đón ở sân bay, đều tự phân tản, Trần Hạo Thiên,
Cổ Thu Thật đi cùng Minh Đắc Mưu tới Trung Nam Hải, Hạ Tưởng quay về nhà họ Ngô, Hứa Quán Hoa và Lão Quý đi gặp Lão Cổ. Trận quyết chiến sau khi Hạ Tưởng đến Bắc Kinh, ở sân bay, đã từ từ mở bức màn lớn. Sau khi Minh Đắc Mưu trở lại Trung Nam Hải, gặp Tổng Bí Thư, truyền lời của Hạ Tưởng nói, Tổng Bí Thư hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời như nghĩ thông suốt việc gì đó, hiểu ý cười. Cười thông báo đi, lập tức triệu tập hội nghị thường vụ cục chính trị, thảo luận thế cục lĩnh Nam. Cuộc hội nghị quan trọng quyết định sinh tử tồn vong, sắp xảy ra sự đụng độ giữa những người cấp bậc cao. Bắc Kinh mây di chuyển, các nơi phong thanh. Đầu tiên là tỉnh Cát Giang. Tống Chiêu Độ, người đã đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Cát Giang mấy năm, luôn luôn ôn hòa có thừa, phong cách chấp chính rất nhẹ nhàng, rất ít khi có hành động đao to búa lớn. Đột nhiên trong một đêm lại hạ độc thủ, quyết đoán mạnh mẽ mà chặt bỏ, làm ra một loạt đại sự khiến người khác trố mắt đứng nhìn. Tống Chiêu Độ đạo lớn bổ xuống, lực mạnh, phạm vi rộng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đầu tiên là phương diện Cương Sơn. Cương Sơn là thành phố cấp 3 khá lớn của tỉnh Cát Giang, hơn cả danh nhân cả nước Tiền Lai Phong. Ngô ơi bắt đầu khởi nghiệp từ Cương Sơn, mượn. Tay trắng lập nghiệp mà nổi tiếng cả nước, Tiền Lai Phong, nghe nói ở thành phố Cương Sơn là một nhân vật mưa gió, trên toàn cả nước cũng rất được ủng hộ, lại đột nhiên có tin tức truyền ra ngoài sẽ bị hạn chế xuất cảnh. Nói chung, nghệ sĩ mà bị hạn chế xuất cảnh, hơn nữa là bởi vì có quan hệ quá gần với nhân vật chính trị, mà chuyện của nhân vật chính trị, do đó liên lụy tới hương thơm đạo đức nghệ thuật của nghệ sĩ, mặc dù tin có liên quan đến việc Tiền Lai Phong bị hạn chế xuất cảnh là vô căn cứ hay là sự thực, không ít người đang đoán xem chân tướng sự việc phía sau là gì. Việc chính trị và việc giải trí luôn có mối liên quan ở một chuyện nào đó. Ngay tại lúc đương sự chứng minh việc hạn chế xuất cảnh chỉ là lời nói vô căn cứ, án kiện nguyên cục trưởng cục công an thành phố Cương Sơn chính thức trồi lên mặt nước, trong thời gian nguyên cục trưởng cục công an Cương Sơn nhận chức đã lợi dụng chức vụ. Dưới danh nghĩa đánh bọn xấu, đánh đổ thế lực độc ác loại nhỏ, trở thành ô dù cho thế lực độc ác loại lớn, thu phí bảo hộ cao đến mức hơn 20 triệu nhân dân tệ. Về phần hành vi bán quan và tham ô khác, lại càng nhiều không đếm xuể, không cần đếm nữa. Là một người cán bộ, có lẽ y không phải là một người thành công. Nhưng là một gã nghiệp quan, nhân viên thương nghiệp nhà nước, y lại bán ra chiếc ô đắt nhất thế giới. Nguyên cục trưởng cục công an thành phố Cương Sơn xuống ngựa, chỉ là bước đầu tiên, trong lúc vô số người đang đoán xem dụng ý thật sự của Tống Chiêu Độ khi hành động như vậy, thì thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Cương Sơn lại gặp phải một cơn bão trốn quan trường khác trong một đêm xuống ngựa vài tên quan lớn cấp sở, trong đó có cả phó bí thư thành ủy và phó thị trưởng. Tống Chiêu Độ ở Cát Giang nhiều năm, chưa bao giờ gióng trống khua chiêng tiến hành điều chỉnh nhân sự cán bộ cấp sở trở lên, đại bộ phận biến động nhân sự đều là nhẹ nhàng từng bước một thúc đẩy. Động đất trốn quan trường Cương Sơn tuy rằng không thể đánh đồng với việc năm đó hành động sấm sét của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương một lúc bắt mười mấy cán bộ cấp sở, nhưng đối với phập lớn cán bộ cấp cao và trung tầng quen thuộc với phong cách chấp chính của Tống Chiêu Độ mà nói, tuyệt đối là đại sự xưa nay chưa từng thấy. Nếu nói động đất của quan trường ở thành phố Cương Sơn còn chưa rõ hướng nào, thì điều chỉnh ngoài ý muốn của cán bộ đảng và chính quyền chủ yếu thành phố Tiểu Đoạn, chính là một lần ra tay cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ. Gió to của thành phố Tiểu Đoạn, trước tiên bắt đầu từ một chủ nhiệm khu dân cư. Mọi người đều biết chủ nhiệm khu dân cư ủy là một chức quan hạt vừng không thể nhỏ hơn được nữa, không, ngay cả hạt vừng cũng không xứng, bởi vì là ngoại hạng, không được vào cấp phòng chính là không được xếp hạng. Nhưng chính cái người chủ nhiệm khu dân cư nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn ấy. Lại tham ô một khoản khổng lồ lên đến 90 triệu nhân dân tệ. Tin tức vừa công bố, lập tức một mảnh náo động. Càng làm cho người ta rầm rộ lên đó là, chủ nhiệm khu dân cư là bà con xa ở nông thôn của bí thư thành ủy đảm nhiệm trước đó. Lại liên tưởng đến trận động đất nơi quan trường ở thành phố Cương Sơn, nơi mũi kiếm của Tống Chiêu Độ hướng tới không nói cũng đã biết. Một gã chủ nhiệm khu dân cư nhỏ nhoi lại có thể tham ô hơn 90 triệu tệ. Chẳng lẽ không phải nói rõ chánh văn phòng có thể tham ô 190 triệu sao? Sau chuyện này đã dẫn đến sự phẫn nộ của nhân dân thành phố. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.